thiên kiếp của thể tiên linh cũng không giống với người thường, lôi điện đánh xuống còn mang theo ánh sáng ngũ sắc. Nhìn lôi điện lóe sáng đầy trời như vẽ ra những mảng màu rực rỡ trong khoảng không, lôi điện đan xen nối liền nhau như tạo thành từng thác nước đầy màu sắc đổ xuống từ bầu trời. Đẹp quá! Mấy người Phượng Vũ cùng nhóc hám tiền đều thì thầm tự nói. Thậm chí còn có không ít nữ trưởng lão trẻ tuổi ngắm nhìn đến mê mẩn, cảnh tượng thiên kiếp này cực kỳ giống pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời, tự mang theo ý cảnh mộng ảo lạ thường. Cái gì càng đẹp thì càng nguy hiểm. Các nam trưởng lão hít sâu một hơi, có rất nhiều người vuốt râu nói. Thiên kiếp của thể thiên linh không chỉ đẹp mà còn hết sức khủng khiếp. Liễu Tâm Như lúc này đã bị lôi điện bao phủ, thân thể mềm mại bị nhuộm đỏ máu tươi, người có nhãn giới thấp hiển nhiên đã không còn nhìn thấy được bóng dáng của nàng nữa, chỉ thấy một bóng đen mờ ảo bị biển lôi nhấn chìm, huyết quang đỏ bừng chói mắt. Lần đầu tiên độ kiếp mà nàng đã phải gánh chịu thiên kiếp đáng sợ bậc này, người không dành thế sự như nàng chắc chắn không thể nào ngờ được. May mắn thay, nàng vẫn đủ kiên định. Nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, phải sống. Khi độ kiếp nhất định phải giữ được chấp niệm mạnh mẽ như vậy. Thiên kiếp khủng bố đã kích phát chiến ý tiềm tàng của nàng. Ngoài ra còn có một nguồn năng lượng thần bí bên trong cơ thể của nàng đã được kích hoạt, đó chính là năng lượng huyết mạch. Mỗi một lần nàng bị thiên lôi đánh thì huyết mạch của nàng đều bị kích động dữ dội, dẫn đến biến hóa lạ thường. Thiên kiếp càng lúc càng mạnh mẽ, mang theo nguồn năng lượng hủy diệt. Nàng liên tục bị lôi điện nhấn chìm, cũng liên tục đổ máu. Trên tường thành, mấy người Phượng Vũ thấy vậy thì ai cũng tái nhợt. Thảm. Tình trạng của Liễu Tâm Như quá bi thảm. Tiểu nha đầu gầy yếu kia bất cứ lúc nào cũng có thể bị thiên lôi tiêu diệt. Tất cả mọi người đều đang theo dõi Liễu Tâm Như, không có ai để ý đến Triệu công tử, cái tên đó chẳng khác gì xúc sinh da dày thịt béo, có năng lực chịu đòn siêu cấp, ngày nào cũng tìm cách để bị thiên lôi đánh, thiên kiếp cỡ này cũng không đánh chết nổi hắn. Sự thật chính xác là như thế. So với sự thảm thương của Liễu Tâm Như đang bị nhấn chìm trong biển lôi, thiên lôi đánh ra bên ngoài liên tục bị Triệu Bân oanh diệt, hiển nhiên là hắn đang bị động ứng kiếp nhưng động tĩnh mà hắn gây ra lại càng đáng sợ hơn so với Liễu Tâm Như ở bên trong. Hay nói cách khác, có vẻ như hắn lại càng khiến cho trời xanh phẫn nộ hơn, so với người đang độ kiếp thì ông trời dường như muốn đánh hắn thành cho bụi hơn nhiều. Vô thượng kiếp nạn, vô thượng tạo hóa, Thương Khung vuốt râu chậm rãi nói. Không ai phản bác những lời này. Thiên kiếp tuy mang năng lượng hủy diệt nhưng bên trong sự hủy diệt lại có ẩn dấu cơ duyên, nếu như không vượt qua được sẽ thân hủy hồn diệt, nếu như vượt qua được liền niết bàn lột xác. Thiên kiếp đánh vào thân thể không khác gì quá trình ma luyện cực hạn, ngay cả một khối sắt thô cũng có thể luyện thành tuyệt thế thần binh. Tất nhiên, tạo hóa luôn đi kèm với tai họa. Không phải ai cũng có thể vượt qua được thiên kiếp. Cũng giống như trận thiên kiếp này, nếu như không phải là thiên tài yêu nghiệt như Liễu Tâm Như thì cũng không thể gánh nổi. Nhất định sẽ bị đánh thành cho bụi. Kẻ muốn bị động ứng kiếp ít nhất cũng phải có thực lực ngang hàng người đang độ kiếp. Mà Triệu Bân hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu đó. Đối với mấy người như Phượng Vũ hay nhóc hám tiền thì chuyện này hoàn toàn nằm ngoài tầm với. Ngao, ngao. Tiểu Kỳ Lân kêu lên rồi nhảy ra khỏi đan hải của Triệu Bân. Nó là thánh thú, không quan trọng là yêu nghiệt hay không yêu nghiệt, nó tuyệt đối có đủ tư cách tiếp nhận thiên kiếp. Cũng giống như nó, cây thần tạo hóa cũng đang tiếp nhận thiên kiếp thông qua Triệu Bân. Ông, Long Uyên rất không an phận, cũng ngay lập tức phóng ra ngoài. Triệu Bân đang múa kiếm trong biển lôi. Cả nhà ra trận. Mọi người thấy vậy thì đều ho khan, một người độ kiếp cả nhà ứng kiếp. Ngẫm lại cũng phải, thiên kiếp rất không tầm thường, là tạo hóa mà cũng là tai họa, nếu như có thể vượt qua thì chắc chắn sẽ niết bàn. Phụt. Trong lúc mọi người đang theo dõi thì Liễu Tâm Như lại đổ máu. Thiên kiếp vẫn có thể mạnh hơn nữa, mỗi một tia sét đánh xuống đều là một tia hủy diệt. Đừng sợ nó. Triệu Bân quát lớn, hắn đang ứng kiếp nhưng cũng không quên nhắc nhở Liễu Tâm Như. Lời nói của hắn có tác dụng rất lớn. Đối với Liễu Tâm Như mà nói thì lời nói của hắn dường như có một loại ma lực kích phát tiềm lực của nàng đến mức tối đa. Chính Triệu Bân đã cho nàng ánh sáng. Nàng sẽ khiến cho ánh sáng đó càng tỏa sáng rực rỡ hơn ánh mặt trời. Tâm cảnh của nàng đã biến đổi. Nàng lần đầu tiên lột xác giống như Phượng Hoàng Niết Bàn, đánh tan một tia sợ hãi cuối cùng trong lòng thay bằng chiến ý bất bại. Nàng gầm lên một tiếng từ tận sâu trong linh hồn lấn át cả tiếng sấm,
trong nháy mắt liền diễn hóa ra phượng hoàng thật sự. Giống. Triệu Bân ở bên cạnh cũng truyền ra tiếng rồng ngâm. Tuy hắn không có huyết mạch đặc biệt nhưng hắn cũng có tâm cảnh, chân nguyên cùng tiên lực đan xen, khí huyết cùng ý niệm phối hợp, diễn hóa ra một con rồng lớn màu vàng giữa biển lôi. Hàng tỷ luồng lôi điện đánh xuống cũng không thể nhấn chìm thần long, tiếng ngâm kháng hồn còn rền vang hơn tiếng sấm vang vọng khắp tứ hải bát hoang, bất cứ ai nghe thấy cũng đều phải run sợ. Phượng hoàng, thần long, thanh âm cả kinh vang, rồng bay phượng mùa. Trên tường thành Thiên Thu có rất nhiều lời này không hề sai. Ở xa nhìn tới có thể thấy hai biển lỗi, một biển lại diễn hóa ra phượng hoàng Liễu Tâm như một biển lôi diễn hóa ra thần long Triệu Bân, một người chủ động độ kiếp một người bị động ứng kiếp, rõ ràng chính là cảnh tượng rằng bay phượng múa trong truyền thuyết đôi vợ chồng trẻ này đã khiến cho tất cả mọi người được mở rộng tầm mắt nhìn thấy cảnh tượng thịnh thế. E rằng cũng chỉ có họ mới xứng với câu trời sinh một cặp. Thời đại đã thật sự thay đổi rồi, Thương Khung xúc động nói. Thời đại này đã sinh ra những bậc anh tài, những ngôi sao sáng. Cũng giống như Triệu Bân và Tiểu Nha đầu kia, một khi hai người bọn họ quật khởi thì chắc chắn sẽ trở thành huyền thoại trong thế hệ của mình. Chỉ nhìn là tốt rồi. Tư Không Kiếm Nam ho khan, cảm thấy rất ngượng ngùng. Hắn ta vẫn còn kém xa Triệu Bân và Liễu Tâm Như, hai hồi thiên kiếp càng nhìn càng run sợ, chỉ nhìn thôi cũng thấy sợ chứ đừng nói là đứng bên trong đó. Ở đây còn có rất nhiều người khác cũng cảm thấy xấu hổ giống như hắn ta, chẳng hạn như Phượng Vũ cùng nhóc hám tiền, ai cũng biết mình vẫn còn kém xa hai người bên kia, họ mà bước vào thiên kiếp của thể tiên linh thì chắc chắn sẽ thân hủy hồn diệt. Thiên kiếp đáng sợ quá. Diêm La mặt quỷ bị treo trên cây đang vô cùng kinh hoàng. Hắn ta đang khiếp sợ đến mức quên hẳn việc giãy giụa. Tòa thành này thật bất phàm. Đám người trong thành lại càng bất phàm. Cả Cơ Ngân và người đang độ kiếp đều là những yêu nghiệt nghịch thiên. Lúc này đám người Kim Sơn lão quỷ trông lại có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Bọn họ bị bắt đến đây sớm hơn, trước khi Liễu Tâm Như tỉnh lại thì bọn họ đã bị treo ở đây rồi. Bọn họ đều đã được nhìn thấy dị tượng của thể tiên linh. Tiểu nha đầu kia thật sự là một yêu nghiệt. Chuyện này bọn họ đã rõ từ lâu. Thiên kiếp khủng khiếp hôm nay xem như cũng đã được dự báo trước từ lâu. Vì hợp tình hợp lý cho nên bọn họ cũng không quá chấn động. Trời ạ, đó là thiên kiếp sao? Là ai đang độ kiếp mà thiên lôi lại có nhiều màu như thế? Là ai đang độ kiếp? Động tĩnh của thiên kiếp quá lớn đã thu hút người bên ngoài, những thanh âm cả kinh liên tiếp vang lên, cũng đã có không ít người chạy đến. Trên đường chạy đến nơi bọn họ vẫn không thể nhìn thấy rõ ai là người độ kiếp, chỉ thấy hư ảnh rồng bay phượng múa bên trong biển lôi. Thiên kiếp khó lường. Bọn họ chưa từng nhìn thấy thiên kiếp rực rỡ thế này. Là ai? Mang theo nghi hoặc, có rất nhiều người đã chạy vào núi bất tử. Ai cũng muốn xem thử người độ kiếp là thần thánh phương nào. Nhưng sau khi bọn họ chạy vào trong núi bất tử thì đều lạc đường, một đám người cau mày nhăn mặt nhìn trái nhìn phải, những kẻ có nhãn giới cao mới có thể nhìn ra huyền cơ của núi bất tử, nơi này bị sương mù che lấp đều là do có bố trí mê tung trận, hơn nữa còn là mê tung trận cấp tiên. Nhìn ra được chuyện này thì tất cả đều kinh hãi tột độ. Hầu hết trong số bọn họ đều đã từng đến núi bất tử nhưng chưa bao giờ nhìn thấy mê tung trận cấp tiên. Hơn nửa đêm còn chạy vào núi, bây giờ muốn ra cũng không ra được, bất đắc dĩ mọi người đều phải chạy lên các đỉnh núi cao cố hết sức theo dõi thiên kiếp nhưng đáng tiếc vẫn không thể nhìn thấy người độ kiếp là ai. Còn có những kẻ không sợ chết đã rời khỏi các đỉnh núi gần đó để tiếp cận gần hơn với thiên kiếp. Nhưng bọn họ vẫn quá xem thường mê tung trận, nó đã liên tục khiến cho bọn họ bị lạc đường, rõ ràng thiên kiếp đang ở ngay phía trước nhưng bọn họ làm cách nào cũng không thể lại gần được, thậm chí còn có người càng chạy đến gần thiên kiếp thì lại càng bị đẩy sang hướng xa hơn. Chỉ trách Triệu Bân và Liễu Tâm Như đã chọn nơi độ kiếp nằm sâu trong núi bất tử bởi vì không muốn có kẻ khác nhìn lén được. Muốn nhìn lén cũng không phải không được. Nhưng tiền đề là phải phá được mê tung trận cấp tiên. Bằng không thì kẻ nào cũng không vào được. Cho nên mới nói núi bất tử là một nơi rất tốt vì nó có tiên trận bảo hộ không thể phá vỡ. Nếu như bọn họ độ kiếp ở bên ngoài thì chỉ có quỷ mới biết được sẽ thu hút tới bao nhiêu người, ngư long hỗn tạp. Thiên kiếp đã đáng sợ, nếu như sau khi độ kiếp còn bị kẻ khác đánh lén thì rất khó phòng bị. Ở bên trong núi bất tử này thì ít nhất sự an toàn cũng không phải là vấn đề. Nơi quái quỷ gì đây? Mê tung trận này thật tà hồ quá.
là kẻ nào đã bố trí pháp trận. Những tiếng kêu la liên tục vang lên, những kẻ chạy vào núi bất tử phần lớn đều đang lớn tiếng mắng chửi. Bọn họ chạy đến đây để xem náo nhiệt chứ không phải để chơi trốn tìm, thế mà đã không thể nhìn thấy người độ kiếp còn bị vây chết ở nơi này. Đợi thiên kiếp kết thúc thì sẽ xử lý các ngươi sau. Đây là tính toán của Thương Khung và những người khác. Trên sa bàn có hiện rõ tình hình bên trong núi bất tử lúc này, có bao nhiêu kẻ chạy vào, bọn chúng đang phân bố ở đâu, đang làm gì. Tất cả đều bị người trong thành theo dõi được. Chỉ có điều vào thời khắc quan trọng này thì cũng không ai có thời gian để ý đến những kẻ đó. Chờ Triệu Bân cùng Liễu Tâm Như an toàn vượt qua kiếp nạn thì bọn họ sẽ dọn dẹp từng kẻ một, đối với những kẻ có thù thì nhất định sẽ không thương tiếc đánh diệt. Đối với những kẻ không có thù thì liền bắt sống rồi cho uống nước vong tình sau đó mới thả ra ngoài. Nhưng nước vong tình cũng không thể cho kẻ khác uống miễn phí, mỗi một ngụm nước đều là tiền cả. Nói trắng ra thì bọn họ sẽ cướp sạch. Bọn họ không sợ nhiều người. Người càng nhiều càng tốt. Càng có nhiều người thì càng có nhiều tiền. Đội hình cường giả của thành Thiên Thu cực lớn, ngoại trừ cường giả thiên võ thì còn lại bọn họ đều có thể tiêu diệt được. Mà cho dù cường giả thiên võ có đến đây thì cũng không thể nào bước ra khỏi núi bất tử bởi vì mê tung trận cấp tiên không phải chỉ là vật bày trí. Những tiếng sấm rền đinh tai nhức óc vẫn vang lên, lôi uy thiên kiếp đã được đẩy lên mức cao nhất. Nó mạnh đến mức nào? Mạnh đến nỗi ngay cả Triệu Bân cũng không thể tự tin gánh nổi, thần long của hắn đã bị đánh rách thân thể mà chính hắn cũng đang đẫm máu, máu tươi bắn ra khắp nơi. Thiên kiếp thể tiên linh quá bá đạo. Thiên lôi nhiều màu không chỉ rực rỡ mà còn vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả hắn còn như thế thì đừng nói đến Liễu Tâm Như. Phượng hoàng của nàng đã bị đánh nát, y phục của nàng cũng nhuộm đỏ màu máu. Nàng bị thương hết sức thê thảm, ánh mắt đã mờ đi, khí huyết cùng tinh thần đều suy nhược, chỉ còn chấp niệm chống đỡ. Thiên kiếp quá mạnh mẽ. Có vài lần nàng còn suýt ngã quỵ bên trong biển lôi. Chống đỡ. Trái tim của tất cả cường giả đều thắt lại, mấy người tử linh đều tái nhợt không còn chút máu, thiên kiếp này còn đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì mà bọn họ tưởng tượng, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì Liễu Tâm Như sẽ bị đánh đến mức hồn phi phách tán. Liễu Tâm Như không thể nghe thấy giọng nói của họ. Chính xác mà nói thì ý thức của nàng đã mụ mị đi như thể nàng đã rơi vào trong mộng, không còn phân biệt được đâu là thực đâu là ảo. Đây là một điềm báo rất nguy hiểm. Thiên kiếp vẫn chưa kết thúc. Bất kỳ sự phân tâm nào cũng có thể khiến người độ kiếp bị đánh thành cho tàn. Lại có thêm thiên lôi đánh xuống nhấn chìm Liễu Tâm Như. Bên trong biển lôi đã nhuộm đỏ màu máu vô cùng chói mắt. Triệu Bân, ta không chịu nổi nữa. Liễu Tâm Như thì thào nói, tựa như chỉ mình nàng mới có thể nghe thấy. Nguyệt Thần khẽ cau mày, cũng hết sức lo lắng. Cuộc đời của Liễu Tâm Như phần lớn đều chìm trong bóng tối. Nàng không dành thế sự và chỉ mới tu luyện võ đạo được hơn một tháng, nếu như không có huyết mạch nghịch thiên và chiến ý tiềm tàng thì nàng cũng giống như người bước đi trong bóng tối, chỉ cần đi nhầm một bước liền vạn kiếp bất phục. Nàng có thể chống đỡ được đến giờ phút này mà vẫn chưa chết đã là rất đáng quý rồi. Dù sao nàng cũng không phải Triệu Bân. Tên nhóc đó được chui rèn trong biển máu, đã sống sót vượt qua nhiều trận thiên kiếp, hắn có tinh thần và chiến ý không thể dập tắt, đã quen với thống khổ từ rất lâu. Như Nhi, chúng ta phải bạch đầu giai lão. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thì Triệu Bân lại gầm lên, mặc dù đôi mắt của hắn đã hằn đầy tơ máu nhưng giọng nói vẫn tràn đầy sự dịu dàng. Bạch đầu giai lão, Liễu Tâm Như thì thầm tự nói. Giờ phút này, nói cái gì đạo tâm bất tử hay nhân thân bất diệt đều không có tác dụng bằng bốn chữ bạch đầu giai lão này. Tình yêu là một điều kỳ lạ. Sức mạnh của tình yêu dường như là vô hạn. Một câu bạch đầu giai lão đã khiến cho thể tiên linh niết bàn lột xác lần nữa, ánh mắt ảm đạm lại nở rộ ánh sáng, giữa ấn đường của nàng còn hiện ra một bí văn cổ xưa, đó là đồ đằng riêng của thể tiên linh, bên trong cơ thể của nàng có năng lượng huyết mạch minh mông, bên ngoài cơ thể lại có tiên quang yên hà tràn đầy. Sinh cơ của nàng lại một lần nữa tỏa sáng rực rỡ. Tiếng phượng hoàng gầm giống vang vọng chín tầng mây. Cả bên ngoài và bên trong của nàng đều đang chuyển hóa. Không hề sợ hãi tiếp nhận thiên kiếp, thậm chí còn quên đi cả chuyện sống chết. Trong nàng lúc này chỉ còn lại một chấp niệm đó chính là phải sống, phải cùng Triệu Bân bạch đầu giai lão. Ổn rồi. Nguyệt Thần mỉm cười nói, không còn lo lắng nữa. Hai mắt Triệu Bân sáng ngời, liên tục công phạt thiên lôi, chiến ý vô địch. Ngẩng đầu lên nhìn,
dị tượng thần long và phương hoàng càng lúc càng làm mai một ánh sáng của thiên lôi. Giờ phút này mới đích thực là rồng bay phượng múa. Mấy người thương khung thấy vậy liền cả kinh tột độ. Những kẻ bị mắc kẹt trong núi bất tử thấy vậy liền giật mình sửng sốt. Dưới thiên kiếp, phượng hoàng và thần long trông hết sức chói mắt giống như hai thần thú thật sự. Ngoài thần thú, còn có một thánh thú. Cách đó không xa, có thể trông thấy Kỳ Lân cũng đang ứng kiếp. Đó là Cơ Ngân. Có rất nhiều kẻ há hốc mồm, đến tận lúc này mới nhận ra là ai. Đó chính là Thánh tử Thiên Tông, bọn họ nhất định không nhìn lầm, Cơ Ngân đang độ kiếp, nói chính xác hơn thì hắn đang bị động ứng kiếp, người độ kiếp thật sự là tiểu nha đầu kia. Tiểu nha đầu kia bọn họ chưa từng gặp qua, cũng không biết là con cái nhà ai, chỉ biết tiểu nha đầu đó có huyết mạch cực kỳ bá đạo, thiên kiếp dẫn tới cũng vô cùng kinh người. Vấn đề đã xuất hiện. Cơ Ngân có quan hệ gì với người đang độ kiếp? Một cặp. Không ai có thể đưa ra câu trả lời. Nhưng nếu như bọn họ có thể thoát khỏi đây thì chuyện này chắc chắn sẽ truyền khắp thiên hạ. Phá. Được thiên kiếp tẩy luyện, Liễu Tâm như thăng cấp, tiên quang bắn ra bốn phía. Triệu công tử lại càng khủng bố hơn, một lần thăng lên hai cảnh giới nhỏ, đạt tới cảnh giới địa tạng tầng 7. Chậc, chậc. Mấy người thương khung tặc lưỡi không thôi. Có người thật sự rất thích bị thiên lôi đánh, nếu như ngày nào cũng có người độ kiếp thì chẳng phải cái tên này sẽ bay thẳng lên trời hay sao? Hửm! Trong lúc mọi người đang quan sát thì đột nhiên trên người của Liễu Tâm như lại xuất hiện một bóng hình xinh đẹp khác. Tuy chỉ xuất hiện thoáng qua nhưng cũng không thoát khỏi tầm mắt của mấy lão cường giả bên này. Mọi người liếc nhìn nhau, xác định không nhìn lầm. Nhưng khi nhìn lại thì bóng dáng đó đã biến mất. Nhìn nhầm rồi. Hoa mắt! Mấy lão cường giả thầm nghĩ, đều vò đầu bứt tai. Bọn họ đã có thể nhìn thấy thì chẳng lẽ Triệu Bân lại không nhìn thấy? Chính vì nhìn thấy cho nên hắn mới nheo mắt lại. Lần thứ hai. Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy bóng dáng của Sở Vô Xương trên người Liễu Tâm Như. Có lẽ do thiên kiếp quá mạnh mẽ khiến cho ngay cả hắn cũng không thể phân rõ thật giả, không biết là hoa mắt hay ảo giác. Thiên kiếp đã suy yếu, Tử Linh lẩm bẩm. Thấy vậy. Tất cả cũng đều thở dài nhẹ nhõm. Thiên kiếp yếu đi. Kế tiếp chỉ còn là vấn đề thời gian. Đúng như bọn họ nói, thiên kiếp dần dần mất đi lực hủy diệt, lôi điện đầy trời cũng dần ít đi. Tiếng sấm rền không biết cũng đã mai một từ lúc nào. Thiên kiếp tan, trong khoảng không chỉ còn lại ánh sáng sặc sỡ. Liễu Tâm như lảo đảo rơi xuống từ trên bầu trời, ánh sáng toàn thân cũng tan đi. Nàng đã bị thương rất nặng. Nhưng cuối cùng nàng cũng đã vượt qua thiên kiếp. Một hồi thiên kiếp cũng là một hồi niết bàn. Nha đầu, Triệu Bân đã nhanh như chớp đón được Liễu Tâm Như. Được thiên kiếp tẩy luyện, Liễu Tâm Như thăng cấp, tiên quang bắn ra bốn phía. Triệu công tử lại càng khủng bố hơn, một lần thăng lên hai cảnh giới nhỏ, đạt tới cảnh giới địa tạng tầng 7. Chậc, chậc, mấy người thương khung tặc lưỡi không thôi. Có người thật sự rất thích bị thiên lôi đánh. Nếu như ngày nào cũng có người độ kiếp thì chẳng phải cái tên này sẽ bay thẳng lên trời hay sao? Hửm! Trong lúc mọi người đang quan sát thì đột nhiên trên người của Liễu Tâm như lại xuất hiện một bóng hình xinh đẹp khác. Tuy chỉ xuất hiện thoáng qua nhưng cũng không thoát khỏi tầm mắt của mấy lão cường giả bên này. Mọi người liếc nhìn nhau, xác định không nhìn lầm. Nhưng khi nhìn lại thì bóng dáng đó đã biến mất. Nhìn nhầm rồi! Hoa mắt! Mấy lão cường giả thầm nghĩ. Đều vò đầu bứt tai. Bọn họ đã có thể nhìn thấy thì chẳng lẽ Triệu Bân lại không nhìn thấy? Chính vì nhìn thấy cho nên hắn mới nheo mắt lại. Lần thứ hai. Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy bóng dáng của Sở Vô Xương trên người Liễu Tâm Như. Có lẽ do thiên kiếp quá mạnh mẽ khiến cho ngay cả hắn cũng không thể phân rõ thật giả, không biết là hoa mắt hay ảo giác. Thiên kiếp đã suy yếu, Tử Linh lẩm bẩm. Thấy vậy, tất cả cũng đều thở dài nhẹ nhõm. Thiên kiếp yếu đi. Kế tiếp chỉ còn là vấn đề thời gian. Đúng như bọn họ nói, thiên kiếp dần dần mất đi lực hủy diệt, lôi điện đầy trời cũng dần ít đi. Tiếng sấm rền không biết cũng đã mai một từ lúc nào. Thiên kiếp tan, trong khoảng không chỉ còn lại ánh sáng sặc sỡ. Liễu Tâm như lảo đảo rơi xuống từ trên bầu trời, ánh sáng toàn thân cũng tan đi. Nàng đã bị thương rất nặng. Nhưng cuối cùng nàng cũng đã vượt qua thiên kiếp. Một hồi thiên kiếp cũng là một hồi niết bàn. Nha đầu! Triệu Bân đã nhanh như chớp đón được Liễu Tâm Như.
Liễu Tâm như mỉm cười yếu ớt, dần dần rơi vào giấc ngủ say, bàn tay nhỏ bé đẫm máu còn đang nắm chặt lấy Triệu Bân. Triệu Bân nở nụ cười ấm áp, dùng tiên lực bao phủ Liễu Tâm Như. Thương khung thổn thức, sau một hồi thiên kiếp Liễu Tâm Như gần như sắp chết nhưng Triệu Bân thì khác, hắn vẫn có thể vui vẻ. Người quanh năm bị thiên lôi đánh đúng là có khác, da dày thịt béo, chịu đòn siêu đẳng. Triệu Bân vào thành, đặt Liễu Tâm Như vào một linh trì. Sau đó hắn dùng tiên lực tiêu trừ sát ý bên trong cơ thể Liễu Tâm Như. Mấy lão cường giả cũng không hề nhàn rỗi, tất cả đều ra tay giúp đỡ. Trong lúc trị thương bọn họ còn không quên nheo mắt quan sát Liễu Tâm Như, sau khi trải qua một trận thiên kiếp, tiểu nha đầu này lại càng thêm bất phàm, giống như vừa giải được phong ấn sức mạnh, năng lượng huyết mạch đáng sợ đã được kích hoạt, nếu như có thời gian bồi dưỡng thì chiến ý của nàng nhất định sẽ cực kỳ khủng khiếp. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Tới đêm ngày thứ hai mọi người mới thu tay lại. Liễu Tâm Như đang nằm trong linh trì ngủ yên, những vết thương do thiên kiếp gây ra đã hoàn toàn phục hồi, bước tiếp theo là điều dưỡng, năng lượng huyết mạch đang chậm rãi nuôi dưỡng khí lực của nàng trong giấc ngủ say. Phụt! Triệu Bân phun ra một ngụm máu, ngã ngồi xuống đất. Trải qua một trận thiên kiếp chắc chắn không thể không bị thương, sát ý của thiên kiếp không phải là chuyện đùa, nội tình hùng hậu như hắn cũng không chịu nổi sát ý này. Cũng may hắn có tiên lực hộ thể cho nên vấn đề không lớn. Diệt! Hắn khoanh chân ngồi xuống, cố hết sức tiêu trừ sát ý. Mọi người không quấy rầy, tất cả đều thối lui sau đó ra khỏi thành. Phải dọn dẹp hết đám người đã bước vào núi bất tử. Nói đến đám người đó, sau khi nhìn thấy một trận thiên kiếp đến ngây ngẩn cả người thì lại bị lạc đường, giống như một đám ruồi không đầu bay tán loạn, làm cách nào cũng không tìm được đường đi ra ngoài. Chỉ có thể ở trong núi không ngừng mắng chửi. Á! Ngay sau đó, những tiếng kêu la thảm thiết đã vang lên. Có người đã bị đánh gần chết. Tất nhiên đó là kiệt tác của người trong thành Thiên Thu, mấy lão cường giả làm việc hết sức ăn ý, người nào cũng cầm theo côn sắt chia làm hai ba người một nhóm, trên đường đi liên tục đánh ngất những kẻ đột nhập. Không biết có bao nhiêu kẻ đã ngã xuống dưới côn sắt của mấy lão. Sau khi đánh ngất và cướp sạch thì mấy lão mới cho bọn họ uống nước vong tình rồi đá ra ngoài. Mấy lão cường giả đều chỉ muốn cướp tiền tài chứ không muốn cướp mạng. Nhưng tất nhiên cũng có những kẻ phải giết không tha. Đó là những kẻ thuộc các thế lực thù địch, chẳng hạn như huyết y môn hay thi tộc, tất cả đều bị giết chết ngay tại chỗ. Sau khi dọn dẹp hết đám người đột nhập thì mấy lão cường giả mới trở về thành. Lại thêm một phi vụ nữa, thu hoạch cũng rất bộn. Tiền tài là vật ngoài thân. Điều thật sự đáng mừng là Triệu Bân và Liễu Tâm Như đã gặp được tạo hóa. Qua ba ngày, Triệu Bân mới tỉnh lại, đúng là trâu bò chứ không phải người. Bị thiên kiếp đánh thê thảm đến vậy mà lại có thể hồi phục lại trạng thái bình thường trong thời gian ngắn đến vậy, nội lực là thứ rất hữu dụng và tên này chính là bằng chứng tốt nhất. Liễu Tâm Như vẫn chưa tỉnh. Trong linh trì mờ mịt sương khói, nàng ngủ rất an yên, những dị tượng kỳ lạ nối tiếp nhau xuất hiện. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiên âm diệu kỳ, đó là thứ tiềm tàng trong huyết mạch, chỉ xuất hiện ở những thời điểm nhất định. Triệu công tử khéo léo hiểu lòng người. Nhân lúc không có ai đã thay bộ đồ khác cho vợ. Lúc độ thiên kiếp, nàng đã bị thương, máu dính khắp người, chẳng phải cần thay bộ đồ khác sao? Cái cớ thì hợp lý, nhưng lúc thay quần áo, hai tay của tên này lại không chịu ở yên phận, đặc biệt là với cặp tâm hồn của vợ mình. Hắn cực kỳ tò mò nên cứ không kiềm được mà phải chọt nhẹ vài cái. Mềm mềm, trơn bóng, hơn nữa còn có tính đàn hồi cao, sờ vào rất đã. Không có tiền đồ. Nguyệt thần liếc Triệu Bân một cái. Vợ mình mà còn phải lén la lén lút, vậy còn có thể trông đợi gì ở hắn nữa. Lúc Triệu công tử ra khỏi linh trì đã vừa đi vừa lau máu mũi. Tuổi trẻ đang phơi phới, chỉ cần sơ hở một chút là bị nội thương ngay. Tử Linh thấy hắn thì liếc còn gắt hơn cả Nguyệt Thần. Có điều, nghĩ lại thì cũng thấy đồng tình, tội cho thằng nhỏ. Hát, xì. Thương khung hát hơi một cái mạnh. Tên phá đám này không bao giờ thiếu người hỏi thăm. A, à, tiếng la thất thanh đột nhiên vang lên. Có vài người cứ thích đến dạo thành Thiên Thu. Kết thúc luôn là cảnh bị đánh lén. Theo cách nói của mấy lão tiền bối là đồ dâng đến miệng thì sao phải chối từ. Vì sợ gây ra động tình lớn chứ không thì bạn học đã tung tin từ lâu để dụ nhiều người hơn nữa đến rồi, vậy họ có thể đánh úp nơi này, đây là sân nhà của họ, trừ cảnh giới thiên vệ ra thì họ đều có đờ xích ly hết.
Ngày thứ 9, Huyền Mộng đã đến, còn mang theo một tin tốt lành. Tin tốt gì chứ? Đó là ân chú sắp luyện đàn rồi, BTH thời gian vào tối mại. Tốt lam. Mắt Triệu Bân sáng rực. Hắn đã đợi ngày này quá lâu rồi. Ân chú đã điều qua rất nhiều cao thủ, đôi mắt Huyền Mộng đầy vẻ lo lắng. Cơ hội ngàn năm mới gặp mà, ánh mắt Triệu Bân đầy kiên định. Bất luận lão ta phái đến bao nhiêu cao thủ thì cũng không thể cản được việc hắn cứu mẹ. Sau đó, hắn lại nói thêm, đừng nói chuyện này với những người khác. Người khác trong lời của hắn là chỉ bọn Thương Khung. Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Để tránh bứt dây động rừng, một mình hắn đi là được rồi, cơ hội chỉ có một lần, không thể để có bất cứ sự cố gì. Triệu Bân một mình rời khỏi thành Thiên Thu trong đêm. Hắn không làm phiền đến bất cứ ai. Huyền Mộng cũng rất biết nghe lời, không nói chuyện cứu Phù Dung cho các cao thủ biết. Có những chuyện, Triệu Bân hiểu thì đương nhiên cô ta cũng hiểu, bất kể là ăn cắp lệnh bài hay là cứu Phù Dung, đó đều là những việc mà không phải cứ nhiều người là có thể giúp được. Chữa lợn lành thành lợn què thì sẽ làm hỏng chuyện, dù sao thì đó cũng là đế đô, đông người cũng vô dụng. Đến sáng sớm, Triệu Bân mới đến đế đô. Không lâu sau, hắn đã vào trong một quán rượu, lên thẳng tầng 3 rồi đứng tựa vào cửa sổ. Từ đó có thể quan sát phủ đại tế ti rất rõ. Lúc hắn nhìn, có rất nhiều hoàng ảnh vệ vào trong phủ, chắc là do Tử Y Hầu phái đến. Nghe Huyền Mộng nói lần này ân chú luyện chế đan thiên tâm Nam Vân là luyện dùm cho Tử Y Hầu nên đương nhiên Tử Y Hầu rất để bụng chuyện này. Để tránh xảy ra chuyện, lão đã phái hoàng ảnh vệ đến trấn giữ. Ngoài ra còn có cao thủ của Trấn Ma Ti và Ngự Lâm Quân, kẻ vào phủ, kẻ thì đứng ở cổng, canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Triệu Bân uống hết nửa vò rượu rồi mới đứng dậy ra khỏi quán. Lúc hắn xuất hiện trở lại là ở một căn nhà nhỏ bí mật đã được hắn mua cách đây rất lâu. Hắn biến ra rất nhiều phân thân, chạy về các phía, tìm kiếm nơi kín đáo để vẽ trận triệu hồi ngược hướng, hắn đang mở đường lui cho mình. Ngoài ra hắn cũng để phân thân bên ngoài đế đô. Đợi sau khi cứu được mẹ thì hắn sẽ dựa vào tuyệt chiêu triệu hồi ngược hướng đó, rồi thẳng tiến ra ngoài thành. Sau khi ra khỏi đế đô, thì mặc sức mà bay lượn. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ có trời tối. Triệu Bân lại vào một quán rượu, lên tầng 3 và tựa sát cửa sổ, âm thầm chờ đợi. Hắn không chỉ ỷ vào độn pháp huyền ảo mà còn có ký ức của Kim Sơn Lão Quỷ, Ngân Sơn Lão Quỷ, Hắc Sơn Lão Quỷ, Bạch Sơn Lão Quỷ, Xích Sơn Lão Quỷ và Thanh Sơn Lão Quỷ. Sáu người bọn họ đều là dòng chính của ân chú, nơi nào có cấm chế, nơi nào có cạm bẫy, họ đều biết khá rõ. Sau khi soát ký ức của sáu người thì đương nhiên hắn cũng biết hết. Nếu không thì hắn cũng sẽ không nảy ra ý định đến phủ đại tế ti để ăn cắp lệnh thông hành. Thời gian trôi qua. Đối với Triệu Bân mà nói, chờ đợi là một sự dày vò, mỗi một giây, một phút đều trôi qua rất chậm. Đế đô vẫn phồn hoa như ngày nào, tiếng giao bán vang lên không ngớt. Trong dòng người xôn xao, Triệu Bân nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó là Thiên Vũ. Từ ngày truyền tẩy tủy dịch cân kinh, đã lâu lắm rồi hắn chưa gặp Thiên Vũ. Giờ gặp lại, mặt mày Thiên Vũ đã hồng hào, khí huyết dồi dào, trông có vẻ đã hồi phục được căn cơ. Hắn không ra mặt mà tiếp tục theo dõi phủ đại tế ti. Trước quan sát của hắn, rất nhiều lão già nối tiếp nhau vào phủ kia. Có người hắn từng gặp qua, cũng có kẻ lạ mặt, nhưng điều đáng để nói, tất cả đều là luyện đan sư. Luyện đan thiên tâm Nam Vân rất tốn tinh lực nên ân chú sợ mình không thể chịu nổi nên mới tìm các luyện đan sư khác đến giúp đỡ. Chuyện này đã không còn là bí mật nữa. Hễ là luyện đan cao cấp thì ân chú đều tìm luyện đan sư đến hỗ trợ, đan huyền của Thiên Tông cũng được mời mấy lần nhưng lần này lại không có, chắc là ân chú không mời đan huyền, hoặc cũng có thể là mời rồi nhưng bị đan huyền từ chối. Nhưng những chuyện này không quan trọng. Quan trọng là đúng thật là tối nay ân chú sẽ luyện đan. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể phân tâm cho chuyện khác. Vì vậy mới nói. Đây là cơ hội ngàn năm có một, soát ký ức của sáu lão quỷ thì biết lệnh thông hành nằm ở đâu, vậy có lý gì lại không ăn trộm. Theo sau top luyện đan sư là một người nữa bước vào, đó là Linh Lung, đồ đệ của Hồng Uyên. Theo sau Linh Lung là Tử Y Hầu, ân chú giúp lão luyện đan nên lão phải đến canh gác cho đối phương, một là sợ người khác làm phiền ân chú, hai là sợ ân chú dở trò. Thoáng chốc, màn đêm lại buông xuống. Triệu Bân đặt cốc rượu xuống. Đôi mắt sáng lên.
Lúc hắn đứng dậy thì một người xuất hiện. Không ngờ lần này lại là Hoàng Phi Vũ Linh, bà ấy cũng đã vào phủ đại tế ti. Triệu Bân chau mày, ân chú còn mời cả Hoàng Phi Vũ Linh sao? Hay là Hoàng Phi Vũ Linh đến để xem luyện đan? Bất kể bà ấy đến để làm gì thì đấy cũng không phải là tin tốt. Hoàng Phi Vũ Linh đâu phải cao thủ chuẩn thiên thông thường, khả năng cảm nhận của Hoàng Phi, hắn tự nhận bản thân rất khó né tránh. Hửm! Hoàng Phi Vũ Linh đột ngột quay lại, nhìn về phía bên này. Triệu Bân vội vàng nghiêng người trốn sau bức tường, hoàng hậu của đại hạ quả nhiên không phải khen suông. Hoàng Phi thu hồi ánh mắt, tiến vào phủ đại tế ti. Ánh mắt của Triệu Bân đã trở nên khó đoán. Đêm nay thực sự rất náo nhiệt đây. Trước đó có Hoàng Ảnh Vệ, Trấn Ma Ti, Ngự Lâm Quân, sau có một đám luyện đan sư, đến cả đồ đệ của Hồng Uyên, sư đệ của Hồng Tước, hoàng hậu của đại hạ. Mà cũng đến, bao nhiêu nhân vật quan trọng tề tựu ở phủ đại tế ti, không phải là dấu hiệu tốt đẹp. Triệu Bân từng thoáng chần chừ. Những người khác không sao, Hoàng Phi Vũ Linh lại là một nhân tố không chắc chắn. Người phụ nữ này có tiên lực, khả năng cảm nhận siêu phàm nhập thánh, có thể phát giác ra hắn. Cho dù là vậy, hắn vẫn ra khỏi tử lâu. Nhân lúc trời khuya, hắn lẻn vào phủ đại tế ti. Thật không hổ là đại tế ti của hoàng tộc, phủ đệ của ân chú đâu thể mô tả bằng từ hào hoa được, nó to hơn hẳn phủ đệ của sở gia, đưa mắt nhìn ra xa, núi giả, vườn hoa, đình đài lầu các nhiều vô số kể, lắng tai mà nghe còn nghe thấy tiếng linh tuyền chảy róc rách, chắc hẳn trong này ẩn giấu vài linh trì. Trong phủ mây khói mờ ảo, linh lực dồi dào, nếu hắn đoán không sai thì trong phủ này ắt hẳn có linh trận. Hắn nấp sau hòn non bộ, dùng đại địa linh chú tĩnh tâm cảm nhận. Trong phủ có bao nhiêu người, phân bố ở đâu, tu vi tới mức nào, hắn loáng thoáng cảm nhận được hết, nhưng hắn chắc chắn rằng một số nơi hắn không cảm nhận được, ví dụ như một cung điện ở sâu trong phủ đệ có sức mạnh che giấu tràn trề ngăn cản khả năng cảm nhận của đại địa linh chú. Trong phủ có không ít nơi được khắc trận pháp che giấu như thế. Chỉ riêng điều này cũng đủ chứng minh phủ đại tế ti rất phi phàm. Trong phạm vi cảnh giới chuẩn thiên, sức chiến đấu của ân chú có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng chắc chắn là người thông hiểu nhiều thứ bằng môn tà đạo nhất, trình độ luyện đan khá cao, trình độ bày trận cũng không kém cỏi. Qua hồi lâu, hắn mới mở mắt, nhìn về một phía. Ở phía đó có ngọn lửa cao ngút trời, bầu không khí cũng trở nên méo mó. Dễ thấy, ân chú đang luyện đan ở đó. Hắn cảm nhận không hề sai. Đúng là ân chú đang ở chỗ đó, một tế đàn cực kỳ hoành tráng luyện đan, lơ lửng ngay bên trên tế đàn là rất nhiều luyện đan sư cấp cao, lúc này đang điều khiển ngọn lửa. Thế nên mới có ánh lửa ngút trời. Bên dưới tế đàn, Tử Y Hầu đứng sừng sững như ngọn núi, Hoàng Ảnh Vệ mà lão điều động tới canh giữ bốn xung quanh như những vị thần canh cửa, quân đao dắt ngang hông, nếu kẻ nào dám xông vào, giết không tha. Mà Linh Lung và Hoàng Phi thì ngồi trong đình nghỉ mát cách đó không xa. Một người im lặng thưởng trà, một người lật dở sách cổ, thỉnh thoảng liếc mắt về phía tế đàn. Linh Lung vẫn ổn, chứ Hoàng Phi cứ lờ đễnh liếc mắt về nơi khác rồi thoáng nhíu mày. Ở bên này, Triệu Bân đã thu hồi ánh mắt, ẩn mình vào bóng tối, chạy thẳng tới một nơi. Có ký ức của sáu lão quỷ, hắn nhẹ nhàng tránh được cấm chế trong bóng tối. Hắn muốn độn thổ mà đi. Nhưng trong phủ có trận pháp để phòng độn thổ. Hắn từng thử qua mấy lần nhưng không được. Soạt, đi tới một vườn hoa, hắn đột ngột đứng lại. Sau khi cảm nhận một hồi, hắn trốn vào bụi cỏ, dùng thuật ẩn thân, nín thở, giấu hết khí tức. Hắn nhanh chóng trông thấy vệ binh đi tuần tiễu, tuy tu vi không thấp, nhưng không phát giác ra Triệu Bân. Sau khi vệ binh đi rồi, Triệu Bân chui ra như một bóng ma, rồi biến mất trong bóng tối. Tuy hắn đi rất nhanh nhưng cực kỳ dè dặt. Trong phủ này nhiều bẫy dập, cũng cất giấu nhiều cấm chế, nếu không có ký ức từ sáu lão quỷ, thêm một bên thiên nhãn để xem trộm hư không, hắn sẽ chạm phải cơ quan. Ngươi nói thử xem, đại tế ti có luyện ra được đan thiên tâm năm vân không? Với trình độ luyện đan của đại tế ti, chắc chắn có thể luyện ra được. Chuyện này khó nói lắm, nghe bảo đại tế ti cũng mới luyện đan thiên tâm lần đầu. Vệ binh đi tuần tiễu trong phủ cũng không quên tán gẫu. Thậm chí khá nhiều vệ binh mà Triệu Bân gặp được đều có vẻ biếng nhác. Nghe cùng đúng, đây là phủ đệ của đại tế ti hoàng tộc cơ mà cấm chế trong phủ nhiều về số kể, đừng nói tới người khác, đến cả Tử Yêu tiến vào đây đi dạo cùng không thể rút lui toàn thây,
ai lại rảnh rồi chạy tới đây tìm kích thích chứ? Chính vì tự tin như vậy nên họ mới lợi đình đến. Điều này vô tình giúp Triệu Bân, trên thực tế, cùng chẳng sao. Mắt Triệu Bân sáng rực. Hắn đã đợi ngày này quá lâu rồi. Ân chú đã điều qua rất nhiều cao thủ, đôi mắt Huyễn Mộng đầy vẻ lo lắng. Cơ hội ngàn năm mới gặp mà, ánh mắt Triệu Bân đầy kiên định. Bất luận lão ta phái đến bao nhiêu cao thủ thì cũng không thể cản được việc hắn cứu mẹ. Sau đó, hắn lại nói thêm, đừng nói chuyện này với những người khác. Người khác trong lời của hắn là chỉ bọn Thương Khung. Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Để tránh bứt dây động rừng, một mình hắn đi là được rồi, cơ hội chỉ có một lần, không thể để có bất cứ sự cố gì. Triệu Bân một mình rời khỏi thành Thiên Thu trong đêm. Hắn không làm phiền đến bất cứ ai. Huyễn Mộng cũng rất biết nghe lời, không nói chuyện cứu Phủ Dung cho các cao thủ biết. Có những chuyện, Triệu Bân hiểu thì đương nhiên cô ta cũng hiểu, bất kể là ăn cắp lệnh bài hay là cứu Phủ Dung, đó đều là những việc mà không phải cứ nhiều người là có thể giúp được. Chữa lợn lành thành lợn què thì sẽ làm hỏng chuyện, dù sao thì đó cũng là đế đô, đông người cũng vô dụng. Đến sáng sớm, Triệu Bân mới đến đế đô. Không lâu sau, hắn đã vào trong một quán rượu, lên thẳng tầng 3 rồi đứng tựa vào cửa sổ. Từ đó có thể quan sát phủ đại tế ti rất rõ. Lúc hắn nhìn, có rất nhiều hoàng ảnh vệ vào trong phủ, chắc là do Tử Y Hầu phái đến. Nghe Huyễn Mộng nói lần này ân chú luyện chế đan thiên tâm Nam Vân là luyện dùm cho Tử Y Hầu nên đương nhiên Tử Y Hầu rất để bụng chuyện này. Để tránh xảy ra chuyện, lão đã phái hoàng ảnh vệ đến trấn giữ, ngoài ra còn có cao thủ của trấn Ma Ti và Ngự Lâm Quân, kẻ vào phủ, kẻ thì đứng ở cổng, canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Triệu Bân uống hết nửa vò rượu rồi mới đứng dậy ra khỏi quán. Lúc hắn xuất hiện trở lại là ở một căn nhà nhỏ bí mật đã được hắn mua cách đây rất lâu. Hắn biến ra rất nhiều phân thân, chạy về các phía, tìm kiếm nơi kín đáo để vẽ trận triệu hồi ngược hướng, hắn đang mở đường lui cho mình. Ngoài ra hắn cũng để phân thân bên ngoài đế đô. Đợi sau khi cứu được mẹ thì hắn sẽ dựa vào tuyệt chiêu triệu hồi ngược hướng đó, rồi thẳng tiến ra ngoài thành. Sau khi ra khỏi đế đô, thì mặc sức mà bay lượn. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ có trời tối. Đối với hắn, vệ binh đi tuần tiễu cũng chỉ là vật trang trí. Phía trước lại có một hòn non bộ, Triệu Bân chui vào đó như bóng ma. Qua hồi lâu cũng không thấy hắn chui ra. Một lúc lâu mới thấy có người đi ngang qua. Dưới ánh trăng, có thể trông thấy dung mạo người đó, chính là Ân Minh. Đây cũng là nguyên nhân Triệu Bân không ra khỏi hòn non bộ, bởi hắn đã cảm nhận được khí tức của Ân Minh từ đằng xa. Không phải hắn sợ Ân Minh, mà là sợ cửu vĩ hồ trong cơ thể Ân Minh không thể phát hiện ra hắn. Chứ cửu vĩ hồ thì khó nói. Hửm. Khi đi ngang qua hòn non bộ, cửu vĩ hồ đột nhiên mở mắt. Khả năng cảm nhận của nó cũng siêu mạnh, nếu không bị đè nén bởi tu vi của Ân Minh, khả năng này còn mạnh hơn. Sao thế, Ân Minh nhìn vào đan điền. Không sao, cửu vĩ hồ thản nhiên đáp, rồi chậm rãi nhắm mắt. Sau đó, nó bổ sung thêm một câu, ta phải ngưng tụ và tu luyện sức mạnh trong giấc ngủ, không có chuyện gì đừng làm phiền ta. Ừ, Ân Minh đáp lời, đi qua hòn non bộ. Triệu Bân thở phào một hơi, tới khi Ân Minh đi xa rồi, hắn mới chui ra. Sau đó, hắn xuất quỷ nhập thần. Hắn né được mọi tên vệ binh đi tuần tiễu, hết tốp này đến tốp khác. Mà cấm chế trong phủ, hắn cũng tránh được hết chỗ này tới chỗ khác. Phía trước lại là một biệt huyền nơi ở của ân chú, lòng đất bên dưới biệt huyền ẩn giấu một địa cung, mà lệnh bài thông hành của ân chú nằm ngay trong địa cung. Ký ức của sáu lão quỷ hiển thị như thế. Nếu đã là chỗ ở của ân chú thì cấm chế sẽ rất nhiều. Ngoại trừ cấm chế thì vệ binh tuần tiễu cũng rất nghiêm ngặt. Triệu Bân lén lút xâm nhập vào một tòa lầu gác. Nơi này chính là phòng của ân chú, đâu đâu cũng là hố, đừng tưởng bày trí đơn giản, thực chất bẫy dập rất nhiều. Hắn mở thiên nhãn để nhìn, trong phòng răng từng sợi tơ ánh sáng đan cài chằng chịt. Chạm vào bất kỳ sợi nào trong số này cũng sẽ tạo ra cảnh báo tự động. Tên ngốc nào không biết huyền cơ bên trong mà tiến vào sẽ bị phát hiện ngay. Nhiều thứ quá nhỉ. Triệu Bân liếc nhìn xung quanh, trong phòng có rất nhiều bảo vật. Chẳng hạn như bí quyển, ấm trà chén rượu, đều là những thứ chân quý, khiến cho hắn nổi lên bệnh nghề nghiệp. Tuy nhiên hắn cũng không ra tay. Hôm nay hắn đến đây là để trộm lệnh bài.
cho dù ở đây có núi vàng núi bạc thì hắn cũng sẽ không sao nhãng. Chính là đây. Triệu Bân đi đến bên giá sách có một cái bình hoa ngọc. Đây không phải là bình hoa bình thường mà là vị trí mở ra cơ quan địa cung. Hắn nhẹ nhàng xoay bình hoa, giá sách phía sau liền di chuyển khoảng 2-3 trượng để lộ ra một lối vào. Hắn không nghĩ nhiều, ngay lập tức bước vào. Lối vào dẫn thẳng xuống dưới, phía cuối lối vào là một cánh cổng đá. Cánh cổng đá này nhìn thì bình thường nhưng khi mở ra thiên nhãn nhìn lén có thể thấy trên cánh cổng đá có bí văn lưu chuyển giúp tăng cường độ cứng rắn của cánh cổng khiến cho nó rất khó bị phá. Hắn cũng không định dùng lực phá nó. Hai bên cổng đá đều có cơ quan mở cổng, tuy rằng rườm rà nhưng cũng không thể tránh được thiên nhãn của hắn nhìn thấu. Vừa nhìn qua hắn liền thổn thức không thôi. Không hổ là cơ quan do ân chú tạo ra, nó hết sức huyền ảo, ngay cả hắn nhìn vào cũng cảm thấy đau đầu. Phải mất một lúc hắn mới có thể tìm ra được phương pháp phá giải chính xác. Ông! Một tiếng động vang lên, cánh cổng đá đã mở rộng. Từ phía chính diện liền truyền đến một bầu không khí thăng trầm cổ xưa. Triệu Bân bước vào, một lần nữa liếc nhìn xung quanh. Địa cung rất lớn, có tế đàn tu luyện, có bệ đá tọa thiền, có văn thư bày trí, đồ cổ bí quyển rải rác khắp nơi, bàn đá ghế đá tất nhiên là không thiếu. Tất nhiên thứ có nhiều nhất vẫn là cấm chế, chính là những tia sáng rất mỏng mà mắt thường không thể nhìn thấy được đang được giăng khắp nơi, trên mặt đất cũng được khắc đầy bí văn, nếu như không có thiên nhãn thì hắn đã dẫm lên vô số bẫy trận pháp rồi. Nói tóm lại thì chỗ nào cũng có bẫy. Nếu như không có ký ức của sáu lão quỷ thì không biết hắn đã bất cẩn ngã gục bao nhiêu lần. Hắn rón rén từng bước một hết sức thận trọng. Hắn nhìn thấy lệnh bài thông hành nằm trong một chiếc hộp ngọc trên giá sách. Hắn đã nghiên cứu qua, trên đó không có cơ quan. Hắn đứng cách vài trượng phóng ra một luồng tiên lực quấn lấy chiếc hộp ngọc kéo lại, vừa mở hộp ngọc ra thì đã thấy một lệnh bài màu vàng tỏa ra ánh sáng chói mắt. Triệu Bân thấy nó thì hai mắt sáng ngời. Hắn không muốn ở lại đây lâu, liền cầm lấy lệnh bài rồi xoay người rời đi. Hửm! Trong khoảnh khắc hắn chuẩn bị rời khỏi địa cung thì hắn lại đột nhiên dừng bước, bất giác ngoái đầu nhìn lại. Trước đó một giây hắn đã ngửi được sự dao động kỳ lạ, tuy chỉ thoáng qua nhưng vẫn không thoát được pháp nhãn của hắn. Hắn nhìn thẳng vào tòa tế đàn. Dao động kỳ lạ kia chính là từ bên dưới tế đàn truyền ra. Là thứ gì đây? Triệu Bân lẩm bẩm, ra sức nhìn xuyên qua tế đàn. Quan sát một lúc thì quả nhiên phát hiện ra huyền cơ. Dưới tế đàn có một cỗ quan tài hắc băng ngọc, cấp bậc xếp trên cả quan tài băng ngọc. Bên trên cỗ quan tài có khắc bí văn cổ cùng với phù chú biến hóa kỳ dị, Triệu Bân dốc hết đồng lực nhìn xuyên qua quan tài hắc băng ngọc thì nhìn thấy một người khiến cho hắn sửng sốt. Người đang nằm trong quan tài hắc băng ngọc lại giống hệt ân chú. Sinh đôi sao? Triệu Bân nghĩ như vậy rồi liền yên lặng rời khỏi. Nói là sinh đôi thì hắn cũng không tin nổi, hắn chưa bao giờ nghe nói ân chú còn có huynh đệ khác. Chuyện này thật kỳ lạ. Mà hắn cũng không có thời gian để nghiên cứu chuyện này, cứu mẹ quan trọng hơn. Ra khỏi địa cung, hắn đi thẳng ra ngoài. Lệnh bài thông hành đã nằm trong tay, chuyện tiếp theo rất dễ làm. Cho đến khi hắn rời khỏi phủ đệ thì cũng không có ai phát hiện. Ở một nơi khác, quá trình luyện đan vẫn đang tiếp tục. Lần đầu tiên luyện chế đan thiên tâm Nam Vân khiến cho ân chú cũng cảm thấy căng thẳng. Tử Y Hầu đang canh giữ phía dưới tế đàn. Lão là thần thủ vệ thật sự, không ai được phép đến gần tế đàn. Ân Minh cũng có mặt ở đó. Hắn ta đến xem luyện đan, cũng đến tìm Tử Y Hầu. Cơ ngân thực sự là triệu bản. Đừng đọc tại web ăn cấp. An Minh liếc nhìn Hoàng Phi và Linh Lung trước khi thì thầm với Tử Y Hầu. Sắc mặt của Tử Y Hầu trông hết sức khó coi, biết bao nhiêu lâu đã trôi qua, cái tên này vậy mà lại không nhớ lần trước hắn ta đã gây ra chuyện gì. Lần trước lão tin Ân Minh mời đến cả tứ đại pháp sư hệ quốc, kết quả khiến cho mặt mũi của lão mất hết, ngay cả xuất hiện đại trận cũng đã dùng đến nhưng chỉ có thể chứng minh cơ ngân không có liên quan gì với Triệu Bân. Cơ ngân phải có bí pháp làm nhiễu loạn xoát hồn đại trận, Ân Minh lại nói. Vậy thì ngươi muốn thế nào, Tử Y Hầu cố nén giận nói. Muốn biết đúng sai chỉ cần tìm một người thử liền biết, Ân Minh vội vàng nói. Ồ, Phù Dung là mẹ hắn, không sợ hắn không lòi đuôi. Lấy Phù Dung uy hiếp sao, Tử Y Hầu liếc nhìn hắn ta. Chính xác, Ân Minh tiến lại gần nói, ta lấy tính mạng cam đoan cơ ngân tuyệt đối là Triệu Bân.
lúc dùng soát hồn đại trận ngươi cũng nói tương tự như vậy. Lúc đó do hắn dùng bí pháp quấy nhiễu soát hồn đại trận cho nên mới không linh, nhưng lần này thì khác, đó chính là mẹ của hắn. Nếu không phải thì sao, Tử Y Hầu lãnh đạm nói. Nếu không thì thứ này sẽ thuộc về tiền bối, Ân Minh đưa ra một viên huyết sắc linh châu nói. Thấy vậy, hai mắt Tử Y Hầu sáng lên. Chuyện này cho dù đúng hay sai thì tiền bối cũng không thiệt, Ân Minh cười nói. Ta chỉ cho ngươi một ngày, Tử Y Hầu nói xong liền ném ra lệnh bài thông hành. Được, Ân Minh cầm lấy lệnh bài thông hành rồi chạy thẳng đến hình tháp. Trong lúc chạy đi hắn ta còn nở nụ cười giữ tợn âm trầm. Chỉ cần Tử Y Hầu gật đầu thì mọi chuyện sẽ dễ dàng xử lý. Hắn ta sẽ vào hình tháp mang phù dung ra rồi tìm một nơi dễ nhìn treo lên, không sợ cơ ngân không đến. Triệu Bân, ngươi chờ đó cho ta. Đế đô dưới ánh trăng hết sức phồn hoa náo nhiệt. Triệu Bân giống như một cơn gió lướt qua đám người đông đúc trên đường. Nếu như không có chuyện gì bất trắc xảy ra thì tối nay hắn đã có thể cứu mẹ ra ngoài. Hắn không cần quá nhiều thời gian, chỉ cần một khắc là đủ. Hắn chạy với tốc độ cực nhanh, không lâu sau liền đến nơi. Đứng lại! Hoàng ảnh vệ bên ngoài khu vực hình tháp đồng loạt quát lớn. Đây đều là thủ hạ của Tử Y Hầu, ngoại trừ mệnh lệnh của Hoàng đế và Tử Y Hầu thì bọn họ sẽ không nghe theo lệnh của bất cứ ai. Tất nhiên thì Hồng Uyên cùng Hồng Tước là ngoại lệ. Còn có Hoàng Phi cũng có thể điều động Hoàng ảnh vệ trong những trường hợp đặc biệt. Triệu Bân không nói lời nào, chỉ đưa lệnh bài thông hành ra. Những người canh gác thấy vậy thì mới lui ra tránh đường. Đây là quy định của hình tháp, chỉ nhìn lệnh bài không nhìn người. Triệu Bân khoác hắc bào chậm rãi bước vào. Lọt vào trong tầm mắt hắn là rất nhiều tòa bảo tháp, có lớn có nhỏ, có cao có thấp, mỗi một tòa hình tháp đều giam giữ trọng phạm, mỗi một tòa hình tháp đều có cường giả trấn thủ. Còn có binh vệ tuần tra, từng đội liên tiếp đi tới đi lui, canh giữ chặt chẽ không kẽ hở, không ai có thể tránh được sự tra xét của bọn họ. Ở đây không thể nào thi triển thuật độn thổ cùng tàng hình. Ngoại trừ lệnh bài thông hành thì không có cách nào khác để có thể vào đây được. Oan uổng quá! Trên đường Triệu Bân đi qua đã nghe thấy rất nhiều tiếng kêu oan. Ngoài ra còn có tiếng gầm giống tức giận truyền ra từ hình tháp, vang vọng trong bóng đêm. Vèo! Triệu Bân tăng tốc. Thời gian cấp bách, hắn không kịp nhìn lén càn khôn bên trong hình tháp. Nhưng hắn biết hình tháp này rất bất phàm, bên trong ẩn giấu một tiên trận gần như không hề sứt mẻ. Ngay cả khi Hồng Uyên bị mắc kẹt ở đây thì cũng chưa chắc có thể sống sót trở ra. Đây cũng chính là một trong những lý do mà bấy lâu này không có kẻ nào dám xông vào hình tháp đế đô, cho dù có thể vào thì cũng không thể sống sót trở ra, cho dù có ra được khỏi hình tháp cũng không thể sống sót ra khỏi đế đô. Tòa tháp giam giữ mẹ hắn là tòa tháp cao nhất và lớn nhất. Bị nhốt ở một nơi như vậy thì chắc chắn không phải là phạm nhân bình thường. Mẹ của hắn còn bị nhốt ở tầng 9 cũng đủ thấy Tử Y Hầu rất coi trọng mẹ hắn, đến nay hắn cũng chưa biết mẹ của hắn có liên quan đến bí mật kinh thiên động địa gì mà lại bị nhốt ở tầng cao nhất hình tháp. Trong khi đang suy nghĩ thì hắn đã đến hình tháp nhốt mẹ mình. Lệnh bài. Cường giả trấn thủ lạnh lùng nói. Triệu Bân thản nhiên đưa lệnh bài ra, thứ này không thể làm giả, là thật hay giả nhìn thoáng qua liền có thể biết được. Là lệnh bài của Đại Tế Ti. Cường giả trấn thủ vừa nhìn thấy liền nhận ra. Ba lệnh bài thông hành không giống nhau, chỉ cần nhìn qua liền có thể biết là lệnh bài của ai. Cường giả trấn thủ không hỏi nhiều, những thứ không nên hỏi cũng sẽ không hỏi. Vẫn là câu nói đó, chỉ nhìn lệnh bài không nhìn người. Ông! Triệu Bân còn chưa bước vào hình tháp thì đã thấy bên trong hình tháp có một người đi ra. Đó là Đào Tiên Tử. Triệu Bân không ngạc nhiên vì điều này. Đan Phượng Phù Dung và Song Phượng Đào Hoa nổi danh khắp thiên hạ, mối quan hệ giữa Đào Tiên Tử và mẹ của hắn hẳn là vô cùng tốt đẹp. Cách một đoạn thời gian là cô ta lại đến thăm, lệnh bài tất nhiên là mượn của Hoàng Phi. Nhìn thấy Triệu Bân, Đào Tiên Tử lễ nghi gật đầu chào. Bước ra hai ba bước cô ta còn ngoái đầu nhìn lại. Cảm thấy bóng lưng của Triệu Bân rất quen thuộc. Triệu Bân đã vào hình tháp, bước theo cầu thang lên trên. Mỗi lần bước đến một tầng thì hắn đều bất giác liếc nhìn một cái. Ở tầng 1 đang giam giữ một người đàn ông. Ở tầng 2 đang giam giữ một lão già mù. Ở tầng 3 đang giam giữ một bà già đầu bạc trắng, tuổi thọ sắp tận. Tầng 4. Bước lên tầng 7 hắn mới đứng lại một chút,
bên trong đang giam giữ một đứa trẻ tóc trắng khoảng 5 tuổi, nó đang ngồi ăn linh quả. Trong lúc hắn đang nhìn lén thì đứa trẻ tóc trắng còn quay sang nhìn hắn cười. Con của Đao Vô Ngân sao, Triệu Bân thầm nói trong lòng. Đây là cảm giác đầu tiên hắn cảm nhận được khi nhìn thấy đứa trẻ tóc bạc, đôi mắt của đứa trẻ rất giống Đao Vô Ngân. Không nhìn nữa, hắn lại đi thẳng lên tầng 8. Tầng 8 đang giam giữ một lão già đầy sẹo. Đầu óc của lão già này dường như không còn được bình thường nữa, hơn nữa đêm còn mài dao, nhìn thấy Triệu Bân lão ta còn nở nụ cười. Tóc tai lão ta bù xù che khuất khuôn mặt, chỉ biết ánh mắt của lão ta âm lãnh cô quạnh, lóe ra u quang, nụ cười cũng lạnh lẽo đến đáng sợ, khóe miệng chảy đầy nước dãi. Ánh mắt lão ta nhìn Triệu Bân giống y hệt như nhìn một con mồi, sau đó lão ta còn liếm môi, đầu lưỡi đỏ tươi thè ra giống y hệt lệ quỷ khiến cho Triệu Bân rét run. Hắn không nhìn nữa, nhanh chóng đi lên tầng 9, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Mẹ của hắn đang ở đó ngồi thẫn thờ một mình bên cạnh một ngọn nến. Nhìn thấy Triệu Bân đi vào, bà ấy bất giác ngước mắt lên cũng bất giác đứng bật dậy, trong chốc lát đôi mắt đã mở mịt hơi sương, là một người mẹ làm sao bà ấy có thể không nhận ra con ruột của mình chứ? Không cần hỏi cũng không cần nhìn hình dáng, chỉ cần nhìn ánh mắt là bà ấy có thể nhận ra được con của mình, đây chính là máu mủ tình thâm. Nhưng có nghĩ thế nào thì bà ấy cũng không ngờ tới Triệu Bân lại chạy đến đây. Chính vì không ngờ tới cho nên bà ấy mới sững sờ, từ khi bị bắt đến đây thì đây là lần đầu tiên bà ấy được gặp lại con của mình. Xuyệt! Triệu Bân đặt ngón tay ở trước miệng, ra dấu đừng nói chuyện. Mỗi tầng của hình tháp đều có người canh giữ, hắn chỉ sợ mẹ mình trong lúc kích động lại kêu lên tên của hắn. Bân Nhi! Cơ thể mỏng manh của Phù Dung run lên. Trong chốc lát hai mắt của bà ấy đã đẫm lệ. Là ta, Triệu Bân nghẹn ngào, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, khóc không thành tiếng. Từ khi trà trộn vào Thiên Tông thì đây là lần đầu tiên hắn được gặp lại mẹ, mẹ hắn còn gầy yếu và tiều tụy hơn những gì hắn nhớ. Sao con lại đến đây? Tất nhiên là để cứu mẹ ra. Triệu Bân vội vàng lau nước mắt, lập tức mở thiên nhãn nhìn lướt qua mẫu thân. Cuối cùng hắn mới nắm lấy tay mẹ mình sau đó biến ra một lá bùa trong bàn tay mình. Đây là cấm chế được kết nối với tầng 9 của hình tháp, khi lá bùa này rời khỏi hình tháp mới báo động. Vèo! Triệu Bân nhanh chóng khắc lá bùa hư ảo kia lên bàn. Sau đó hắn lại ngay lập tức lấy ra quan tài băng ngọc. Bân Nhi! Mẹ hãy ngủ một lát để! Triệu Bân mỉm cười, phất tay đưa giấc ngủ say sau đó đặt bà vào trong quan tài băng ngọc. Hắn dùng rất nhiều bùa chủ đề phong ấn thật tài băng ngọc, sau đó lại nhét nó vào trong chiếc nhẫn ma. Xong việc hắn mới xoay người đi ra ngoài. Từ lúc hắn bước vào tầng 9 cho đến khi hắn rời khỏi tầng 9 chỉ mất có vài phút. Nhanh như vậy sao? Cường giả trấn thủ tầng 9 nhìn thấy Triệu Bân ra ngoài thì nhướng mày. Nhưng bọn họ cũng không để ý nhiều, mỗi người đều ôm theo một bộ bí quyển và vùi đầu nghiên cứu. Bước qua tầng 8. Triệu Bân lại tiến vào tầng 7. Lúc trước hắn đã từng nói với Đao Vô Ngân, nếu như có thể bước vào hình tháp thì hắn cũng sẽ cứu người ở tầng 7 ra. Xuyệt! Vừa bước vào thì Triệu Bân đã làm động tác giữ yên lặng. Đứa trẻ tóc bạc rất hiểu chuyện, không hề lên tiếng, hai mắt mở to ngẩn ngơ nhìn Triệu Bân. Triệu Bân phất tay đưa đứa trẻ tóc bạc vào giấc ngủ. Cũng giống như mẹ của mình, hắn rút ra từ lòng bàn tay của đứa trẻ tóc bạc một lá bùa hư ảo. Sau đó hắn liền khắc lá bùa đó lên vách tường. Hắn lại lấy ra quan tài băng ngọc. Mặc dù mẹ của hắn đã nằm trong quan tài băng ngọc nhưng đứa trẻ tóc trắng này có hình thể không lớn cho nên vẫn có thể nằm chung được. Sau khi phong ấn quan tài băng ngọc hắn mới xoay người rời đi, bước xuống khỏi hình tháp. Mới vừa ra khỏi hình tháp thì hắn liền đụng phải một người đang đi tới. Triệu Bân vừa thấy kẻ đó thì nhướng mày, Ân Minh cũng đã đến hình tháp. Những cường giả trấn giữ hình tháp đều lộ ra ánh mắt kỳ quái. Đêm nay thật sự rất náo nhiệt, trước có Đào Tiên Tử mang theo lệnh bài của Hoàng Phi, sau có người áo đen mang theo lệnh bài của Đại Tế Ti, bây giờ lại có cháu trai Ân Minh của Đại Tế Ti lại mang theo lệnh bài của Tử Y Hầu, từ khi trấn giữ hình tháp đến nay đây là lần đầu tiên bọn họ gặp ba lệnh bài xuất hiện trong cùng một ngày. Trùng hợp như vậy sao? Triệu Bân nghĩ thầm, lông mày nhíu chặt. Hắn có nghĩ sao cũng không ngờ được ngày hôm nay Ân Minh sẽ đến đây, gặp Ân Minh ở bên ngoài thì không sao nhưng nếu như gặp ở đây thì hắn sẽ có khả năng lớn bị bại lộ. Phải biết rằng lệnh bài mà hắn đang dùng là lệnh bài của Ân Chú,
mà Ân Minh lại chính là cháu trai của Ân Chú, chỉ tính riêng phương diện này thì không biết sẽ xảy ra bao nhiêu biến cố. Ngoài ra, Ân Minh không phải là một người bình thường. Trong cơ thể của Ân Minh có cửu vĩ hồ, rất có thể sẽ làm thân phận của hắn bị bại lộ. Biến cố đột ngột xảy ra khiến cho hắn rất muốn tránh né, hơn nữa khoảng cách giữa hai người đang rất gần, mặc dù Ân Minh là ký chủ cửu vĩ hồ nhưng nếu như không phòng bị thì Triệu Bân vẫn có thể thuấn thân giết chết hắn ta ngay lập tức. Giết? Không giết? Hắn do dự suy nghĩ. Sau khi do dự, hắn buộc phải dập tắt ý niệm giết người trong đầu. Tiêu diệt Ân Minh tuy rất dễ dàng nhưng một khi hắn ta chết thì Triệu Bân cũng phải chôn cùng, nơi đây là hình tháp, sau khi hắn giết Ân Minh thì cũng đừng mong có thể an toàn bước ra ngoài, cường giả trấn giữ hình tháp không đáng sợ, thứ đáng sợ chính là tiên trận mà hắn chưa thể nhìn thấu. Đã vậy thì không thể hành động hấp tấp thiếu suy nghĩ. Hắn chắc chắn sẽ giết Ân Minh nhưng không phải là lúc này. Lùi một bước trời cao biển rộng, đợi hắn an toàn ra khỏi hình tháp thì ngày sau xử lý Ân Minh cũng không muộn. Lúc này thì thôi vậy. Xem ra lão phu phải đóng kịch một phen. Hửm. Ân Minh cau mày, hắn ta cũng đã nhìn thấy Triệu Bân. Chính vì nhìn thấy cho nên ánh mắt của hắn ta mới lộ ra vẻ kỳ quái. Khi hắn ta bước vào hình tháp thì đã nhìn thấy Đào Tiên Tử bước ra. Nhất định là cô ta đã mang theo lệnh bài của Hoàng Phi vào hình tháp thăm Phù Dung. Trong khi đó hắn ta đang mang theo lệnh bài của Tử Y Hầu. Vậy thì người áo đen này có thể vào hình tháp chắc chắn là do mang theo lệnh bài của ông nội hắn ta. Thế thì người này cũng là người của phủ đại tế ti, nhìn thoáng qua cũng khá quen thuộc nhưng đối phương che chắn quá kín kẽ cho nên hắn ta không thể nhìn ra được lai lịch thật sự. Bái kiến thế tử. Triệu Bân chắp tay hành lễ, nói bằng chất giọng già nua. Đã đến lúc kiểm tra khả năng diễn xuất của bản thân, thứ mà hắn mang theo chính là lệnh bài của Ân Chú, điều đó chứng minh hắn là người của phủ đại tế ti, sao có thể không hành lễ với Ân Minh chứ? Trước đó hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Cửu Vĩ Hồ cùng Ân Minh có lẽ vẫn chưa nhìn thấu thân phận của hắn. Nếu như nhìn thấu thì chắc chắn Ân Minh đã chu chéo lên rồi. Như vậy thì hắn đã thành công một nửa. Tại sao ta chưa từng nhìn thấy ngươi? Ân Minh liếc mắt nhìn Triệu Bân hỏi. Người mà thế tử chưa từng nhìn thấy e rằng vẫn còn rất nhiều, Triệu Bân thâm trầm nói. Ân Minh nghe vậy thì nheo mắt lại, lời nói của người áo đen này có vẻ cũng không sai, ông nội hắn là đại tế ti, mưu tính rất sâu. Cường giả dưới trướng nhiều như mây, tất cả đều xuất quỷ nhập thần và cũng chỉ nghe lệnh của ông nội, thậm chí trong số đó đúng là có không ít người hắn ta chưa từng gặp qua. Triệu Bân hết sức bình tĩnh. Không chỉ bình tĩnh, hắn còn hết sức vững vàng. Hắn không hề lo lắng Ân Minh sẽ bắt hắn cởi hắc bào ra, người ngoài chỉ mới biết hắn là người của đại tế thi chứ không biết hắn chính xác là ai. Ân Minh chắc chắn sẽ không ngu ngốc để cho người ngoài nhìn thấy lai lịch thủ hạ của ông nội, đây là thứ cần phải giấu giếm. Ngươi ở đây làm gì? Ân Minh thản nhiên nói. Triệu Bân không nói, chỉ liếc mắt nhìn cường giả trấn giữ hình tháp, ý tứ rất rõ ràng, đang có người ngoài ở đây, ngươi chắc chắn muốn nói về chuyện đó sao? Hành động đó rất hợp lý. Ít nhất thì theo Ân Minh đó cũng là chuyện hoàn toàn hợp tình hợp lý. Đây là thủ hạ dòng chính của ông nội, tất nhiên là phải hết sức cẩn thận, hắn ta hỏi như vậy là quá liều lĩnh. Xem mấy cường giả trấn thủ hình tháp rõ ràng đều đang vểnh tai lên chờ nghe ngóng bí mật. Đợi ta ở đây. Ân Minh để lại một câu rồi mới rời đi. Xem đi, vẫn là lừa gạt có tác dụng. Triệu Bân thở phào nhẹ nhõm, nhìn theo Ân Minh bước vào hình tháp. Sau đó hắn liền bỏ chạy. Cường giả trấn thủ hình tháp đều ngạc nhiên, Ân Minh bảo người này chờ thế mà vừa quay đi thì người này đã chạy trốn. Lại còn chạy nhanh giống như đang bị ma đuổi vậy. Không chạy còn chờ để bị bắt sao? Đây là lời trong lòng của Triệu công tử. Hắn không biết tại sao Ân Minh lại đến hình tháp nhưng chắc chắn không phải là chuyện gì tốt. Nói không chừng Ân Minh hơn nửa đêm còn chạy đến đây chính là để bắt mẹ của hắn. Dùng mẹ hắn dụ hắn đến. Dùng mẹ hắn áp chế hắn. Chuyện này Ân Minh chắc chắn có thể làm được. Vì thế, hắn phải chạy. Hơn nữa còn phải chạy thật nhanh, trước khi Ân Minh lên tầng 9 hình tháp thì hắn phải chạy ra khỏi hình tháp, chỉ cần hắn ra khỏi hình tháp thì liền có thể truyền tống ra khỏi đế đô, như vậy mới đúng là công đức viên mãn. Vèo! Hắn dùng hết sức bình sinh để chạy, tốc độ nhanh như chớp. Binh vệ tuần tra hình tháp thấy thế thì đều nhướng mày, người này đang vội vàng đi đầu thai hay sao?
lúc này Ân Minh đã bước vào tầng 9 của hình tháp. Vừa vào cửa thì ánh mắt của hắn ta đã hiện lên vẻ dữ tợn, thần sắc cũng bạo ngược hung tàn. Đây là nơi giam giữ mẹ của Triệu Bân, cũng chính là thứ có thể dùng để uy hiếp Triệu Bân. Chỉ cần nắm được đan phượng phù dung trong tay thì hắn ta không sợ Triệu Bân không chịu lòi đuôi, bởi vì chắc chắn như vậy cho nên hắn ta cũng đã tính toán rất kỹ lưỡng xem sẽ nhục mạ và hành hạ Triệu Bân như thế nào. Nhưng bây giờ hắn ta lại phải sững sờ khi bước vào phòng. Tầng 9 hết sức yên ắng, không thấy đan phượng phù dung đâu. Sau khi nhận ra, hắn ta hét ầm lên. Lập tức có người xông vào trong, là hai lão già mặc áo tím, cũng là cường giả trấn giữ tầng thứ 9. Vừa, Ân Minh hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào hai lão già. Người đâu? Hai lão già cũng muốn hỏi, hai người này vẫn luôn canh chừng ở đây, chưa hề thấy phù dung ra ngoài. Còn nữa, trong cơ thể phù dung có bùa chú, một khi rời đi, hình tháp sẽ cảnh báo ngay, họ đâu thấy động tĩnh nào. Khi nhìn lại mới thấy bùa chú được dán lên bàn. Cũng có nghĩa là, có người cướp phù dung đi ngay trước mắt họ. Đêm nay còn có ai từng vào hình tháp, Ân Minh lạnh lùng nói. Đào tiên tử từng đến, lão già thứ nhất vội vàng đáp, không quên lau mồ hôi, chắc vì sợ hãi. Phù dung mất rồi, họ khó tránh được liên lụy, nếu tự y hầu truy cứu, chắc hẳn họ sẽ ăn vài đao. Khi đào tiên tử rời đi, phù dung còn ở đây không, Ân Minh nhìn không chớp mắt. Có ạ, lão già thứ hai đáp lại rất chắc chắn, khi ấy phù dung còn tiễn đào tiên tử. Ngoại trừ đào tiên tử còn ai nữa không, Ân Minh nghiến răng nghiến lợi. Ngoài cô ta ra chỉ có thế tử, với người mặc áo đen trong phủ đại tế ti, hai lão già trả lời. Soạt, khi họ đang nói chuyện thì Triệu Bân đã trốn ra rất xa. Nhìn qua, hắn đã không giống một con người nữa, mà giống như một sấm chớp. Mau, cản tên đó lại. Tiếng thét của Ân Minh nhanh chóng vang lên. Ngẩng đầu nhìn lên. Tên đó đang bám vào cửa sổ của tầng thứ 9 mà gào thét. Nghe tiếng hét, binh vệ đang đi tuần và cường giả của hoàng ảnh vệ đang canh giữ cửa ra vào đều nhíu mày. Dừng bước, cả đám cường giả tập hợp lại, chặn trước lối ra, ai nấy xách theo binh khí hô hào với Triệu Bân. Tuy không biết tại sao Ân Minh lại thét lên như thế, nhưng chuyện này không đơn giản. Để tránh mọi phiền toái, việc ngăn cản tên áo đen này vẫn rất cần thiết, cho dù là ra lệnh thông hành với đối phương. Họ cũng có quyền tra xét. Triệu Bân không dừng. Chẳng những không dừng, tốc độ của hắn còn tăng thêm. Đám đông khẽ rên rỉ, còn chưa lao đến đã bị trói tới mức hai mắt tối thui. Trong khoảnh khắc ấy, Triệu Bân như một bóng ma, xuyên qua đám đông, giải xuống cả đống bùa chú, toàn là bùa lôi quang với cấp bậc rất cao, tất cả nổ tung trong chốc lát, lại là ánh chớp cực kỳ chói mắt. Cường giả lao tới cực kỳ lúng túng. Họ lại bị trói mức. Đến mức công pháp đánh ra hoặc bí pháp phong cấm được thi triển lệch mất phương hướng, không những không trúng Triệu Bân, còn đả thương khá nhiều người nhà, máu me bắn ra khắp nơi, tiếng kêu la thảm thiết vang dội. Đi đâu hả? Bốn phương tám hướng toàn là tiếng hét gào, thêm nhiều cường giả lao tới. Còn chưa lao tới đã có công pháp đánh ra, đao mang, kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh. Sập trời! Ngoài ra còn có một luồng khí tức hủy diệt. Đó là tiên trận. Có kẻ nào đó đã âm thầm đánh thức Chu Sát tiên trận. Triệu Bân run rẩy, tiên trận gần như hoàn hảo này còn chưa thức tỉnh hoàn toàn đã có uy thế đến vậy. Hắn vẫn không thay đổi ý định. Hắn phải lao ra ngoài, phải cắn răng lao ra. Cứ nấn ná ở hình tháp thêm một giây thì khỏi cần đi nữa. Đùng, binh, đùng. Công pháp ngập trời rơi xuống, rung chuyển đất thời. Động tĩnh như thế tất nhiên rất thu hút sự chú ý. Các phạm nhân bị nhốt trong từng tòa hình tháp cũng bị đánh thức, ai nấy nhoài ra trước cửa sổ, kiếng chân nhìn ra ngoài, thấy cảnh tượng bên ngoài mà kinh ngạc không thôi. Thế mà có kẻ không sợ chết, dám xông vào hình tháp. Chuyện gì thế? Không chỉ trong hình tháp, đến cả bên ngoài cũng có không ít người ngó sang. Có lẽ vì động tĩnh quá lớn, người qua đường cũng tập trung lại khá nhiều. Động tĩnh thế này, có người vượt ngục à? Hình tháp canh phòng nghiêm ngặt như vậy. E là không thể vượt ngục được đâu. Chắc không phải có kẻ dám xông vào hình tháp đấy chứ. Người qua đường túm năm tụm ba, mồm năm miệng mười. Có người xông vào hình tháp, suy đoán này có vẻ đáng tin. Từ ngoài chỉ nghe thấy tiếng quát nạt bên trong hình tháp, có thể khẳng định rằng, có kẻ bất chấp xông vào trong. Điều này khiến họ rất chấn động.
Từ khi hình tháp được mở ra, người từng xông vào trong không phải số ít, vào rồi thì không ra được nữa, trong đó bao gồm một cao thủ thiên võ tự xưng là rất mạnh, bị Chu Sát Tiên trận nổ thành cho bụi. Từ đó đến nay không ai dám đâm đầu vào hình tháp nữa, cũng không có ai dám vào trong tìm kích thích. Vậy mà bây giờ có một kẻ to gan, dám liều lĩnh lao vào. Đi đâu hả? Bắt lấy hắn. Cấm. Tiếng hô hào trong hình tháp vang dội, đám đông đen kịt. Không nhìn không biết, nhìn vào mới thấy hết hồn, đội hình cường giả quá lớn mạnh. Dọc đường tháo chạy, Triệu Bân liên tục gặp trở ngại. Vẫn là câu đó thôi, cường giả của hình tháp không đáng sợ, hắn chỉ sợ tiên trận. Đến giờ hắn vẫn chưa để lộ dung mạo, cũng không dùng tới bất kỳ bí pháp nào liên quan đến cơ ngân, ví dụ như thiên nhãn tuấn thân hay phong lôi quyết, không phải không dùng, mà chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, hắn không thể dùng. Một khi dùng tới, thân phận sẽ bị lộ. Hắn có thể đi, nhưng người liên quan đến hắn sẽ rất thê thảm, ví dụ như Thanh Giao hay Mục Thanh Hàn, họ sẽ bị liên lụy. Bắt bất kỳ ai trong số đó cũng có thể uy hiếp hắn, Dương Huyền Tông hay Hoàng Phi cũng không ngăn cản nổi. Biết hắn xông vào hình tháp, Tử Y Hầu cũng có đủ căn cứ, đủ lý lẽ. Thế nhưng, nếu nhân phận không bị lộ thì chuyện sẽ khác. Không có chứng cứ, Dương Huyền Tông và Hoàng Phi sẽ không để mặc cho Tử Y Hầu làm bậy. Là hắn nghĩ không đủ chu toàn, kế hoạch không theo kịp biến số. Biến cố ập đến khiến hắn không kịp trở tay, đến mức dọc đường tháo chạy cũng phải kiêng dè, không thể bộc lộ hết thủ đoạn, tất nhiên cũng không dùng được sức mạnh đỉnh cao nhất, chỉ dùng sức lực của xác thịt mà đánh đấm. Hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, thoát khỏi hình tháp. Đùng, binh. Đêm nay, đế đô cực kỳ náo nhiệt. Nói cho đúng hơn là bên phía hình tháp rất náo nhiệt. Có người dám xông vào hình tháp, tạo ra một hồi động tĩnh. Trên đường, đám đông ào ào như nước lũ chạy về phía hình tháp, tất nhiên là đi hóng chuyện rồi. Động tĩnh quá ầm ĩ, thậm chí người tới thanh lâu uống rượu ôm gái cũng lao ra ngoài, trong đó có quá nửa còn mặc nguyên quần cộc. Chỉ vì hóng chuyện mà bỏ mặc các cô nương trên giường, ai cũng tò mò muốn biết kẻ nào to gan lớn mật đến vậy, dám xông vào nơi trọng yếu của hình gia. Trong đám người ra khỏi thanh lâu còn có Đao Vô Ngân. Trùng hợp là đêm nay ông ta rảnh rỗi, tới tầng cao nhất của thanh lâu. Thế nhưng, vừa mới lấy kính viễn vọng ra đã nghe thấy có người lao vào hình tháp nên vội vàng chạy ra, mặt mũi rất tái nhợt, cũng cực kỳ lo lắng. Không cần nhìn ông ta cũng biết người lao vào hình tháp là Triệu Bân, tên này thật lớn mật, dám đi cướp ngục thật, lẽ nào hắn không biết đây là chốn hung hiểm thập tử nhất sinh sao? Mau mau mau! Tiếng gào thét bay khắp con đường. Toàn là cường giả từ Hoàng Ảnh Vệ, Trấn Ma Ti và Ngữ Lâm Quân, đội hình không hề nhỏ. Bất kể là ai, phải bắt sống. Tử Y Hầu lao ra khỏi phủ Đại Tế Ti, tiếng thét vang vọng đế đô. Người cùng bước ra ngoài còn có đồ đệ của Hồng Uyên và Hoàng Phi Vũ Linh. Linh Lung vẫn ổn, chứ Hoàng Phi đã phải nhíu mày rồi. Còn Ân Chú và các luyện đan sư, lúc này họ vẫn đang luyện đan, tất nhiên không quan tâm gì tới chuyện khác. Tóm lại, đế đô hoàn toàn nổ tung. Nơi náo nhiệt nhất tất nhiên là phía hình tháp. Bên ngoài hình tháp, đám đông nhốn nháo đen kịt một vùng trời. Nhiều người trèo lên nóc nhà, đạp lên mái nhà. Cầm kính viễn vọng nhìn chằm chằm vào hình tháp, loáng thoáng thấy được một bóng người mặc đồ đen đang liều mạng lao ra, cường giả của Hoàng Ảnh Vệ thì điên cuồng ngăn cản. Bất kỳ ai trông thấy trông cũng chặt lưỡi cảm thán vì quá mức kinh ngạc, không cần biết kẻ đó là ai, chỉ cần biết hắn là một hảo hán, dám xông vào hình tháp thì đều là hảo hán. Phụt, phụt, Triệu Bân lại một lần hộc máu, hứng chịu một chiêu từ cao thủ chuẩn thiên, lồng ngực bị chọc ra một lỗ máu. Nơi thê thảm nhất là sống lưng. Không biết bị ai chém cho một nhát, vết thương khá sâu, có thể thấy được cả xương trắng. Á á! Trong đan hải, Tiểu Kỳ Lân nhảy nhót tới lui, định giúp hắn mở kỳ lân hóa. Triệu Bân và nó tâm ý tương thông, đêm nay, nếu không đến lúc bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không động tới kỳ lân hóa, bởi dùng rồi sẽ bại lộ thân phận. Cục diện sau đó không còn là thứ mà hắn có thể điều khiển được nữa. Nếu Tử Y Hầu phát điên vậy thì chắc chắn sẽ làm một trận thanh tẩy thiên tông. Những người liên quan tới hắn, những người có quan hệ giao hảo với hắn, đều sẽ nằm trong phạm vi thanh trừng. Hắn không phân rõ được lập trường của người khác, nếu Hồng Uyên và Hồng Tước cũng tham gia vào, nếu họ ủng hộ Tử Y Hầu, vậy thì cuộc thanh trừng này sẽ cuốn theo kiếp nạn cho cả đại hạ, không biết bao nhiêu người sẽ chết oan vì hắn.
làm người không thể quá ích kỷ, những người đó vô tội mà. Là do hắn quá vọng động, cũng do hắn suy xét chưa kỹ càng. Cục diện ngày hôm nay dường như đã mất khống chế, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc. Dù chết cũng phải lao ra ngoài. Và lại, tiền đề của điều đó là không được bại lộ thân phận. Phế vật. Một đám vô dụng. Ở bên khác, Ân Minh gào rú lên như một con chó điên. Lúc này đây, dù đầu óc hắn ta ngu ngốc tới cỡ nào cũng biết rằng người mặc đồ đen kia là ai rồi. Là Triệu Bân, chắc chắn là Triệu Bân. Đúng là quá phách lối, dám trộm lệnh bài của ông nội hắn, dám chạy tới hình tháp cướp ngục. Nực cười ở chỗ, đến nay hắn ta mới biết. Càng nực cười hơn khi hắn ta nói kẻ đó là Triệu Bân, không một ai có mặt ở đây thèm tin. Hắn ta cũng chỉ biết gào thét chứ không lao tới, hay nói cách khác là không thể lao tới. Ra khỏi hình tháp, hắn ta sẽ bị hoàng ảnh vệ hạ gục, từ đầu đến chân dán đầy bùa phong ấn hắn ta cứng ngắc. Không thể trách hoàng ảnh vệ làm như thế, bởi chuyện này liên đới quá nhiều. Đêm nay chỉ có ba người từng tiến vào hình tháp, người thứ nhất là Đào Tiên Tử, khi cô ta rời đi, Phù Dung vẫn còn ở đây, thế nên, hiểm nghi của Đào Tiên Tử bị loại bỏ. Hai người còn lại chính là Ân Minh và tên áo đen kia. Ân Minh là cháu của Ân Chú, mà người áo đen lại cầm lệnh bài đại tế ti, cả hai đều nằm trong diện tình nghi. Người áo đen bị bắt thì Ân Minh cũng phải bị bắt, đợi Tử Y Hầu tới rồi định đoạt. Giúp ta! Hai mắt Ân Minh đỏ ngầu, hét gọi Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Hồ nhướn mắt nhìn, không giúp Ân Minh mở cửu vĩ hóa, bởi mở hay không cũng không có tác dụng gì. Nơi đây là hình tháp, Triệu Bân có mọc cánh cũng khó lòng thoát ra. Nếu đã không thoát nổi, tại sao nó phải tiêu tốn sức lực? Và lại, lúc này Ân Minh là kẻ tình nghi. Nếu hắn ta dám cưỡng chế phá phong ấn, chắc chắn sẽ bị tiên trận tấn công. Nhắc đến tiên trận, nó vô thức ngước nhìn lên bầu trời. Tiên trận đang thức tỉnh, bầu trời vần vũ sấm chớp, mỗi một luồng sấm sét đều mang theo uy lực hủy diệt. Đừng nói tới Ân Minh, đến cả nó cũng không dám đối đầu. Hứng phải một tia sét thì nó cũng có khả năng bị đánh thành cho bụi. Thế nên, cứ ngoan ngoãn thì tốt hơn. Nó không phản hồi càng khiến sắc mặt Ân Minh thêm dữ tợn. Đám cường giả trấn áp trông cũng rất khó coi, phải biết rằng, người bị mất không chỉ một mình Phù Dung. Họ đã kiểm tra hình tháp, đứa trẻ tóc bạc ở tầng thứ 7 cũng bị cướp đi rồi. Nếu Tử Y Hầu truy cứu, họ cũng khó lòng thoái thác trách nhiệm, chưa biết chừng còn bị giết. Sắp rồi! Sắp rồi! Triệu Bân liên tục chém giết, cuối cùng cũng trông thấy lối ra. Chỉ cần ra được khỏi cửa, hắn có thể nương nhờ trận pháp triệu hồi ngược hướng để trốn đi. Bởi vì xung quanh hình tháp cũng có phân thân của hắn, hắn đã tạo ra không chỉ một trận pháp. Vì muốn cứu mẹ, hắn đã chừa rất nhiều đường lui. Nếu dám bước ra ngoài thêm một bước, người sẽ chết. Nơi sâu thẳm trong hình tháp vọng ra một tiếng hừ khẽ, lạnh lẽo và tịch mịch. Kẻ đó vừa dứt lời, bầu trời rung lên, Chu Sát tiên trận thức tỉnh rồi, sấm sét ngang dọc trên bầu trời. Thứ này không phải sấm sét thực sự, mà là uy lực của sát trận nhưng xuất hiện trong hình thái của sấm sét. Đừng nói tới người trong hình tháp, đến cả người đứng xem bên ngoài cũng phải dùng mình. Đó là Chu Sát trận cấp tiên, uy lực hủy thiên diệt địa, đến cả cao thủ thiên võ cũng không dám liều lĩnh đối đầu. Triệu Bân cũng thấy run rẩy. Hắn không quay đầu, cũng chưa từng đứng lại, gắng gượng phá vòng vây, lao thẳng ra cửa. Khoảng cách cả trăm trượng đối với hắn mà nói dường như xa xôi vô cùng. Giống như một con sông đảo rất khó vượt qua. Đúng là lớn gan. Giọng nói lạnh lùng vẫn truyền từ nơi sâu thẳm mà đến. Giọng nói chưa dứt, một luồng sấm sét từ trên trời đã lao thẳng xuống. Phụt! Máu me tung tóe. Một cánh tay của Triệu Bân bị sét đánh thành tro. Người kia đã nương tay chứ không dùng hết uy lực của sát trận, nếu không sẽ dùng một đòn tấn công biến hắn thành tro. Nói cho cùng, đối phương không muốn tiêu diệt hắn. Chỉ muốn bắt sống. Phải biết rằng cả Phù Dung và đứa trẻ tóc bạc vẫn còn ở trên người hắn kia kìa. Hắn đã nghe thấy tiếng hét của Tử Y Hầu rồi, bắt sống, bất kể là ai cũng phải bắt sống. Mau! Mau hơn nữa! Hai mắt Triệu Bân đỏ ngầu, điên cuồng và liều lĩnh chạy trốn. Đùng! Cùng với một tiếng nổ lớn, tia sét thứ hai đã giáng xuống. Thế nhưng, tia sét không trúng mục tiêu, Triệu Bân đã biến mất rồi. Người đâu? Đám cường giả của hoàng ảnh vệ khép vòng vây,
mặt mũi mờ mịt. Người điều khiển Chu Sát tiên trận cũng mờ mịt. Một người sống sờ sờ như thế, nói mất là mất luôn. Bởi vì Triệu Bân biến mất, cả hiện trường im phăng phắc. Bao nhiêu người vây bắt, thêm cả Chu Sát tiên trận, thế mà để kẻ đó chạy mất. Rất là lúng túng đấy. Chết tiệt. Ân Minh giận dữ quát tháo, giống như một con chó dại điên cuồng cắn bậy. Chính bởi vì không nghĩ tới mới khiến tên đó trốn mất. Sớm biết như vậy, nó đã giúp Ân Minh mở cửu vĩ hóa rồi. Chạy mất. Người bên ngoài hình tháp sững sờ. Bao nhiêu năm rồi, kể từ khi hình tháp xây dựng đến nay, bao gồm cả cao thủ thiên võ kia, người dám xông vào nơi này không ai sống sót. Vị này thì hay rồi, mẹ kiếp, chạy mất luôn. Đây là tiền lệ à? Đây là tạo ra thần thoại sao? Là do ta đã đánh giá thấp ngươi ư? Đao Vô Ngân ẩn mình trong đám đông mà lầm bầm tự hỏi, ánh mắt cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ông ta không thể tưởng tượng nổi Triệu Bân đã dùng phương thức gì để trốn khỏi hình tháp. Điều này không quan trọng nữa. Quan trọng là Triệu Bân trốn ra rồi. Chưa biết chừng Triệu Bân còn đưa cả con của ông ta ra ngoài. Nếu là thế thật thì đây đúng là ân tình lớn bằng trời bằng bể. Đợi. Ông ta chỉ cần chờ đợi, đợi Triệu Bân tới tìm mình. So với Ân Minh thì Tử Y Hầu chạy tới sau đó còn giận dữ hơn nhiều. Phong tỏa tòa thành. Lục soát thật kỹ càng cho ta. Tiếng gào giống của lão mang theo lửa giận ngút trời. Đâu đợi lão hạ lệnh, cổng thành bốn phía xung quanh đế đô đều đóng rồi, hoa văn bí ẩn trên tường thành xoay chuyển, đề phòng cả độn thổ và xuyên tường. Một lượng lớn hoàng ảnh vệ trèo lên tường thành, không có lệnh từ cấp trên thì không ai có thể ra khỏi thành. Bên trong thành còn có động tĩnh lớn hơn, cường giả của hoàng ảnh vệ, người của Trấn Ma Ti và Ngự Lâm Quân đi lục soát từng nhà từng hộ. Phụt! Khi xuất hiện lần nữa, Triệu Bân đã ở trong một tiểu viện nhỏ ở đế đô. Đúng vậy, hắn vẫn ở trong đế đô, không phải không muốn đi, mà là không đi nổi. Chúng phải một đòn tấn công của tiên trận nên vết thương quá nặng, ra khỏi hình tháp còn liên tục triệu hồi ngược hướng 3-4 lần khiến vết thương càng thêm thê thảm. Đây đã là giới hạn của hắn rồi, nếu còn tiến hành thêm lần nữa, hắn sẽ bị không gian khuấy nát thành tro. Diệt! Diệt hết cho ta! Tiếng gào của hắn là tiếng gào phát ra từ linh hồn. Hắn trốn thoát ra khỏi hình tháp, nhưng tình trạng của hắn hiện giờ quá tồi tệ, bị tiên trận phá nát một cánh tay, không quá khó để đắp lại, nhưng sát ý của tiên trận ngấm sâu vào thể phách với uy lực hủy diệt không ngừng quấy rối, khiến tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, từng giọt máu đều bị sát ý phá hủy, căn cơ cũng vì thế mà bị tổn hại, gốc rễ cũng vì thế mà bị sứt mẻ. Điều khó khăn nhất là hắn không đè nén được sát ý. Nếu không nhờ tiên lực hộ thể, chắc hẳn hắn đã chết rồi. Tiếng rên rỉ của hắn nghe đau đớn vô cùng. Hình thái hiện giờ của hắn cực kỳ đáng sợ, toàn thân chi chít vết thương nào cũng chảy máu đầm đìa, nghiễm nhiên biến thành một huyết nhân. Mỗi một vết thương đều tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, hủy hoại tinh khí của hắn, khiến miệng vết thương không những không khép lại mà còn mở rộng ra bên ngoài. Có lẽ vì thương tích quá nặng nên ý thức của hắn cũng mơ hồ. Từng có vài khoảnh khắc, hắn không phân biệt được hiện thực và ảo giác. Tiểu Kỳ Lân gào thét, không chỉ một lần cống hiến sức mạnh Kỳ Lân giúp Triệu Bân ngăn cản sát ý. Thêm cả cây thần tạo hóa với linh tính siêu cao không ngừng cung cấp sinh lực. Vì sự cố gắng của chúng nên Triệu Bân mới miễn cưỡng trụ lại. Sát khí khó lòng tiêu tán, hắn cần thời gian rất dài để tĩnh dưỡng. Đột nhiên, gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi thơm của nữ tử. Triệu Bân cảm thấy như ma quỷ xuất hiện, trong vườn có thêm một bóng dáng yêu kiều, dưới ánh trăng như mơ như ảo. Nhìn kỹ lại, hóa ra là Hoàng Phi Vũ Linh. Tiền bối, trùng hợp ghê. Triệu Bân ho ra một búng máu, đứng còn chẳng vững. Hắn đã đánh giá thấp hoàng hậu của đại hạ rồi, đúng là xuất quỷ nhập thần, vậy mà tìm đến tận đây. Trộm lệnh bài. Xông vào hình tháp. Bản lĩnh không nhỏ nhỉ. Hoàng Phi đứng sững tại đó. Lời nói ra rất điềm nhiên. Từ lúc ở phủ đại tế ti, bà ấy đã cảm nhận được Triệu Bân, nhưng không nói ra mà thôi. Không ngờ cơ ngân dám tới phủ đại tế ti trộm lệnh bài thông hành của ân chú, trộm lệnh bài thì thôi, còn dám đi cướp ngục, đã cướp ngục thì chớ, còn dám xông vào hình tháp thì thôi, còn có thể sống sót mà trở lại. Toàn chuyện mà đến bà ấy cũng không làm nổi, vậy mà cơ ngân làm được. Triệu Bân không phản bác.
Hoàng Phi có thể đuổi theo đến đây, dù lừa bịp thế nào cũng vô dụng. Ta nên gọi ngươi là Cơ Ngân, hay là Triệu Bân, Hoàng Phi thong dong hỏi. Vậy tiền bối thì sao? Vãn bối nên gọi người là Hoàng Phi Vũ Linh, hay là Hồng Tước của Đại Hạ, Triệu Bân nói. Đêm phân tách cửu vĩ, Hồng Tước cũng có mặt, nhưng hắn biết đó không phải Hồng Tước mà là Hoàng Phi Vũ Linh. Hoàng Phi che giấu rất tốt, nhưng khó thoát khỏi khả năng nhìn trộm của hắn, nhờ có tiên lực. Hoàng Phi đóng giả Hồng Tước. Điều này chắc hẳn là một bí mật, chắc hẳn hiếm người biết đến. Mà hắn cũng chưa từng nói với bất kỳ ai. Tới tận lúc này, hắn vẫn không biết Hoàng Phi đã đóng giả Hồng Tước bằng cách nào, càng không biết đêm đó làm sao Hoàng Phi nâng tu vi lên cảnh giới thiên võ. Hắn chỉ biết, Hoàng Phi lớn mạnh và đáng sợ hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Nếu cảnh giới ở dưới mức thiên võ, không ai là đối thủ của bà ấy, cho dù là cao thủ thiên võ, bà ấy cũng có thể đối đầu trực diện. Ngươi khiến bản cung rất bất ngờ đấy. Hoàng Phi mỉm cười, biểu cảm có thêm chút kinh ngạc. Đúng vậy, đêm phân tách cửu vĩ, chính bà ấy đóng vai Hồng Tước. Từ rất lâu về trước, bà ấy đã bắt đầu sắm vai rồi. Đây chính là bí mật cấp cao của hoàng tộc, người biết chuyện này cũng chỉ có Hồng Uyên, Ân Chú và Tử Y Hầu. Đến cả người thân thiết như hoàng đế, con trai và con gái cũng không biết chuyện này, đám người Quỷ Minh cũng không biết. Triệu Bân có thể khám phá ra thân phận của bà ấy đúng là ngoài dự đoán. Thế nên mới nói, thánh tử của Thiên Tông là một nhân tài nghịch thiên. Keng! Tiếng kiếm ngân vang lên, Triệu Bân xách Long Uyên ra, gắng gượng đứng vững, cũng gắng gượng tập trung khí thế. Hắn không nghĩ rằng Hoàng Phi tới đây để tìm hắn tán gẫu, hắn đã bại lộ, chắc hẳn Hoàng Phi muốn bắt hắn về. Với trạng thái hiện giờ của ngươi, có thể đỡ được mấy chiêu của ta, Hoàng Phi mỉm cười nhìn Triệu Bân. Hai ta không thù không oán, vãn bối không muốn đối địch với người, Triệu Bân điềm tĩnh nói, đã mở thiên nhãn. Nếu Hoàng Phi thực sự muốn hạ gục hắn, hắn không ngại dùng tới thuấn thân tuyệt sát, tuy vô dụng nhưng thế nào cũng phải cố gắng một phen. Vẫn còn dãy dụa vô ích à, Hoàng Phi hờ hững hỏi. Triệu Bân gắng gượng đứng vững, hy vọng dù nhỏ bé, vãn bối cũng không từ bỏ. Tốt lắm, giọng điệu của Hoàng Phi lạnh đi một phần. Trong tiên lực dồi dào có thêm chút sát ý. Keng! Triệu Bân thuấn thân lao đến, xuất kiếm là tuyệt sát. Sau đó là một tiếng nổ lớn, hắn chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện bóng ma, ấy thế mà một chiêu đã bại. Hắn bị Hoàng Phi bóp cổ ghim lên bức tường dày và nặng hẳn rõ dấu vết hình người. Cái gọi là thuấn thân tuyệt sát đứng trước mặt Hoàng Phi chỉ là vật trang trí, Hoàng Phi có thể bắt kịp tốc độ của thuấn thân, không những bắt kịp mà còn tóm được hắn một cách chuẩn xác. Chỉ một bàn tay là trấn áp được hắn. Còn gì để dùng nữa không? Đôi môi của Hoàng Phi khẽ mấp máy, thần thái rất lạnh lùng. Khóe miệng Triệu Bân rỉ máu, ánh mắt ảm đạm vô cùng. Hắn thua rồi. Thua sạch sành xanh. Hửm. Đứng giữa ranh giới sinh tử, hắn thoáng dùng mình. Đến khi mở mắt ra lần nữa, tình cảnh thay đổi hoàn toàn, hắn không bị Hoàng Phi bóp cổ, mà thần sắc của Hoàng Phi cũng không lạnh như băng. Bàn tay ngọc ngà của bà ấy đang đặt trên vai hắn, tiên lực dịu dàng chảy vào cơ thể hắn, giúp hắn loại bỏ sát ý của chu sát trận, cũng giúp hắn tu bổ thể phách tràn ngập vết thương. Huyễn thuật. Triệu Bân sững người, bấy giờ mới nhận ra. Chính vì nhận ra nên hắn mới sững người, Hoàng Phi dùng tới huyễn thuật từ lúc nào mà hắn không hề hay biết. Tỉnh rồi à? Hoàng Phi khẽ nói, tiên lực càng thêm dồi dào. Không có sự giúp đỡ từ bà ấy. Triệu Bân có chết hay không thì không rõ, nhưng chắc chắn sẽ thành kẻ tàn phế. Tại sao lại cứu ta? Triệu Bân ho ra máu. Bởi vì ngươi rất đẹp trai, Hoàng Phi trả lời rất tùy hứng. Triệu Bân không hề ngờ tới câu trả lời này. Thật không ngờ Hoàng hậu của Đại Hạ cũng biết đùa. Mấy giây trước thôi, hắn thực sự tưởng rằng Hoàng Phi Vũ Linh định tiêu diệt hắn, làm hắn sợ suýt tè ra quần. Mụ đàn bà này cũng thật là... Nửa đêm nửa hôm mà rảnh rỗi quá nhỉ. Hắn đã bị thương đến mức này rồi mà còn hù dọa hắn. Cuối cùng hắn cũng buông bỏ mọi cảnh giác. Với trạng thái hiện giờ của hắn, dù cảnh giác đến mấy cũng vô dụng. Hoàng Phi quá mạnh, đừng nói là hắn chỉ còn rơi rất nửa cái mạng, dù ở trạng thái đỉnh cao, dùng thêm kỳ lân hóa, hắn cũng không phải đối thủ của Hoàng Phi Vũ Linh. Cùng là người ngộ đạo, hắn vẫn tự biết mình biết người lắm chứ. Hoàng Phi không nói gì, biểu cảm khá hoảng hốt. Đến lúc này,
bà ấy vẫn không dám tin Cơ Ngân là Triệu Bân. Lần đầu tiên bà ấy cảm thấy Cơ Ngân thật xa lạ. Chàng thanh niên chưa đầy 20 tuổi này làm bà ấy quá ngạc nhiên, hắn quá kiên định. Tử Y Hầu tìm hắn khắp nơi, thế mà hắn dám trà trộn vào Thiên Tông, lại còn trở thành thánh tử của Thiên Tông. Phải biết rằng, bất cứ một kẽ hở nào cũng có thể khiến hắn bại lộ, một khi bại lộ, thứ chờ đợi hắn chỉ có cái chết. Vì cứu mẹ, hắn không thiết sống nữa sao? Ôi! Bà ấy thở dài trong lòng. Hoàng Phi không chỉ là hoàng hậu của đại hạ, bà ấy cũng là một người mẹ. Nếu bà ấy là Phù Dung, bị nhốt ở hình tháp, nếu Long Chiến là Triệu Uyên, bị ép tự sát, vậy thì con trai Long Dương và con gái Long Phi chắc chắn cũng sẽ giống như Triệu Bân, đeo lớp mặt nạ ra người, diễn kịch để sinh tồn, tất tả ngược xuôi để báo thù. Vừa thở vắn than dài, bà ấy vừa thấy áy náy. Triệu Vân tan cửa nát nhà cũng nhờ phước của đại hạ. Chính vì áy náy như thế, bà ấy mới đến đây trị thương cho Triệu Bân. Tất nhiên, cũng vì con gái của bà ấy nữa. Nếu Hoàng Phi tiêu diệt Triệu Bân, cô nhóc kia sẽ đau lòng tới cỡ nào? Hoàng Phi không xen vào tình duyên của hậu bối, nhưng Triệu Bân mà chết thì đúng là đáng tiếc. Sở Lam có biết thân phận của ngươi không? Qua hồi lâu, Hoàng Phi Vũ Linh đột nhiên hỏi. Không biết, Triệu Bân trả lời thành thực. Vân Yên, Linh Lung và Đào Tiên Tử thì sao? Cũng không biết. Vậy ngươi làm thế nên nào để tránh khỏi đại trận soát hồn? Hoàng Phi tiếp tục hỏi. Trên linh hồn ta có cấm chế. Triệu Bân không giấu giếm, giấu nữa cũng không có ý nghĩa gì. Hoàng Phi mỉm cười lắc đầu, cấm chế không quan trọng, quan trọng là hắn diễn cả một bộ phim 80 tập. Ân Minh không nói dối. Những gì hắn ta nói đều là sự thật. Thế nhưng mà, ma cao một thước đạo cao một trượng, hắn ta vẫn bị Triệu Bân chơi cho một vố. Sau rồi, người ta còn nhận Mỹ danh thanh niên tốt. Nói thật lòng, so với gương mặt phổ thông này, bà ấy thấy gương mặt của Triệu Bân trông vừa mắt hơn. Nếu con gái Long Phi ở đây, chắc hẳn cũng nghĩ như thế. Nếu sinh một em bé, chắc chắn sẽ rất đáng yêu. Nghĩ rồi bà ấy mỉm cười. Triệu Bân mở mắt ra mấy lần, nghĩ gì mà vui thế. Hắn không hiểu phụ nữ rồi, một khi liên tưởng mở ra, cũng chẳng khác nào một bộ phim dài tập. Mẹ của ta rốt cuộc đã phạm phải tội gì? Triệu Bân nghiêm túc nói, kỳ vọng nhận được một đáp án chuẩn xác. Hoàng Phi hít sâu một hơi rồi nói, người đã từng nghe nói tới ánh sáng vô lượng chưa? Triệu Bân nhẹ lắc đầu. Người ta đồn rằng khi tiên nhân tọa hóa thì sẽ lưu lại công đức cả cuộc đời ở nhân gian, tạo phúc thiên thu cho đời sau. Công đức này mặc dù vô hình vô lượng nhưng lại có thể hiện ra dưới dạng ánh sáng gọi là ánh sáng vô lượng, vô cùng huyền diệu thần kỳ. Hoàng Phi chậm rãi nói, 10 năm trước ân chú đã tuyên bố sẽ tạo ra một trận pháp có thể dẫn được ánh sáng vô lượng vào trong. Lão ta thật sự đã làm được, dẫn được ánh sáng vô lượng đến khiến cho cả đế đô đều tỏa sáng. Chuyện này thì liên quan gì đến mẹ ta, Triệu Bân hỏi. Khi ánh sáng vô lượng được dẫn đến, không ngờ nó đã bị trạch hướng, không rơi vào trong trận pháp mà lại rơi vào trong cơ thể một người. Mẹ ta, đúng như ngươi nói. Như vậy chỉ cần tách ánh sáng vô lượng ra khỏi cơ thể của mẹ ta không phải là được rồi sao? Chuyện không đơn giản đến như vậy, Hoàng Phi thu lại thiên lực, đứng yên dưới ánh trăng tiếp tục nói, Tử Y Hầu giam Phù Dung lại để chuẩn bị tách ánh sáng vô lượng ra, nhưng đêm đó mẹ của ngươi lại biến mất, hoặc cũng có thể nói là bị bắt đi, một lần biến mất tận 10 năm. Triệu Bân cau mày, ta chưa từng nghe mẹ ta nói về chuyện này. Ta đã từng bảo Đào Tiên Tử hỏi về chuyện ánh sáng vô lượng nhưng Phù Dung hoàn toàn không biết gì về ánh sáng vô lượng cả. Ý của tiền bối là có kẻ đã xóa ký ức của mẹ ta. Ít nhất thì bản cung cũng chỉ có thể nghĩ ra như vậy, Hoàng Phi chậm rãi nói, đó chính là vấn đề. Thì ra là thế. Triệu Bân lẩm bẩm, hai mắt sáng lên. Âm mưu. Đây chắc chắn là một âm mưu. Kẻ bắt cóc mẹ hắn có lẽ cũng chính là kẻ đã xóa ký ức của mẹ hắn. Còn có tiên quang vô lượng cũng là do kẻ đó lấy đi, mẹ của hắn từ đầu đến cuối chỉ là một người chịu tội thay, một vật hy sinh. Chuyện năm đó đã liên lụy đến rất nhiều người, Hoàng Phi lại nói. Sau khi dừng lại một chút, bà ấy lại nói thêm, Thiên Tông vì điều này nên cũng đã thay đổi nhiều. Ân oán kéo dài suốt 10 năm, đây mà gọi là công đức vô lượng hay sao, Triệu Bân chế nhạo nói. Nhốt mẹ ngươi cũng chỉ vì muốn điều tra rõ chân tướng. Nhưng lão đã ép chết cha ta,
hai mắt Triệu Bân hằn đỏ. Hoàng Phi muốn nói lại thôi, bà ấy biết Triệu Bân đang nói đến Tử Y Hầu. Việc này hoàng tộc không thể thoát khỏi trách nhiệm. Không ai ngờ Phù Dung vẫn còn sống. Càng không có ai ngờ Tử Y Hầu lại tự mình đi bắt người. Đến khi bà ấy nghe được tin tức thì đã quá muộn. Đôi khi bà ấy cũng tự hỏi chính mình, đó thật sự là công đức vô lượng hay sao? Bà ấy đã dùng 10 năm chỉ để chứng minh công đức của tiền bối đã gây ra biết bao nhiêu tai họa. 2. Bà ấy thở dài, bước đi càng lúc càng xa. Sau đó bà ấy còn để lại một câu, đi đi. Đi càng xa càng tốt. Phía sau, Triệu Bân không nói gì, im lặng đến đáng sợ. Chuyện của Hoàng Phi kể ra đã rất dài nhưng hắn biết đối phương nhất định vẫn còn có điều giấu giếm, có một số việc hắn cũng có thể đoán ra được 7-8 phần, ví dụ như Đại Hạ Hồng Tước sợ là đã sớm táng thân trong những năm tháng đó. Vèo. Dưới ánh trăng, hắn đột nhiên biến mất khỏi tiểu viện. Sau mấy lần triệu hoán ngược, hắn thoải mái chạy ra khỏi đế đô. Đi. Hắn sẽ đi. Nhưng hắn sẽ còn quay lại để trả thù. Hắn đã rời đi nhưng đế đô vẫn không bình yên, có người xông vào hình tháp cướp đi hai phạm nhân, chuyện này làm sao có thể không gây chấn động cho được. Cổng đế đô đã đóng chặt, trên đường phố đế đô đã tràn đầy hoàng ảnh vệ điều tra khắp nơi không chút kiêng nể, ngay cả hai gia tộc lớn như Ngô gia cùng Sở gia cũng không thoát khỏi sự tra xét. Điên rồi! Tử Y Hầu đã phát điên. Để tìm ra kẻ đã cướp người đi, lão không hề kiêng nể bất kỳ ai. Đã bao nhiêu năm trôi qua, đây là lần đầu tiên ta thấy hình tháp lại náo động đến như thế. Hai phạm nhân đã bị cướp đi, hoàng ảnh vệ làm ăn kiểu gì không biết. Nếu Hồng Uyên và Hồng Tước sớm ra trấn áp thì đã không có chuyện đó. Không thể dùng dao mổ trâu giết gà được, e rằng hai vị lão tổ cũng không ngờ hoàng ảnh vệ lại vô dụng đến như vậy. Mà trong ba người đã có hai người là người của phủ đại tế ti, một người áo đen và Ân Minh. Người áo đen đã chạy thoát cho nên Tử Y Hầu chắc chắn phải tìm Ân Minh giải quyết. Ân Minh rất tức giận, Tử Y Hầu lại càng tức giận hơn. Cẩn thận ngẫm lại, thống soái hoàng ảnh vệ cùng với cháu trai của ân chú đúng là bát tự không hợp. Lần đầu tiên lão bị lừa phải thỉnh tới tứ đại pháp sư hộ quốc dùng đến soát hồn đại trận, gây nên động tĩnh ồn ào huyên náo nhưng đã không tìm ra Triệu Bân mà còn bị mất hết mặt mũi. Lần thứ hai động tĩnh lại càng khổng lồ hơn. Vừa đưa lệnh bài cho hắn ta thì người trong hình tháp đã biến mất. Là Cơ Ngân. Hắn chính là Triệu Bân. Ân Minh không an phận, liên tục chu chéo trên đường đi. Tất nhiên không có ai nghe theo lời hắn ta. Cái tên này nhất định cũng đã phát điên rồi. Chuyện soát hồn đại trận trước đây sớm đã truyền ra khắp đại hạ. Tất cả mọi người đều biết Cơ Ngân và Triệu Bân chẳng liên quan gì đến nhau. Thế mà cái tên này cứ mãi cắn bậy như chó điên, đúng là làm mất phong độ của một ký chủ. Nghe nói đại tế ti còn đang giúp Tử Y Hầu luyện đan. Tử Y Hầu bắt cháu trai của lão ta như vậy, chẳng lẽ không sợ ân chú trở mặt sao? Ân chú chắc chắn vẫn chưa biết đâu. Phỏng đoán này hoàn toàn chính xác. Giờ phút này ân chú đang toàn tâm toàn ý luyện đan, trên tế đàn dán đầy bùa che lấp ngăn cách bên trong với thế giới bên ngoài, lão ta không hề biết gì về vụ cướp phạm nhân và chuyện cháu trai của mình bị bắt. Người trong phủ đại tế ti cũng muốn báo cho lão ta biết nhưng cường giả hoàng ảnh vệ canh giữ dày đặc ở bên ngoài khiến cho không ai có thể vào trong được. Nói chung, có người vui, có người buồn. Ân Minh và Tử Y Hầu đều đang hết sức phẫn nộ. Còn những người như nội gián Ma Gia, Đào Vô Ngân, Thanh Giao, U Lan cùng Mục Thanh Hàn đều như chút được gánh nặng, đến tận lúc này ai cũng choáng váng, không ngờ Triệu Bân lại gan dạ đến vậy, dám chạy tới hình tháp cướp người. Thậm chí còn có thể sống sót trở ra. Bất luận kẻ nào cũng không được xuống núi. Chẳng bao lâu, lệnh của Dương Huyền Tông đã truyền khắp Thiên Tông. Ông ta biết Tử Y Hầu đã nổi điên, lục thân không nhận. Bây giờ Phù Dung đã bị cướp đi. Nếu như Tử Y Hầu đã phát điên thì nói không chừng còn có thể đến Thiên Tông quấy rối lần nữa. Cộng thêm việc Ân Minh đổ thêm dầu vào lửa, Tử Y Hầu có thể sẽ xác định Cơ Ngân là kẻ cướp ngục. Hiện giờ Cơ Ngân lại đang không ở tông môn, đối phương thật sự có thể ra tay với Cơ Ngân. Chuyện này Dương Huyền Tông nhất định phải quản, nếu như Thiên Tông còn bị gây hấn thì ông ta cũng không ngại mở ra tiên trận Thiên Tông một lần nữa, ai sợ ai chứ? Bên này, Hoàng Phi đã quay về Ngự Hoa Viên. Linh Lung đã đến và chờ ở đây từ rất lâu. Cô nhìn cái gì? Hoàng Phi cười nói. Kẻ đó đêm nay đã trộm lệnh bài,
Linh Lung cười nói với Hoàng Phi. Vậy thì sao? Vậy người không biết gì sao? Linh Lung vẫn cười, trong lời nói có rất nhiều thâm ý. Đệ tử của Hồng Uyên rất có đầu óc, lúc trước cả hai người đều đang ở phủ đại tế ti, rõ ràng đối phương đã trộm được lệnh bài thông hành ngay dưới mũi của bọn họ, với đạo hạnh của Hoàng Phi thì chắc chắn không thể không biết. Tiên lực phản phệ, cảm giác của bản cung đã không còn tốt như trước. Hoàng Phi hít sâu một hơi, nói dối không hề chớp mắt. Linh Lung không tin, rõ ràng là Hoàng Phi đang lừa cô ta. Tại sao lại phải lừa cô ta? Cô ta tin chắc rằng Hoàng Phi biết người áo đen là ai, có khả năng ẩn thân như vậy thì hiển nhiên không phải người thường. Cô ta thậm chí còn nghi ngờ chính Hoàng Phi đã phái người trộm lệnh bài, cũng chính Hoàng Phi đã phái người đến cướp phủ Dung gia. Không lâu sau đó Tử Y Hầu cũng đã hùng hổ đến đây. Lão tất nhiên là đến đây để tìm Hoàng Phi chất vấn. Hoàng Phi lại tiếp tục nói dối. Bà ấy không biết làm như thế có đúng hay không, bà ấy chỉ biết Phù Dung là một người vô tội. Đừng nói là nhốt Phù Dung một năm, cho dù có nhốt 10 năm hay 100 năm thì bọn họ cũng không thể tìm ra được ánh sáng vô lượng. Tử Y Hầu đã phát điên nhưng bà ấy thì rất tỉnh táo. Tìm kỹ cho ta. Bên ngoài Hoàng Cung liên tục truyền đến tiếng quát tháo của Hoàng Ảnh Vệ. Đế Đô náo nhiệt, Thành Thiên Thu cũng hết sức náo nhiệt. Nghe được tin tức, tất cả mọi người đều cả kinh. Không có ai biết, kể cả đại trưởng lão Ma Gia cũng không biết Triệu Bân đi cướp ngục, cho đến khi tin tức truyền đến thì tất cả mới choáng váng. Triệu Bân vừa ra ngoài một chuyến, chỉ tưởng là hắn đi bắt cóc tống tiền, không ngờ hắn lại gây ra chuyện kinh thiên động địa. Người đã biết từ trước rồi sao, cường giả Thành Thiên Thu đều nhìn Huyền Mộng hỏi. Huyền Mộng mỉm cười gật đầu, cũng cảm thấy như chút được gánh nặng. Không ngờ Triệu Bân đã thật sự làm được. Mọi người đều hít sâu một hơi, không biết có nên văng tục một hồi hay không. Đây là một tin tức tốt, đã cứu được Phù Dung thì Triệu Bân cũng không còn chuyện gì kiêng kỵ nữa. Hình tháp đáng sợ đến mức nào chứ? Thương Khung vuốt râu, vẻ mặt khinh thường. Những người đã từng trải qua sóng to gió lớn đều không tin tà không tin quỷ. Dưới cấp tiên bước vào đều chết. Lão Tổ Bạch Gia vuốt râu thâm trầm nói. Đó không phải là lời hù dọa Thương Khung, cũng không có ai phản bác, bên trong hình tháp có một tòa tiên trận chu sát hoàn chỉnh, ngay cả cường giả thiên võ bước vào cũng có thể bị đánh thành bụi. Trước đây đã có không ít những tấm gương đẫm máu chứng minh chuyện này. Thương Khung nghe vậy thì cũng có chút giật mình. Uy lực của tiên trận chu sát ông ta đã kinh qua suốt 8.000 năm. Quác! Đại bằng dương cánh bay cao, xẹt qua vòng trời. Triệu Bân khoanh chân ngồi chữa trị vết thương, sát ý của tiên trận trong cơ thể đã được Hoàng Phi tiêu trừ, không còn sát ý cho nên toàn bộ vết thương đều đang hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Về phần cánh tay của hắn thì mặc dù vẫn đang tái tạo lại nhưng rất chậm, ảnh hưởng của sát ý do tiên trận gây ra đúng là không tầm thường. Nói đến Hoàng Phi, hắn cũng nên cảm kích. Nếu không có Hoàng Phi ra tay thì có lẽ hắn đã bị phế. Chuyện này chứng minh Hoàng Phi và Tử Y Hầu không phải là người cùng hội cùng thuyền. Vân là câu nói đó, hắn không muốn trở thành kẻ thù của Hoàng Phi, oan có đầu nợ có chủ, hắn chỉ muốn giết Vân Phượng và Tử Y Hầu, dùng mạng của hai kẻ này bái tế vong linh của cha mình trên trời. Vào đêm thứ hai, Đại Bằng mới đáp xuống núi Bất Tử. Từ xa đã thấy một đám đông đứng ở ngoài thành, mấy người trong thành vừa nghe tin đã chạy ra ngoài, vừa vặn gặp Triệu Bân trở về, trông hắn lúc này vô cùng phong độ chói mắt. Hắn đã trải qua một chuyện kinh thiên động địa, không ai dám cợt nhả vào lúc này. Nhìn thấy Triệu Bân, tất cả cường giả cũng im bặt. Đúng là một tên nhóc số khổ, vì cứu mẹ không biết hắn đã chịu bao nhiêu đau khổ. Triệu Bân không nói gì, chỉ cười một cách mệt mỏi. Hắn đi thẳng lên núi. Theo sau hắn chỉ có thể tử Liễu Tâm Như. Phía trước giường băng ngọc, Triệu Bân lấy ra quan tài băng ngọc rồi đánh thức mẹ mình dậy. Cha, mẹ đã về rồi. Triệu Bân nghẹn ngào, trong nháy mắt khóc không thành tiếng. Phù Dung tỉnh dậy, hai mắt đẫm lệ, thấy Triệu Bân, thấy Liễu Tâm Như, cũng thấy Triệu Uyên. Con trai và con dâu đều đã có mặt ở đây, chỉ có duy nhất phu quân của bà ấy lại trở thành một cỗ thi thể lạnh băng đang nằm đó. Một lúc lâu sau Triệu Bân và Liễu Tâm Như mới lui ra. Đi rất xa vẫn còn nghe thấy tiếng mẹ nỉ non. Đáng tiếc, cha cũng không thể nghe thấy. Đế Đô dưới ánh trăng ồn ào huyên náo.
trên đường phố đầy dãy hoàng ảnh vệ đang đi lùng sục khắp nơi mà không hề kiêng nể gì ai. Hành động lần này của Tử Y Hầu đã chọc đến rất nhiều người, lớn như Sở gia cũng hết lần này đến lần khác bị lùng sục, các gia tộc lớn khác cũng không ngoại lệ, cho nên giờ phút này ai cũng đều đang bức xúc mắng chửi. Chuyện này thật thiếu phép tắc, thiếu tôn trọng. Đã làm tới mức đó mà vẫn chưa tìm ra được kẻ cướp ngục. Tử Y Hầu không bỏ cuộc, tiếp tục lùng sục lần thứ hai. Đã đến nước này thì lão không còn chuyện gì mà không làm ra được. Lão lại tin vào những lời nói của Ân Minh, thật sự dẫn người lên Thiên Tông. Dương Huyền Tông không nói không rằng, trực tiếp mở ra tiên trận Thiên Tông, hoàng ảnh vệ đành phải trở về, không có chứng cứ nên bọn họ cũng không có tự tin làm ầm ĩ lên, chủ yếu vì Dương Huyền Tông rất mạnh, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội nào. Ông! Giữa những tiếng ồn ào bỗng có một tia sáng bắn thẳng lên bầu trời. Thấy vậy, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên thì liền thấy dị tượng trên bầu trời. Đó là dị tượng đan dược. Đan đã luyện thành, ân chú đã luyện ra đan năm vân. Đối với Tử Y Hầu mà nói thì đây là tin tức tốt nhất trong những tin dữ dồn dập gần đây. Đáng chết! Chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng gầm phẫn nộ của ân chú. Lão ta đang phẫn nộ Tử Y Hầu, cũng phẫn nộ người áo đen, Tử Y Hầu bắt cháu trai của lão ta. Người áo đen trộm lệnh bài của lão ta ở trong này tập trung luyện đan, không ngờ bên ngoài đã diễn ra những chuyện kinh thiên động địa như vậy. Phù Dung đã bị cướp đi mất mà đứa trẻ tóc trắng cũng vậy, lão ta còn đang định dùng đứa trẻ tóc trắng làm đan dẫn, kết quả đám người bên ngoài lại để cả nó cũng bị cướp đi mất. Không nghĩ nhiều, lão ta đã xuống địa cung. Nhìn thấy cỗ quan tài hắc băng ngọc vẫn an toàn lão ta mới thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là Triệu Bân. Ân chú cao mày, quả nhiên là Triệu Bân, lão ta đã quá xem thường tên nhóc đó, không ngờ hắn lại dám đến tận đây trộm lệnh bài của lão ta. Tên nhóc đó đúng là biết chọn thời điểm, còn tránh được tất cả cấm chế và sự tuần tra của người trong phủ, thậm chí còn có thể bước vào hình tháp cướp người mà vẫn sống sót trở ra ngoài. Thành Thiên Thu yên bình. Trên đỉnh núi Triệu gia đã có khói bếp lượn lờ. Triệu Bân và Liễu Tâm Như đều đang đeo tạp dề bận rộn trong bếp. Phù Dung ngồi cách đó không xa, mỉm cười dịu dàng nhìn hai người. Bữa sáng thật ấm cúng. Thứ không hoàn hảo chính là gia đình vẫn còn thiếu một người. Con sẽ cứu cha, Triệu Bân kiên định nói. Mẹ tin tưởng con, Phù Dung mỉm cười nhưng nước mắt lại chảy ra. Hôm nay Liễu Tâm Như không tu luyện, trở về làm một tiểu nha đầu dịu dàng hết lòng chăm sóc mẹ chồng. Phù Dung càng ngày càng thích con dâu, đã một năm không gặp tiểu nha đầu này. Thần sắc của nàng so với trước đây đã tốt hơn rất nhiều. Nếu như có thêm đứa cháu thì tốt hơn. Bên này Triệu Bân đã xuống núi, đi đến một đỉnh núi khác. Đi hết đường lại gặp một đám lão già đang xúm lại xem khỉ, mà con khỉ kia chính là đứa trẻ tóc trắng, nó cũng không sợ người lạ, bị nhiều người nhìn chằm chằm nhưng nó vẫn rất thản nhiên ngồi ăn linh quả thơm ngon. Mấy lão cường giả đều vuốt râu. Nhìn thật lâu cũng không nhìn ra tên nhóc này có huyết mạch đặc biệt gì. Người có kiến thức rộng rãi như Thương Khung cũng lộ ra ánh mắt hết sức tò mò, ông ta cũng chỉ biết được đứa trẻ tóc trắng này có huyết mạch bá đạo. Bá đạo cỡ nào, không thua kém gì thể tiên linh. Thật kỳ quái, sao ở thời đại này lại có nhiều yêu nghiệt đến như vậy? Trong lúc đang suy nghĩ thì Triệu Bân đã tới. Ai đây, mấy lão cường giả nén không được phải hỏi. Con của một người bạn, Triệu Bân cười nói. Huyết mạch của nó cũng không bình thường. Đã nhìn ra, Triệu Bân ngồi chồm hổm, xoa đầu đứa trẻ tóc trắng hỏi, người tên là gì? Bất phàm, tên nhóc ngây thơ nói. Tên hay lắm, mấy lão già ở đây đều vuốt râu, đứa trẻ này quả thật bất phàm. Có nhận ra người này không? Triệu Bân đưa ra bức họa của Đao Vô Ngân rồi nói. Cha, tiểu bất phàm mở to đôi mắt rạng rỡ nói. Quả nhiên, Triệu Bân thầm nói trong lòng, đây là con trai của Đao Vô Ngân. Hắn liền mở thiên nhãn nhìn lén. Huyết mạch của tiểu bất phàm quả nhiên bá đạo, tiềm tàng nguồn năng lượng thần bí. Cũng chính vì huyết mạch đặc biệt cho nên tên nhóc này mới mãi không chịu lớn, xem vòng tuổi thì ít nhất nó cũng phải 13 tuổi rồi nhưng vẻ ngoài thì vẫn là một đứa trẻ ngây thơ. Huyết mạch của nó có vẻ giống với tinh hồn nhưng lại không liên quan gì với nhau. Những vấn đề liên quan đến huyết mạch đều rất huyền diệu khó giải thích. Những vấn đề liên quan đến huyết mạch cũng còn có rất nhiều yếu tố bất định. Cũng giống như thê tử của hắn vậy, chỉ vì huyết mạch biến dị mà suýt ngủ mãi không tỉnh.
Đào Vô Ngân không có huyết mạch đặc biệt, vậy thì huyết mạch của tên nhóc này nhất định là được truyền thừa từ mẹ của mình, một loại huyết mạch rất huyền ảo tà hồ. Hắn chưa bao giờ nghe Đào Vô Ngân nhắc tới thê tử của mình, người đó có lẽ cũng không còn sống trên đời nữa. Khi rời đi hắn đã để lại lời nhắn cho Đào Vô Ngân. Nhưng đế đô đã phong tỏa toàn thành, Đào Vô Ngân không thể ra ngoài được. Thời gian chờ đợi khiến cho Đào Vô Ngân cảm thấy rất dày vò. Không lâu sau Tử Linh đã lên núi, không nói một lời liền mang Tiểu Bất Phàm đi, dạo này thật may mắn, lại nhận thêm được một đồ nhi tốt. Mấy lão cường giả tất nhiên là mặc kệ, người đẹp muốn làm gì cũng được, đã thu nhận được thể thiên linh làm đồ nhi bây giờ lại còn muốn bắt cóc luôn đứa trẻ bất phàm này. Có ai từng nghe nói về ánh sáng vô lượng chưa? Triệu Bân nhìn mọi người rồi hỏi. Nghe đồn đó là công đức của tiên gia xuất hiện dưới dạng ánh sáng trong một thời gian nhất định. Ánh sáng vô lượng trăm năm mới xuất hiện một lần. Nghe nói nó có sức mạnh vô cùng to lớn, vô cùng thần kỳ. Mọi người lần lượt nói, đều không khác gì lời của Hoàng Phi. Chỉ có điều năm đó đại hạ đã giữ bí mật rất tốt, ở đây không có ai biết, không có ai có vinh dự được nhìn thấy tận mắt ánh sáng vô lượng cho nên cũng không có ai biết mẹ của hắn có liên quan tới ánh sáng vô lượng. Các tiền bối hiểu biết bao nhiêu về ân chú, thật lâu sau mới nghe thấy Triệu Bân hỏi tiếp. Đó là một nhân tài, lão tổ Bạch gia nói ra lời này mà không cần suy nghĩ. Nói thật ra câu này rất vô dụng. Không phải nhân tài thì có thể làm được đại tế ti hoàng tộc hay sao? Người đó rất thông thạo bàng môn tà đạo, cũng có trình độ rất cao trong lĩnh vực luyện đan cùng tạo trận pháp, lão tổ Tư không nói. Hại người cũng rất giỏi, lão tổ Mộ gia khoanh tay nói. Ân chú đã từng hại chết một cường giả thiên võ, đại trưởng lão Ma Sơn tiết lộ một bí mật. Mọi người nghe vậy thì không khỏi cả kinh. Xem ra đại trưởng lão Ma Sơn không hề nói đùa, chuyện này thật sự đã từng xảy ra. Nói chung ân chú chính là một nhân tài. Lão ta có huynh đệ sinh đôi không? Triệu Bân ngập ngừng nói. Huynh đệ, sinh đôi, mọi người nghe vậy thì liếc nhìn nhau, sau đó đồng loạt lắc đầu. Thật kỳ quái, Triệu Bân thầm nói trong lòng. Chẳng lẽ người nằm trong quan tài Hắc Ngọc là con của ân chú? Hay là cha của lão ta? So với chuyện này thì hắn lại càng nghiêng về suy nghĩ họ là huynh đệ sinh đôi hơn. Cho dù là con trai hoặc là cha thì cũng không thể giống lão ta y như đúc được. Người nằm trong quan tài giống ân chú y như đúc, tiếc là lúc đó thời gian eo hẹp cho nên hắn không kịp xem xét kỹ hơn, nếu như hắn ở lại thêm một chút thì đã bị ân minh bắt ở hình tháp rồi. Bây giờ e rằng không thể quay lại đó lần nữa để nghiên cứu. Ân chú chắc chắn có phòng bị. Nói không chừng còn đang đào hố chờ hắn nhảy vào. Khi nào có thời gian hắn sẽ tìm Hoàng Phi hỏi một chút. Hoàng hậu đại hạ chắc chắn biết được không ít bí mật. Chuyện hoàng tộc không dám động đến ân chú hơn phân nửa cũng là do người đó. Người có định trở về Thiên Tông không? Tam trưởng lão chọc chọc Triệu Bân hỏi. Trở về chứ, Triệu Bân định thần lại nói. Hắn không hề bại lộ thân phận, tại sao lại không quay về được? Về phần Hoàng Phi thì chắc cũng sẽ không vạch trần hắn, nếu không bà ấy cũng đã không cứu hắn, cho nên hắn vẫn cần phải quay về. Chuyện cứu mẹ đã xong, kế tiếp chính là giải quyết Vân Phượng cùng Tử Y Hầu, nếu như có thể thì hắn sẽ giải quyết cả ân chú và ân minh để tránh đêm dài lắm mộng. Ngoài ra hắn còn phải tìm Bát Nhã, và hắn còn phải tìm đủ bát bộ phù đồ. Để cứu cha cùng Vô Xương thì hắn nhất định phải hồi sinh ma quân. Lục soát cho ta. Những tiếng hét như thế không ngừng vang lên ở đế đô. Tử Y Hầu điên cuồng, không biết đã điều đến bao nhiêu cao thủ, lật tung cả đế đô khiến ai cũng hoang mang, oán than khắp trốn. Phố phường phồn hoa ngày nào giờ chỉ còn là một vùng lộn xộn, ngoài bóng dáng hoàng ảnh vệ đi lại ra thì hiếm khi nhìn thấy được quần áo màu khác, đến cả lầu xanh luôn làm ăn huyên náo cũng lạnh tanh. Tử Y Hầu đã nói rồi, không có việc gì thì hãy quay về nhà, đợi đến lượt bị lục soát. Chẳng cần lão hạ lệnh, không có ai dám lang thang trên đường vì biết đâu chừng đang đi lại bị tóm cổ đi cũng nên. Mấy chuyện như thế đâu có hiếm. Đã có quá nhiều người bị liên lụy, đại lao của hoàng ảnh vệ đã không còn chỗ trống. Đấy cũng là mệnh lệnh của Tử Y Hầu, thà bắt nhầm cả ngàn còn hơn sót một tên. Mệnh lệnh này quả quyết, tuy không bắt được kẻ cướp ngục, cũng không tìm thấy Phù Dung và đứa nhỏ tóc bạc nhưng lại thành chó táp nhầm ruồi. Lục soát ra được rất nhiều thám tử của các nước khác. Lúc này, bọn chúng đang thi nhau chửi cha mắng mẹ trong tù đấy.
Vốn tưởng đâu là một màn kịch hay, ai ngờ xem đã đời lại thành ra mình vào ngồi tù, vượt qua hết bao phong ba bão táp nhưng cuối cùng lại bị lật thuyền trên con mương hẹp. Dù có nói thế nào đi nữa, Tử Y Hầu thật sự đã lập được công. Cảnh hỗn loạn đó kéo dài đến tận nửa tháng mới chấm dứt. Trên thực tế là bị ép chấm dứt, hay nói cách khác là có người âm thầm nhúng tay vào. Chẳng hạn như bốn đại pháp sư hộ quốc, kết hợp với trưởng giáo Thiên Tông, lão tổ của các gia tộc, các trọng thần trong triều, thống soái Ngự Lâm Quân, thống soái của trấn Ma Ti, tất cả bắt tay với nhau gây áp lực với Tử Y Hầu. Làm loạn nửa tháng là đủ rồi, nếu còn làm loạn nữa thì sẽ mất kiểm soát. Người đó có thể sống sót ra khỏi hình tháp, đủ để chứng minh hắn không tầm thường, chẳng khác gì mò kim đáy biển. Việc bọn họ gây áp lực thật sự đã có tác dụng. Mặc dù cấp bậc của Tử Y Hầu rất cao, nắm minh quyền trong tay nhưng cũng không thể chống lại được sức ép từ các bên. Sau nửa tháng đóng cửa, hôm nay đế đô đã mở cửa thành trở lại. Tử Y Hầu rút hoàng ảnh vệ về. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Ngoài mặt dừng lại không có nghĩa là không âm thầm hành động. Thám tử của hoàng ảnh vệ được cài ở khắp các phố lớn, ngõ nhỏ, cũng như các quán trà quán rượu. Ngoài ra còn có lệnh truy nã. Chỉ một ngày ngắn ngủi, cáo thị truy nã Phù Dung, Triệu Bân, Triệu Gia, nhóc tóc bạc đã được dán khắp các thành cổ của đại hạ, hơn nữa, tiền thưởng còn lên đến hơn 1 tỷ. Tử Y Hầu đã dốc cả gia sản ra để tìm người. Đế đô được mở cửa trở lại, đường phố cũng trở nên đông đúc. Sau thời gian tan hoang, giờ đế đô lại trở lại phồn hoa như ngày nào. Đào Vô Ngân vào trong núi Bất Tử, nhìn thấy mây mù răng khắp lối thì cảm thấy đầy thắc mắc. Sau khi quan sát một hồi, ông ta bỗng giật mình, đấy là mê tung trận sao? Mê tung trận cấp tiên hả? Đến lần đầu nhỉ, phân thân của Triệu Bân cười nói. Mê tung trận này ở đâu ra thế? Đào Vô Ngân kinh ngạc, đây đâu phải lần đầu ông ta đến. Lúc chấp hành nhiệm vụ, ông ta đã từng đến núi Bất Tử, ngoài việc có rất nhiều đỉnh núi ra thì chẳng còn gì đặc biệt nữa. Lần này đến lại, ông ta thật sự đã được mở rộng tầm mắt. Trời mới biết núi Bất Tử còn có một mê tung trận cấp tiên. Đến khi nhìn thấy Thành Thiên Thu, người này càng thêm thảng thốt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sao Đào Vô Ngân dám tin núi Bất Tử còn có huyền cơ, hơn nữa, tận sâu bên trong còn có che giấu một tòa thành cổ. Nếu như ông ta đoán không sai thì người nhà họ Triệu đang bị Tử Y Hầu truy nã đều đang ở trong ngôi thành này. Hèn gì không ai tìm ra. Dù có thể tìm được núi Bất Tử cũng chưa chắc tìm được Thành Thiên Thu. E rằng Hồng Uyên có đến cũng không xác định được phương hướng trong mê tung trận tiên cấp này. Sau khi vào thành ông ta đã ngẩn ngơ rất lâu. Tòa thành này giống cái nồi thập cẩm thế nhỉ? Có điều, lực lượng lại cực kỳ mạnh. Nói thật, người đó cũng khá lắm, đại trưởng lão ma ra khoanh tay nói. Nhà ma Sơn cũng muốn nói y hệt câu đó, dường như họ đều nhận ra Đao Vô Ngân, tuy ông ta thuộc trấn Ma Ti nhưng lại không phải dạng hung tàn ác độc. Dù bắt được truyền nhân của ma vực nhưng cũng không giết mà còn âm thầm thả đi rất nhiều người, đám người ẩn nấp du kích của người nhà ma gia còn từng mang ơn ông ta. Chính vì vậy nên các trưởng lão của ma gia mới không lấy đầu nghề ra. Nếu như đổi lại là người khác của trấn Ma Ti thì đã sớm bị chém rồi. Phụ thân, giọng nói non nớt vang lên ngay sau đó. Tiểu Bất Phàm xuất hiện, trong tay cầm theo linh quả, ngây thơ, hoạt bát nhún nhảy đi tới. Con trai, người lạnh lùng như Đao Vô Ngân mà cũng nước mắt giàn giụa. Đã 10 năm rồi, từ khi con trai ông ta bị nhốt vào trong hình tháp đến nay thì đã gần 10 năm rồi. 10 năm nay, ngày nào với ông ta cũng là một sự giày vò. Cảnh tượng đó cực kỳ cảm động. Mọi người không làm phiền, mà đều giải tán. Đi rất xa rồi mà bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng nấc của Đao Vô Ngân. Đa tạ. Tiếng cảm ơn đó của Đao Vô Ngân dành cho Triệu Bân, là xuất phát từ tận đáy lòng. Cùng là người lưu lạc tha phương, có thế nào ông ta cũng không thể tưởng tượng được, cuối cùng người cứu con trai ông ta lại là Triệu Bân. Cả đời này ông ta cũng sẽ không quên ân tình này. Chuyện nhỏ á mà, Triệu Bân mỉm cười. Thấy cha con họ được đoàn tụ như vậy thì cũng không uổng công hắn đã liều mạng vào hình tháp. Đao Vô Ngân không đi mà quyết định ở lại Thành Thiên Thu. Đế đô hay trấn Ma Ti gì đó đều chẳng là cái thá gì đã, nếu đã cứu ra được Tiểu Bất Phàm ra rồi thì ông ta còn về đó để làm gì. Phần đời còn lại ông ta sẽ dành hết thời gian để ở bên con trai. Thành Thiên Thu là một nơi rất tốt để lánh nạn. Đương nhiên,
nếu Triệu Bân cần thì ông ta cũng sẽ hết mình giúp đỡ. Lại có thêm được một cảnh giới chuẩn thiên, các lão tiền bối mỉm cười và nói. Để chào mừng Đao Vô Ngân gia nhập, họ còn đặc biệt bày mấy bàn tiệc. Đao Vô Ngân trầm ngâm ít nói nhưng hôm nay cũng cười rất nhiều. Sau khi quá chén, ông ta say đến bật khóc, không biết là cố tình hay vô ý, ông ta đã nhắc đến chuyện cũ trước đây, là chuyện có liên quan đến thê tử của ông ta, cũng tức là mẹ của Tiểu Bất Phàm. Đúng là người có lai lịch không tầm thường, khổ nỗi hồng nhan bạc phận, sau khi sinh Tiểu Bất Phàm thì cũng qua đời. Nhưng tất cả mọi người đều biết chuyện năm đó, e rằng không đơn giản như thế, cũng không ai hỏi đến chuyện Tiểu Bất Phàm bị nhốt vào hình tháp vì không muốn chạm đến vết thương lòng của Đao Vô Ngân. Người yêu đã mất nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, ông ta còn có con trai. Tối đó, mấy người Thanh Giao và U Lan cũng đã đến. Mấy cô gái cũng rất tinh tế, ai cũng mang quả biếu phủ dung. Nhìn từ xa rất giống một đàn con dâu hiếu thảo. Rau non cũng nhiều quá chứ hả, bọn Tô Vũ suýt xoa. Ngoài suýt xoa ra thì bọn họ cũng không quên quan sát Triệu Bân từ trên xuống dưới. Đây là một nhân tài. Ai dám xông vào hình tháp thì đều là đàn ông cứng, rõ ràng là người cùng thế hệ nhưng sự khác biệt giữa bọn họ và Triệu Bân lại khá xa. Nếu đổi lại là bọn họ vào hình tháp thì dù có cả trăm cái mạng cũng chết không đủ, càng không cần phải nói đến việc xông ra. Khiêm tốn. Triệu Bân hạ giọng nói. Mỗi lần nói ra hai chữ đó, hắn đều rất oai phong. Gào. Lúc hắn đang nói, có một tiếng gầm vang dội cả thành Thiên Thu. Ma tử đã tỉnh lại sau thời gian bế quan, chỉ một tiếng ngáp mà lại như tiếng hổ gầm, đến nỗi quỷ đầu to ngồi gác bên giường cũng phải giật mình, bật ngửa, lúc này đầu óc vẫn còn đang choáng váng. Các cao thủ đều tụ lại, vây quanh ma tử. Sau nhiều ngày ngủ say, trạng thái của hắn ta đã có nhiều biến đổi, khí huyết dồi dào hơn với sức mạnh của hung hổ, thỉnh thoảng giữa hai chân mày còn xuất hiện hoa văn kỳ lạ khiến mọi người đều rất bất ngờ. Có vẻ như tên này có liên kết tinh thần với hung hổ. Đây là chuyện cực kỳ tốt, chỉ cần hung hổ lớn lên, tích lũy đủ sức mạnh thì có thể giúp hắn ta hung hổ hóa, năng lực chiến đấu nhất định sẽ không tầm thường. Đan điền của hắn ta đã bị mây mù chân nguyên bao phủ, bóng dáng hung hổ thấp thoáng tận sâu bên trong, phần lớn mọi người có mặt ở đó đều không nhìn thấu được. Đấy là sự che mắt của chính hung hổ. Giống như Tiểu Kỳ Lân và cây thần tạo hóa của Triệu Bân, người thường cũng không nhìn thấy được bọn nó. Đặc biệt là cây thần tạo hóa. Đến cả Hồng Uyên cũng chưa chắc nhận thấy được dấu vết của nó, rõ ràng ở trong đan hải của Triệu Bân nhưng khi nhìn từ bên ngoài thì lại không thấy gì. Khá lắm. Triệu Bân vuốt cằm, nhìn vào đan điền của ma tử một lúc lâu. Hắn có thể nhìn thấy hung hổ, trước đây chỉ to bằng nắm đấm, giờ thì đã lớn thêm được một chút rồi, hơn nữa còn rất hoạt bát, lúc hắn nhìn thì nhóc đó đang nhảy tới nhảy lui, nhảy đã đời thì nhảy luôn ra khỏi đan điền của ma tử. Tiểu Kỳ Lân thấy vậy thì cũng nhảy ra theo. Thần thú chạy ra để tìm lại sự tự tin, cuối cùng thì cũng có một con nhỏ hơn nó rồi. Gào. Tiểu hung hổ hơi nhút nhát, thấy Tiểu Kỳ Lân thì vội quay đầu bỏ chạy vào đan điền của ma tử lại. E, e. Tiểu Kỳ Lân kêu lên, chạy quanh ma tử, đôi mắt to tròn xoe cứ nhìn chằm chằm vào đan điền của hắn ta. Nó có thể nhìn thấy tiểu hung hổ, dường như ánh mắt đang nói, ra đây chơi đi, ta hứa không đánh ngươi đâu. Tiểu hung hổ cũng rất ngây thơ, nó đã chạy ra lại thật. Cảnh tượng sau đó rất hòa bình, thái thượng hung hổ đã nghiễm nhiên trở thành một cái đuôi nhỏ, còn Tiểu Kỳ Lân thì lại thành đại ca, kiêu ngạo sải bước đầy thần thái. Nở mày nở mặt thật, Triệu Bân ưỡn thẳng lưng. Mặt ma tử tối sầm, so tỏa kỵ, hắn ta thua sát phán. Đọ thần thú, hắn ta bại hoàn toàn. Đọ thực lực, hắn ta cũng chẳng thắng. Đọ vợ thì... Có vẻ như hắn ta làm gì cũng bị tên này đè bẹp, cảm giác thật sự không vui. Quen là được. Các tiền bối thì nhìn thoáng hơn, có ai đó đã lên tiếng. Mẹ! Một lát sau, có tiếng hét lớn vang lên. Ma tử nhìn thấy phủ dung thì quỳ xuống một cái thịt, hắn ta đúng là biết nói lời giữ lời, mẹ của Triệu Bân cũng là mẹ của hắn ta, tiếng gọi phải nói là thân thiết vô cùng. Ma tử quỳ xuống làm phủ dung không kịp phản ứng. Suýt chút tưởng đâu là con riêng của Triệu Uyên nữa chứ. Có điều, nếu người ta đã quỳ xuống nhận mẹ rồi thì phải phát lì xì thôi, đấy là tập tục ở thành Vong Cổ. Mẹ! Phù Dung vừa phát lì xì thì liền có cả đám quỳ xuống theo, bọn Tô Vũ, Lăng Phi đều rất có ý chí vươn lên, dù sao quỳ là có tiền, quỳ mãi thì được mãi,
họ có thể quỳ đến lúc phủ dung trái túi. Nhây thì nhây nhưng việc chính vẫn cần phải làm. Việc chính gì chứ? Đó là giải quyết ma cung. Mọi người đều không biết xào huyệt của ma cung ở đâu, nhưng tiểu hung hổ thì lại biết, ma khôi, thánh tử trước đây của ma cung từng là chủ nhân của nó, quan hệ không hề đơn giản, nó biết rõ ma cung ở đâu, lực lượng cỡ nào và vị trí cụ thể ở đâu. Vậy thì còn nói gì nữa, hành động thôi. Trong đêm, các trưởng lão cầm theo đồ nghề ra khỏi thành, ngoài Triệu Bân, Ma Tử và Thương Khung. Những người còn lại đều là cảnh giới chuẩn thiên, trong đó còn có cả phong tế của La Sinh Môn và Đao Vô Ngân của Trấn Ma Ti vừa mới gia nhập. Bản lĩnh của họ không hề nhỏ. Trên đường đi, Ma Tử vừa suýt xoa vừa chậc lưỡi. Cứu người ra khỏi hình tháp là một hành động không hề tầm thường. Còn nữa, trước khi đi hắn ta có nhìn cây cổ lệch, hình như đã có thêm một người. Sau khi hỏi thì mới biết đấy là Diêm La Mặt Quỷ, đại tướng số một dưới trướng của môn chủ La Sinh Môn, không ngờ lại bị Triệu Bân bắt sống. Rốt cuộc tên này đã làm được bao nhiêu chuyện lớn trong mấy ngày hắn ta hôn mê vậy? Vù, vù. Dưới ánh trăng, những vệt sáng nối nhau vút qua bầu trời. Bọn Triệu Bân di chuyển với tốc độ cực nhanh, hướng thẳng về phía nam. Sào huyệt của ma cung ở phía nam của đại hạ, nếu đi cả ngày lẫn đêm thì mất khoảng 4, 5 ngày sẽ đến. Mấy lão tiền bối đều rất bình thản, phần lớn đều ngồi ngáp trên ghế ngồi, họ đang giữ tinh thần, ra vẻ là một nghệ thuật, đợi khi đến ma cung thì nhất định phải cho ra dáng. Triệu Bân thì lại ngồi xếp bằng, lấy ra một vò rượu, không biết đang nghiền ngẫm điều gì. Thật ra, với lực lượng của mấy người Thương Khung thì không cần hắn phải đi theo. Nhưng vì bảo bối, hắn vẫn cần phải đi một chuyến. Có tiền hay không cũng được, chủ yếu là hắn muốn xem thử trong bảo tàng của ma cung có đèn trường minh hay không. Trưởng lão Ma Sơn đã nói, kho báu của ma cung cực kỳ phong phú, không chừng lại có món đồ kia thì sao, lỡ như hai bên bất hòa, đánh nhau làm hư đèn thì phải làm sao. Đêm thứ tư, mọi người dừng chân trước một vùng núi. Đấy là dãy núi Vân Vụ, giống như tên gọi của nó. Phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy toàn sương mù, hơn nữa, dãy núi còn có rất nhiều đỉnh núi, hơn 8.000 đỉnh, không cần nhìn cũng biết địa thế bên trong được hình thành hoàn toàn tự nhiên, rất thích hợp bố trí trận pháp. Tiểu hung hổ có nói, trong núi có rất nhiều trận pháp, vòng ngoài chủ yếu là mê tung trận, vào sâu bên trong sẽ là chu sát trận và thủ hộ trận, bảo vệ xào huyệt của ma cung một cách rất kiên cố. Hèn gì không tìm được. Đại trưởng lão Ma Gia nhìn thấy thì suýt xoa. Đại trưởng lão Ma Sơn cũng chậc lưỡi. Triệu Bân không nói mà chỉ liếc mắt nhìn Thương Khung, đầu óc của ông ta đúng là có vấn đề, thảo nào ma quân thường xuyên đánh ông ta. Giờ phút này hắn cũng cảm thấy ngứa tay ngứa chân, ở đây có nhiều người như vậy nhưng tính cả hắn và Ma Tử thì ông ta là người yếu nhất, ngoại trừ bối phận cực kỳ cao thì những mặt khác đều rất khó nói. Đi thôi. Ma Tử ho khan một tiếng, là người đầu tiên bước vào dãy núi Vụ Vân bởi vì đây là mục đích của hắn ta. Chiến lực của hắn ta có thể không bằng các cường giả còn lại nhưng hắn ta vẫn là một người dẫn đường tốt bởi vì hắn tâm ý tương thông với tiểu hung hổ. Nơi này có rất nhiều bẫy trận pháp, phải cẩn thận hết mức mới không đạp phải bẫy. Các cường giả khác đều đi theo hắn ta. Trong lúc đó cả Triệu Bân và Thương Khung đều cảm thấy đối phương không thuận mắt, đặc biệt là Thương Khung, ông ta rất muốn trở lại thời kỳ đỉnh cao của mình sau đó mới lôi Triệu Bân đi tán gẫu chuyện thế thái nhân sinh. Còn tán gẫu như thế nào thì còn tùy vào tâm trạng của ông ta. Theo sát, Ma Tử đi đằng trước, có tiểu hung hổ dẫn đường nên tránh được rất nhiều cạm bẫy mà mắt thường không thể nhìn thấy được, cấm chế trong núi dày đặc, chỉ cần đi sai một bước thì sẽ phải đổ máu, nhưng bị thương chỉ là chuyện nhỏ, đả thảo kinh xà mới là chuyện lớn. Triệu Bân mở thiên nhãn quan sát khắp nơi. Càng đi sâu vào trong thì sương mù càng mờ ảo, ở đây có một mê tung trận đang không ngừng lưu chuyển. Đan xen trong bóng tối. Mặc dù sương mù này là tự nhiên nhưng nhờ vào trận pháp cho nên nó lại càng mờ mịt hơn. Nếu như không có ma tử dẫn đường thì bọn họ hoàn toàn có thể bị lạc đường. Dù sao thì ma cung cũng đã sống ở dãy núi Vụ Vân này từ rất lâu. Từng bước tiến lên, nơi nơi đều có cạm bẫy. Triệu Bân cởi giày, dùng đại địa linh chú tĩnh tâm cảm giác nhưng vẫn bị cản trở, cho dù có võ hồn phối hợp cũng không thể xuyên qua sương mù. Trận pháp ở đây có năng lực che lấp cực mạnh, vô cùng cản trở nhận thức. Ngay cả hắn còn gặp khó khăn thì cũng đừng nói đến những người còn lại. Bước vào dãy núi Vụ Vân thì ai cũng trở thành kẻ mù.
thậm chí Thương Khung cũng phải thở dài, truyền thừa của ma tướng thứ tư quả nhiên không tầm thường, 8.000 năm sau vẫn để lại đệ tử chân truyền tạo trận pháp, cho dù ông ta là người từ 8.000 năm trước cũng không thể phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Dưới ánh sao, mọi người đã đi vào càng lúc càng sâu. Đi đến một chỗ, ma tử đang đi trước đột nhiên dừng lại. Nhìn sâu vào trong có thể thấy sương mù nhiễm không ít huyết sắc, cũng có thể ngửi được huyết tinh khí. Có đại chiến. Triệu Bân dùng đại địa linh chú cảm nhận liền đưa ra kết luận như vậy. Không thể nào, không có động tĩnh gì cả, tam trưởng lão ma ra nhíu mày. Tất cả cường giả cũng đều vểnh tai lên cảm nhận nhưng không nghe thấy một chút âm thanh nào. Động tĩnh đại chiến đã bị trận pháp che lấp, Triệu Bân nói. Lời giải thích này rất hợp lý, cho dù không nghe động tĩnh nhưng huyết tinh khí đã ở ngay trước mắt, sương mù đều bị nhuộm đỏ, nếu như không phải có rất nhiều người chết thì cũng không thể tạo ra được huyết tinh khí nồng hậu đến như vậy. Có người công phạt ma cung sao, ma tử nói xong lại bước đi. Mọi người tăng tốc độ, dám xâm nhập vào dãy núi Vũ Vân công phạt ma cung thì chắc chắn không phải là thế lực bình thường. Trên đường đi bọn họ gặp rất nhiều bùa che lấp, càng đi sâu vào trong càng nhiều, trên đại thụ, trên tảng đá, trên vách tường đều có, nhưng không phải là bùa che lấp của ma cung, hẳn là của thế lực công phạt ma cung kia. Bọn chúng dùng nhiều bùa che lấp như vậy, muốn cách ly nơi này với bên ngoài, mục đích rất rõ ràng, âm thầm nuốt trọn ma cung. Thảo nào không nghe được động tĩnh gì. Dán nhiều bùa che lấp đến như vậy, có thể nghe được mới là lạ. Nhanh lên, Thương Khung thúc giục. Có thế lực đang công phạt ma cung, hơn nữa còn là một thế lực không nhỏ. Không cần ông ta nói, tất cả mọi người đều đã tăng nhanh tốc độ. Quả nhiên là có đại chiến. Sau khi băng qua một con sông bọn họ đã có thể nghe thấy tiếng ầm ầm của đại chiến truyền ra. Ngoài ra còn có rất nhiều tiếng kêu la thảm thiết cùng với những tiếng cười man rợ truyền ra. Thi tộc, Triệu Bân quát lên một tiếng, hắn cảm giác rất chính xác. Còn chưa nhìn thấy người thi tộc nhưng đã phát hiện được khí thức của thi tộc, hơn nữa hoa cỏ ở xung quanh đều đã héo rũ vì bị âm khí ăn mòn. Không có ai phản bác lời nói của hắn bởi vì mọi người cũng đều đã cảm nhận được. Nếu như đó là thi tộc vậy thì mọi chuyện đều hợp lý, với nội tình của thi tộc, muốn nuốt trọn ma cung là chuyện hoàn toàn có thể làm được. Sở dĩ bọn chúng muốn nuốt trọn ma cung nhất định là vì chiếc hộp sắt kia. Ma cung là truyền thừa của ma vực. Khả năng cao cũng có giữ một phần của bát bộ phù đồ. Lúc trước, mục đích của huyết y môn khi muốn thâu tóm ma sơn cũng giống như vậy, nếu như không có mấy người Triệu Bân đến kịp lúc thì hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đêm nay dường như bọn họ đã đến chậm một bước. Thi tộc đã bắt đầu đại chiến với ma cung, hơn nữa ma cung còn thương vong thảm trọng. So với huyết y môn thì nội tình của thi tộc lại càng mạnh mẽ hơn, bởi vì mỗi một kẻ thi tộc đều có mang theo hai thi khôi. Không cần chính chủ ra trận, chỉ cần để thi khôi ra trước chiến tuyến cũng đã đủ gây khó khăn cho đối phương rồi. Nhiều như vậy sao? Triệu Bân cầm kính viễn vọng quan sát xung quanh, thi khôi đang công thành, cường giả thi tộc đứng đằng sau thao túng thi khôi hoặc là đứng trên đỉnh núi thao túng thi khôi. Tất cả cường giả thi tộc đều mặc áo đen, số lượng khổng lồ, xem khí tức thì ít nhất cũng phải có 30 cường giả chuẩn thiên. Cường giả địa tạng còn lại cũng rất nhiều. Bọn chúng đều là người thao túng. Cũng là người đứng xem đại chiến, tại sao bọn chúng phải tham chiến khi có thể khống chế thi khôi công thành chứ? Thương Khung thấy vậy thì phẫn nộ vô cùng. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Năm xưa khi ma vực cường thịnh thì làm gì có kẻ nào dám trêu vào. Không ngờ 8.000 năm sau một dòng truyền thừa của ma vực lại rơi vào cảnh thê thảm đến như vậy, đám thi tộc đáng hận có mặt ở khắp mọi nơi. Trời cũng bỏ rơi ma cung ta. Trên tường thành. Các trưởng lão ma cung rít lên bi thương. Thi tộc thế lớn, trận hình khổng lồ, ma cung đêm nay sợ rằng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, phải ăn nói thế nào với tổ tiên dưới suối vàng đây? Giết! Không chừa lại một mống. Trên những ngọn núi ngoài thành, đám cường giả thi tộc đang khống chế thi khôi đều nở nụ cười man rợ. Vừa dứt lời liền nghe thanh âm xé gió truyền đến từ trong khu rừng tối. Đám cường giả thi tộc ngoái đầu nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt chính là một thanh chiến mâu, chính xác mà nói thì đó là nỏ mạnh của xe nỏ bắn ra. Trên bầu trời đang có rất nhiều nỏ mạnh phóng tới khiến cho da đầu của ai cũng tê dại, bởi vì ai cũng biết sức mạnh của nỏ mạnh vô cùng bá đạo. Tất nhiên, đó là kiệt tác của Triệu công tử. Xe nỏ bên trong chiếc nhẫn ma chính là chờ những trường hợp lớn để lấy ra cuồng oanh loạn tạc,
không dùng để oanh tạc thi khôi mà là oanh tạc đám cường giả khống chế thi khôi, chỉ cần diệt được người khống chế thì thi khôi sẽ không đánh tự diệt. Né tránh. Đám cường giả thi tộc giống lên, bỏ chạy tán loạn, bọn chúng chỉ lo công thành mà không hề biết ở bên khu rừng kia còn có kẻ địch ẩn thân cho nên trong lúc không chú ý liền bị công phạt, hiển nhiên đó là viện quân của ma cung. Ầm, ầm, ầm. Nỏ mạnh đầy trời rơi xuống san bằng một đỉnh núi. Những tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Đá vụn văng tung tóe, có không biết bao nhiêu hình thù đẫm máu, chỉ có quỷ mới biết có bao nhiêu kẻ thi tộc bị nỏ mạnh xuyên thủng, cũng không biết có bao nhiêu kẻ thi tộc bị bắn tan xương nát thịt, kẻ có nội tình hùng hậu cho dù có thể đối kháng nỏ mạnh nhưng không tránh khỏi độc châm, một hai độc châm tuy không phải là vấn đề lớn nhưng vô số độc châm bắn vào người thì lại là chuyện khác. Chuyện này, mấy trưởng lão ma cung đang chiến đấu đều sững sờ. Bọn họ tứ cố vô thân, lấy đâu ra viện quân? Bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy có thêm mưa nỏ mạnh nhắm vào một đỉnh núi khác. Triệu Bân ra tay hết sức quyết đoán, bày ra mấy ngàn xe nỏ, cũng hóa ra rất nhiều phân thân, mấy cường giả còn lại cũng hóa ra phân thân, mỗi phân thân điều khiển một xe nỏ, một khi đã nhắm trúng chỗ nào thì chỗ đó liền bị cuồng oanh loạn tạc. Hơn 10 đỉnh núi trong nháy mắt đã bị san bằng. Đám cường giả thi tộc bị oanh tạc bay tứ tung đầy trời, bị nổ chết một đống lớn, nhưng kẻ còn sống cũng mất đi tứ chi, ầm ầm rơi xuống đất trọng thương. Những kẻ khống chế đã chết, đám thi khôi đang công thành cũng ầm ầm ngã xuống đất, một công đôi việc. Đúng là vũ khí chiến tranh, lực sát thương vô cùng hung hãn. Giết! Mọi người hừ lạnh, đồng loạt đánh ra ngoài, mấy trưởng lão ma gia cùng ma sơn có tốc độ nhanh nhất. Mặc dù bọn họ từng đối địch với ma cung nhưng ở đây còn chưa tới phiên thi tộc dở trò lỗ mãng, nếu đã đều là truyền thừa của ma vực thì phải cùng nhau công phạt kẻ thù. Ma gia, ma sơn, thấy vậy, cường giả ma cung đều sửng sốt. Sau một hồi sửng sốt thì bọn họ lại cảm thấy ấm áp. Không ngờ bọn họ tranh đấu mấy ngàn năm nhưng vào thời khắc nguy cấp thì hai dòng truyền thừa kia lại ra tay tiếp viện. Lão già thối, vẫn còn sống à? Đại trưởng lão ma gia gầm lên trong lúc chém chết một cường giả chuẩn thiên của thi tộc. Đại trưởng lão ma sơn cũng không tệ, trước khi một cường giả chuẩn thiên của thi tộc kịp đứng vững thì đã bị kiếm của lão ta chém bay đầu. Còn sống. Giết hết cho lão phu. Nhìn thấy hai dòng truyền thừa cứu viện, đại trưởng lão ma cung cũng chấn chỉnh lại tinh thần, cầm huyết kiếm dẫn dắt cường giả ma cung giết ra ngoài thành, ân oán trước đây bỏ qua, đêm nay đồng lòng giết địch mới là chính đạo. Giết. Cường giả thành thiên thu cùng cường giả ma cung trong ngoài giáp chiến, đánh tan tác cường giả thi tộc. Đây không còn là đại chiến nữa mà là đơn phương tàn sát. Vốn dĩ chiến lực của cường giả thi tộc cũng rất mạnh. Nhưng bởi vì lúc nãy bọn chúng đã bị nỏ mạnh oanh tạc đến mức thương vong thảm trọng, phần còn lại cũng không ở trong trạng thái đỉnh cao, còn chưa kịp đứng vững thì đã bị chém bay đầu, chống lại một mình ma cung còn khó chứ đừng nói đến chuyện phải chống lại hai thế lực trong ngoài giáp chiến. Hơn nữa hầu hết cường giả chuẩn thiên của thi tộc đều đã bị giết ngay từ đầu. Chiến thắng đang ở ngay trước mặt vậy mà tình thế lại bị đảo ngược chỉ trong khoảnh khắc. Triệu Bân chưa tham chiến, vẫn còn đứng bên kia nuốt đan dược. Trước đó, hắn đã biến ra rất nhiều phân thân để điều khiển xe nỏ làm tiêu hao vô số chân nguyên cùng tiên lực. Chiến lực của hắn lúc này không thể so sánh với lúc trước, cho dù có đại địa linh mạch cuồn cuộn không ngừng bổ sung nhưng hóa ra nhiều phân thân một lúc cũng khiến cho hắn khá chật vật. Nhưng đấu pháp của hắn vẫn rất có hiệu quả. Gặp trận hình khổng lồ như vậy thì cuồng oanh loạn tạc là điều cần thiết. Đối phó với đám cường giả thi tộc thì càng phải làm như vậy. Đến. Sau khi nhét vào miệng một đống đan dược, hắn mới vác bá vương cung nhảy ra khỏi khu rừng. Nhưng còn không đợi hắn đáp xuống thì đã có một luồng sáng đen từ trên trời giáng xuống. Đó không phải là một tia sáng đen bình thường mà là một người áo đen. Vừa mới đáp đất thì đã gây ra một tiếng nổ lớn làm lan tràn tầng tầng ánh sáng đen ra mọi hướng. Những người đang chiến đấu như cường giả thành thiên thu, cường giả ma cung cùng cường giả thi tộc đều bị chấn bay ra ngoài. Trong số đó có cả Triệu Bân còn chưa kịp đáp đất cũng đã bị chấn bay. Ầm. Sau người áo đen thì lại có thêm một người áo tím từ trên trời giáng xuống, cũng gây ra một tiếng nổ lớn nhưng động tĩnh còn lớn hơn so với tiếng nổ mà người áo đen vừa gây ra. Tầng tầng ánh sáng lại lan tràn, mấy cường giả còn chưa kịp đứng vững thì lại bị chấn bay thêm một lần nữa. Ở khu vực đó ngay lập tức trở nên trống trải. Trong phạm vi trăm trượng, ngoại trừ những thi thể thì người sống đều bị thổi bay.
cảnh giới thiên võ. Lão tổ Bạch gia là người đầu tiên đứng ổn định, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không sai, người áo đen cùng người áo tím kia là hai cường giả thiên võ. Chính xác mà nói thì đó là hai thi khôi cảnh giới thiên võ, hai hốc mắt trống rỗng, thần sắc đờ đẫn, tuy xung quanh đang có cuồng phong gào thét nhưng vẫn không thể thổi bay cho bụi trên hai thi khôi này. Hai thi khôi đứng sừng sững như hai tượng đài sừng sững trong thiên địa, toàn thân bộc phát uy lực trấn áp của cường giả thiên võ. Thần sắc của các cường giả nhìn thấy cảnh tượng này đã khó coi tới cực điểm. Thi tộc cũng hết sức quyết đoán, vì muốn nuốt trọn ma cung mà động đến cả thi khôi cấp bậc thiên võ. Trước đó bọn họ không hề phát hiện. Lọc tép la Westme Lamy. Cho nên bây giờ mới trở tay không kịp. Thì khôi thiên dê tuy không phải là cường giả. Thiên và thật sự nhưng cũng không phải là thứ. Mà cường giả chuẩn thiên có thể so sánh được cơ. Đây có đến tận hai thi khôi thiên và hoàn toàn có. Thể đánh bọn họ thành cho bụi. Đám cường giả thi tộc cùng hết sức sửng sốt. Hiển nhiên bạn chúng cũng không biết phe mình. Còn cất giấu hai đại lão. Có thể khống chế hai thi khôi cấp bậc thiên võ thì nhất định cũng phải là một cường giả thiên võ của thi tộc, hoặc là cường giả chuẩn thiên đã chạm ngưỡng thiên võ. Chỉ cần hai thi khôi cấp bậc thiên võ này cũng đã đủ để trấn áp cục diện. Nếu vậy thì cũng đã đến lúc cục diện thay đổi. Lại là một trận chiến khó khăn. Thương khung cau mày quan sát tứ phương nhưng cũng không thể tìm thấy kẻ gọi ra hai thi khôi này. Giống như ông ta, mọi người cũng đang cau mày tìm kiếm. Nhưng vẫn không có ai tìm được. Có thể triệu hồi hai thi khôi cấp bậc thiên võ thì đối phương hiển nhiên không phải là người thường, nếu như quyết tâm ẩn thân, bọn họ tìm không được cũng là chuyện bình thường. Giết! Ngay lập tức tiếng hét giết chóc đã vang vọng đầy trời. Đó là mệnh lệnh tru sát của kẻ đã triệu hồi thi khôi thiên võ. Tất cả mọi người đều muốn tìm ra vị trí truyền ra thanh âm này nhưng tiếng hét giết chóc đó đột ngột xuất hiện đầy trời từ đông sang tây. Không thể nào xác định được vị trí chính xác của đối phương. Hai thi khôi thiên võ đã cử động, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Mọi người chia làm ba nhóm, một nhóm công phạt đám thi tộc còn lại, một nhóm chống lại thi khôi thiên võ áo đen, một nhóm chống lại thi khôi thiên võ áo tím. Đại chiến bắt đầu. Đám thi tộc còn lại ngăn không được công phạt, liên tiếp bị nhóm đầu tiên chém đầu. Nhưng hai nhóm còn lại thì hết sức chật vật. Mọi người vây công, hơn 30 cường giả chuẩn thiên vây công hai thi khôi thiên võ nhưng vẫn địch không nổi đối phương, đã không địch nổi còn bị chấn bay đầy trời, nội tình hùng hậu như lão tổ Bạch gia mà chúng một trưởng của thi khôi thiên võ cũng phải hộc máu giàn giụa, xương cốt trong cơ thể kêu lên răng rắc. Ngay cả lão tổ Bạch gia còn như thế thì cũng đừng nói tới những cường giả chuẩn thiên khác. Nội tình yếu như lão tổ Mộ gia còn suýt chút nữa bị đánh thành thịt nát. Làm gì vậy, lên đi. Thương khung quát lên nhìn Triệu Bân. Tên nhóc này có chiến lực không kém, còn có thể thi triển kỳ lân hóa. Triệu Bân không đáp, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm hai thi khôi thiên võ kia. Tuy chiến lực của hắn rất mạnh nhưng trong lúc này phải dùng chiến lược phù hợp thì tốt hơn. So với việc liều mạng chiến đấu với hai thi khôi thiên võ thì tốt hơn hết phải tìm được kẻ khống chế hai thi khôi này, chỉ cần diệt được kẻ đó thì thi khôi thiên võ sẽ tự mình sụp đổ. Vừa hay hắn cũng có năng lực tìm ra được kẻ đó, thiên nhãn của hắn đã mở ra và lóe lên ánh sáng huyền dị. Giữa thi khôi cùng kẻ khống chế có một sợi dây liên kết đặc biệt mà hắn có thể nhìn ra. Lúc này hắn đã nhìn thấy một tia sáng mỏng hơn sợi tóc liên kết giữa thi khôi cùng kẻ khống chế. Chỉ cần tìm được ngọn nguồn của tia sáng kia thì có thể tìm được nơi mà kẻ khống chế đang ẩn thân. Trong lúc hắn quan sát thì ma tử cũng đang quan sát. Hắn có thiên nhãn. Ma tử cũng vậy. Hắn có thể nhìn thấy thì ma tử cũng có thể nhìn thấy. Vừa nhìn thấy thì hai người cũng liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cùng nhảy vào trong một khu rừng, âm thầm tiến sâu vào trong. Trước khi đi Triệu Bân còn thu lại xe nỏ, nếu kẻ khống chế lộ ra sơ hở thì hắn cũng không ngại bắn chết đối phương, ngay cả cường giả thiên võ cũng không dám đối kháng nỏ mạnh, hắn không tin kẻ đó có thể đối kháng được. Không biết đến lúc nào thì hai người mới dừng lại. Ở ngay đằng kia. Cả hai đều nhìn vào một vách đá. Trên vách đá có một lối vào sơn động, ngọn nguồn của tia sáng nằm ngay trong sơn động này, nên kẻ khống chế đang ở bên trong. Khả năng ẩn thân của kẻ này rất tốt, hai người không thể cảm nhận được chút khí tức nào. Kẻ đó cũng rất bình tĩnh, gọi hai thi khôi cấp bậc thiên võ ra ngoài đánh nhau còn bản thân lại trốn ở đây nhàn nhã quan sát. Ra ngoài nào bảo bối của ta?
Triệu Bân rất tự giác lấy ra xe nỏ. Ma Tử cũng rất tự giác hóa ra rất nhiều phân thân, mỗi một phân thân đều điều khiển một xe nỏ. Trên xe nỏ đều đã gắn sẵn nỏ mạnh nhắm thẳng vào sơn động, chuẩn bị cuồng oanh loạn tạc, không tin kẻ kia có thể đối kháng nổi. Chỉ cần hai người phối hợp đủ ăn ý, một chiêu ma luân huyết tế phối hợp với thuấn thân tuyệt sát liền có thể chém bay đầu kẻ khống chế thi khôi. Bắn! Ma Tử phân thân quát lớn, mở cấm chế trên xe nỏ. Ngay lập tức mưa nỏ mạnh lại bắn ra, nỏ mạnh xé gió còn tạc ra ánh lửa. Hửm! Kẻ khống chế thi khôi ở trong sơn động cau mày thật chặt. Kẻ đó còn chưa kịp đứng dậy thì nỏ mạnh đã bắn tới rồi, lực xuyên thấu hết sức khủng khiếp, ngay cả vách đá của sơn động cũng bị bắn sụp đổ. Vèo! Trong lúc đất đá bay mịt mù, kẻ khống chế thi khôi đã thoát ra ngoài. Đó là một lão già tóc đỏ, mặc dù đã khoác hắc bào nhưng cũng không thể tránh khỏi pháp nhãn của Triệu Bân cùng Ma Tử. Muốn chết! Lão già tóc đỏ hừ lạnh tung ra một trường. Triệu Bân cùng Ma Tử đồng loạt tiến lên, một quyền một kiếm tiêu diệt trưởng ấn. Lão già tóc đỏ kêu rên rồi bị đẩy lùi từng bước, hai mắt của lão ta nheo lại nhìn chằm chằm vào Triệu công tử, nhận ra một quyền của hắn thật sự quá dũng mãnh. Lão ta vừa mới tung một trường hết 8 phần uy lực vậy mà vẫn có thể bị một quyền của tên này hóa diệt, về phần kẻ bên cạnh hắn thì rõ ràng chỉ là đánh hỗ trợ. Thời đại đã thay đổi rồi hay sao? Một võ tu cảnh giới địa tạng nhỏ nhoi mà cũng có chiến lược kinh khủng như vậy. Thảo nào lại trốn ở đây? Triệu Bân lẩm bẩm, tuy đối thủ rất cường đại nhưng không phải cường giả thiên võ, cũng không phải đã chạm vào ngưỡng thiên võ mà chỉ là cường giả chuẩn thiên đỉnh phong. Nguyên nhân chính là vì như thế cho nên lão ta mới không dám đi ra ngoài. Điều này thật kỳ lạ. Chỉ một cường giả chuẩn thiên đỉnh phong mà có thể điều khiển hai thi khôi thiên võ cùng một lúc sao? Hẳn là do huyết mạch đặc biệt, Ma Tử khẽ nói. Cũng đúng, Triệu Bân sờ cằm, đối phương có tóc đỏ, hiển nhiên là có huyết mạch đặc biệt. Tuy chưa biết là huyết mạch đặc biệt gì nhưng chắc chắn huyết mạch đó có liên kết với thuật trầm quan hỗ trợ cho lão ta khống chế được hai thi khôi thiên võ. Chuẩn bị, Ma Tử nhắc nhở. Luôn sẵn sàng, Triệu Bân cười nói. Bí pháp không gian. Ma Luân huyết tế. Ma Tử thầm nói trong lòng, mở ra cấm pháp thiên nhãn. Cùng lúc đó, giữa ấn đường của lão già tóc đỏ đã bốc lên một ngọn lửa màu đen. Hai mắt của lão già tóc đỏ khẽ nheo lại, đã trúng phải cấm pháp mà vẫn bình tĩnh, dường như lão ta đã biết đó là bí thuật gì và biết cả cách phá giải. Ma Luân huyết tế tuy mạnh nhưng cách phá giải cũng đơn giản. Lão ta phất tay lột bỏ phần da trên ấn đường của mình. Keng! Tiếng kiếm leng keng vang lên, huyết quang chói mắt hiện ra. Triệu Bân đã thi triển thuấn thân tuyệt sát ngắm chuẩn vào kẻ địch, một kiếm xuyên qua ấn đường của lão già tóc đỏ, động tác hết sức đơn giản hiệu quả, cách hai người phối hợp vẫn hết sức hoàn mỹ như trước. Lão già tóc đỏ ngay lập tức ngã xuống đất. Hai thi khôi thiên võ bên kia cũng đồng loạt ngã xuống. Không còn kẻ khống chế thì bọn chúng chỉ là hai khối thịt vô tri. Kiếp sau sống cho tốt. Triệu Bân thu kiếm, Ma Tử xắn tay áo, lão già tóc đỏ này là một nhân tài, chắc chắn trong người có không ít bảo bối, hai người tất nhiên không thể bỏ qua, động tác càn quét bảo bối hết sức thuần thục điêu luyện. Nhưng trong lúc bọn họ đang tìm kiếm bảo bối thì, lão già tóc để lại đột nhiên mở mắt ra, trong mắt. Lóe lên một tia ô quang, khóe miệng đầy máu cũng. Nhếch lên nở một nụ cười man dợ. Thấy vậy cả Triệu Bân lẫn Ma Tử đều sừng. Sốt. Trong nháy mắt liền có một tia hủy diệt bộc phát. Ra từ bên trong cơ thể của làn già tóc độ, âm khi. Cùng sát khi cuồn cuộn bùng lên, hai người Triệu. Bân đang ở ất gần lão ta cho nên không kịp. Phản ứng đồng loạt bị đánh bay ra ngoài. Sau đó còn có hai tia sáng phóng tới chỗ bọn họ. Phụt, phụt. Hai tia máu bắn lên hết sức chói mắt. Triệu Bân đẫm máu, cánh tay trái đã bị chặt đứt. Ma Tử cũng đẫm máu, cánh tay phải đã bị thổi bay. Hai người ngã xuống đất, không thể đứng vững, suýt nữa thì ngã quỵ. Ở phía đối diện, lão già tóc đỏ đã đứng dậy, thích ý vặn vẹo cổ, ấn đường bị Triệu Bân đâm xuyên đã khép miệng, máu tươi trở về lại bên trong cơ thể. Lão ta nở nụ cười âm trầm lạnh lẽo như ác quỷ nói, Ma Luân huyết tế. Thuấn thân tuyệt sát, thực sự làm cho lão phu bất ngờ. Bất diệt ma thân quyết. Ma Tử và Triệu Bân nheo mắt, chật vật cố đứng vững. Bọn họ chắc chắn không nhìn nhầm, lão già tóc đỏ này đã tu luyện bất diệt ma thân quyết. Nếu không thì lão ta cũng không thể nào cải tử hoàn sinh.
Chuyện này lại càng kỳ lạ hơn, một người thi tộc sao có thể biết được về bất diệt ma thân quyết. Chính vì bọn họ không ngờ đến chuyện này cho nên mới bị đánh trở tay không kịp. Sóng to gió lớn đều đã vượt qua, không ngờ đến vùng biển lặng lại lật thuyền. Đối phương quả nhiên là một nhân tài có thể khống chế hai thi khôi thiên võ, lại có thể tu luyện được bất diệt ma thân quyết, cho dù Hoàng Phi Vũ Linh có đến đây thì cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Thánh tử Thiên Tông lại đi cấu kết với dư nghiệt của ma vực, đúng là thú vị, lão già tóc đỏ mỉm cười nhìn về phía Triệu Bân nói, lão ta đã nhận ra thân phận của hắn thông qua thuấn thân tuyệt sát. Thảo nào hắn lại có chiến lực mạnh mẽ đến như vậy, hóa ra hắn chính là cơ ngân của Thiên Tông. Quả nhiên đúng như lời đồn, cái tên này chính là một yêu nghiệt nghịch thiên. Xa xa lại vang lên tiếng nổ lớn. Lão già tóc đỏ đã sống lại cho nên hai thi thôi thiên võ cũng ầm ầm đứng dậy. Các trưởng lão khác cũng giống như Triệu Bân và Ma Tử, bất ngờ không kịp trở tay. Trong lúc bọn họ đều đang tụ tập lại nghiên cứu hai thi khôi thiên võ thì hai thi khôi lại đột ngột đứng dậy khiến cho bọn họ bị chấn trở mình, có rất nhiều người trọng thương, lão tổ mộ gia thậm chí còn bị chấn tàn phế ngay tại chỗ. Bức ta đại khai sát giới. Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, lập tức thi triển kỳ lân hóa, ngay cả Ma Tử cũng được năng lượng kỳ lân bao phủ. Hình thể khổng lồ đến mức dọa người. Hắn vốn không nghĩ mình sẽ phải dùng đến năng lượng của kỳ lân. Tuy nhiên, lão già tóc đỏ cũng ra tay rất nhanh. Chuyện này kéo dài càng lâu thì phe mình sẽ bị giết càng nhiều. Mặc dù có hơn 30 cường giả chuẩn thiên nhưng cũng không đủ để cho hai thi khôi thiên võ kia tiêu diệt. Năng lượng bá đạo quá. Được bao phủ bởi năng lượng kỳ lân, hai mắt Ma Tử sáng ngời, huyết mạch sôi trào, phấn khởi vô cùng. Chờ tiểu hung hổ của hắn ta lớn lên thì hắn ta cũng có thể có được sức mạnh như thế này. Thánh thú kỳ lân quả nhiên danh bất hư truyền, lão già tóc đỏ âm trầm cười nói nhưng không hề tỏ ra sợ hãi, trong mắt của lão ta hiện lên sự tham lam tột độ, nếu như lão ta có thể bắt được cơ ngân rồi tách tiểu kỳ lân ra thì lão ta cũng có thể làm ký chủ của kỳ lân. Kết thúc rồi. Triệu Bân lạnh lùng nói, hắn đã dương cung cài tên, dùng thiên lực làm cung, dùng thiên lôi, huyền hoàng khí cùng thái âm chân khí làm tên, ba mũi tên hợp nhất được thêm vào năng lượng kỳ lân mang theo uy lực nghiền nát. Hắn không rảnh nhiều lời vô nghĩa, ra tay liền phải ra đại chiêu. Phải tiêu diệt sớm, tránh đêm dài lắm mộng. Không chỉ tiêu diệt mà còn phải đánh đối phương thành bụi, tránh để đối phương có thể sống lại lần nữa. Lão già tóc đỏ không nhúc nhích, chỉ khẽ nâng tay lên, năm ngón tay mở ra hướng về phía Triệu Bân. Hắn thấy có những bí văn màu đen đang lưu chuyển giữa lòng bàn tay, kỳ lạ hơn là còn có một vòng xoáy đang mở ra càng lúc càng lớn. Triệu Bân bắn ra một mũi tên đã dễ dàng bị vòng xoáy nuốt chửng, thậm chí một tia sáng nhỏ nhất cũng không thể xuất hiện. Bí thuật không gian. Triệu Bân giật mình, vòng xoáy đó không phải bí pháp bình thường mà là bí pháp không gian, mũi tên của hắn đã bị không gian nuốt chửng, không thể làm thương tổn được lão giả tóc đỏ một chút nào. Không hổ là đại lão của thi tộc, quả nhiên rất có tài năng. Một kẻ mạnh đến như vậy. Không chỉ có thể chiến đấu mà còn có thể tu luyện bất diệt ma thân quyết nhưng lúc trước lại trốn ở trong sơn động không tham chiến. Chẳng lẽ lại lấy dao mổ trâu giết gà? Đây chính là câu trả lời của lão già tóc đỏ. Cho dù là công phạt ma cung hay là giải quyết các cường giả khác thì lão ta đều rất lười ra tay. Lần này sở dĩ lão ta tham chiến là bởi vì thi tộc của lão ta không thể trấn áp được cục diện cho nên đại lão như lão ta cũng phải đi ra ngoài giải quyết cục diện rối rắm này thôi. Nhận lấy một trưởng của ta. Triệu Bân quát lớn một tiếng rồi tung ra một trưởng như núi lớn áp xuống, khí thế hết sức mạnh mẽ, trưởng ấn còn chưa kịp đáp đất thì mặt đất đã không chịu được áp lực mà nứt ra. Ánh mắt của lão già tóc đỏ lộ ra vẻ khinh miệt, lão ta giơ một tay lên trời đối kháng lại trưởng ấn nhưng vẫn có thể đứng vững, không chỉ như vậy, trong lòng bàn tay của lão ta còn hóa ra một lốc xoáy, bên trong lốc xoáy có lực cắn nuốt hóa diệt trưởng ấn khổng lồ của Triệu Bân. Muốn hút cả cánh tay kỳ lân của hắn vào. Triệu Bân vội vàng thu tay lại. Không thể tới gần vòng xoáy không gian đó bởi vì nó có thể nuốt chửng bất cứ thứ gì. Chỉ trong chốc lát mà không biết đã có bao nhiêu năng lượng kỳ lân đã bị vòng xoáy đó nuốt chửng. Bí pháp không gian của lão già tóc đỏ này chắc chắn là thiên phú truyền thừa của huyết mạch đặc biệt. Lão già này không phải là cường giả chuẩn thiên đỉnh phong bình thường, tà hồ hơn rất nhiều so với những gì mà hắn tưởng tượng. Không thể ngăn nổi nữa. Xa xa đã truyền đến tiếng gầm giống của đại trưởng lão ma gia. Triệu Bân liếc mắt nhìn,
có một thi khôi thiên võ đang đi về hướng này, mọi người đang cố hết sức chống lại nhưng không thể nào ngăn cản được, cho dù có thể ngăn cản cũng không ngăn cản được bao lâu, dù sao đó cũng là một thi khôi cấp thiên võ rất mạnh mẽ. Không cần suy nghĩ nhiều, Triệu Bân đã cắm kiếm xuống đất, thiên lôi trận. Hắn vừa dứt lời thì từ dưới mặt đất đã phóng ra rất nhiều lôi điện, bất cứ kẻ thù nào đứng trong phạm vi mấy ngàn trượng đều bị lôi điện công phạt. Hắn ở trong trạng thái kỳ lân hóa thi triển thiên lôi trận không chỉ có phạm vi lớn mà còn có uy lực sát thương cực mạnh. Chút tài mọn. Lão già tóc đỏ cười lạnh, bắt đầu kết ấn niệm chú biến ra một cỗ quan tài hư ảo bao phủ lấy toàn thân của mình tạo thành lớp phòng ngự. Lôi điện đánh vào cỗ quan tài như đánh vào sắt đá, gây ra thanh âm leng keng đinh tai nhức óc nhưng vẫn không thể đánh vỡ cỗ quan tài, chỉ có thể tạc ra ánh lửa lớn. Ông! Triệu Bân lấy ra cây đàn đá tấu lên khúc vô xương. Tiếng đàn mang theo cầm ý sát phạt, một kích liền có thể phá được quan tài hộ thể của đối phương, thậm chí dư âm của cầm ý còn khiến cho lão già tóc đỏ bị đánh lui về phía sau mấy bước, cả cơ thể bị rạch ra rất nhiều vết thương, y phục nhuộm đỏ màu máu. Có hiệu quả. Triệu Bân phất tay áo, càng đánh càng hăng. Cầm ý bá đạo càng lúc càng bộc phát ra sức mạnh hủy diệt. Lão già tóc đỏ đứng yên nở một nụ cười man rợ, chuẩn bị thi triển thêm một loại cấm pháp. Giữa ấn đường của lão ta khắc ra một bí văn cổ xưa, khí thế bạo tăng. Lão ta nâng hai tay lên hướng về phía Triệu Bân, bên trong hai lòng bàn tay đều có vòng xoáy không gian hiện ra và xoay tròn cực nhanh, hai vòng xoáy hợp làm một che chắn ở trước người lão ta. Cũng giống như lúc nãy, vòng xoáy không gian càng di chuyển thì lại càng trở nên lớn hơn. Cờ mí về hình đánh tới đều bị hút vào trong vòng. Xoáy không gian. Ma Từ giật giật khỏe miệng. Thật chết tiệt. Một chiêu có thể nuốt chửng cả thiên hạ hay sao? Chương mới có tại. Triệu Bân cũng rất bực mình. Lão ta có vòng xoáy không gian che ở trước người. Xem ra công phạt kiểu nào cũng không có hiệu. Đương nhiên hắn có tự tin có thể tiêu diệt được đối thủ, nhưng tình hình hiện tại của bọn họ rõ ràng là không có khả năng tiếp tục kéo dài trận chiến. Càng kéo dài thì mấy cường giả phe mình bên kia sẽ càng bị thương vong thảm trọng vì hai thi khôi thiên võ. Cẩn thận, Ma Tử đột nhiên nói. Vòng xoáy không gian của lão già tóc đỏ đã càng lúc càng lớn, tràn tới tận nơi này, lực cắn nuốt rất mạnh, hoa cỏ, cây cối, đá vụn, thậm chí cả khí huyết kỳ lân đang bộc phát ra ngoài cũng bị hút vào trong đó. Nguồn năng lượng bá thiên tuyệt địa của kỳ lân khi gặp vòng xoáy không gian cũng bị cắn nuốt, chỉ cần cho lão già tóc đỏ đủ thời gian thì đừng nói đến năng lượng kỳ lân, ngay cả hắn ta cùng với Triệu Bân cũng sẽ bị vòng xoáy không gian nuốt chửng. Đi! Triệu Bân vung tay đẩy Ma Tử khỏi năng lượng thể kỳ lân. Sau đó hắn liền bay lên trời. Đi! Lão già tóc đỏ quát lên một tiếng, cầm kiếm chỉ lên bầu trời. Vòm trời run lên sau đó lại hiện ra một vòng xoáy không gian vô cùng lớn ép xuống đỉnh đầu Triệu Bân. Triệu Bân thấy vậy liền vội vàng dừng lại. Hắn bay lên quá nhanh, suýt chút nữa là đã bay thẳng vào trong vòng xoáy không gian. Cho dù hắn chưa kịp bay vào nhưng tình cảnh cũng hết sức chật vật, khoảng cách giữa hắn và vòng xoáy không gian quá gần cho nên năng lượng của hắn đã bị hút vào không ít. Thân thể của hắn cũng bị mất cân bằng vì lực hút cực mạnh của vòng xoáy. Trong quá trình này, năng lượng kỳ lân không ngừng bị vòng xoáy hút vào khiến cho kỳ lân thể của hắn tiêu tan. Cho dù thi triển kỳ lân hóa cũng không ngăn cản được không gian cắn nuốt. Càng đừng nói tới hắn lúc này đã không còn trong trạng thái kỳ lân hóa nữa. Giờ phút này hắn đã trở thành một con trâu chấu yếu ớt không thể chống lại nổi lực hút của vòng xoáy không gian, hắn đã từng chiến đấu với rất nhiều kẻ mạnh nhưng lần này là bị ngã đau nhất, đối phương có thể làm tiêu tán thể kỳ lân của hắn một cách dễ dàng, khó trách lão ta lại có thể bình tĩnh như vậy. Vèo! Khoảnh khắc trước khi bị hút vào vòng xoáy không gian, hắn đột nhiên biến mất. Đối phương có vòng xoáy không gian thì hắn cũng có thuật triệu hoán ngược, cho dù đánh không lại vẫn còn có thể bỏ chạy. Trận pháp không gian. Lão già tóc đỏ thấy vậy thì cả kinh. Lão ta đã nhìn ra được nguyên nhân cho nên mới khó có thể tin được cơ ngân lại còn có con bài chưa lật này. Vòng xoáy không gian của lão ta cũng đã tan đi. Nói cách khác, lão ta không còn giữ được vòng xoáy không gian nữa. Bí thuật không gian tuy rằng ảo diệu nhưng cũng tiêu tốn rất nhiều sức lực, một cường giả chuẩn thiên đỉnh phong như lão ta cũng không thể chịu nổi lượng chân nguyên bị thao tổn. Mặc dù vòng xoáy không gian có thể tiêu diệt được trạng thái kỳ lân hóa của cơ ngân nhưng lão ta cũng đã rơi vào cục diện lưỡng bại câu thương. Tình trạng của tiền bối có vẻ không được tốt lắm. Từ trong rừng sâu,
Triệu Bân rút kiếm bước ra, cánh tay bị mất đã được tái tạo lại, những vết thương do không gian cắt phải lúc triệu hoán ngược cũng đều đã khép miệng, hắn có thể chắc chắn đối phương không thể thi triển ra vòng xoáy không gian được nữa. Nếu như dùng được liên tục thì lại chẳng dễ dàng quá. Cũng giống như thuấn thân tuyệt sát cùng thuật triệu hoán ngược của hắn đều có liên quan đến không gian, động lực khi thi triển thuấn thân tuyệt sát trong khoảng thời gian ngắn không thể thi triển lần thứ hai. Về phần thuật triệu hoán ngược thì cho dù hắn có tái sinh lực cũng không dám dùng thường xuyên bởi vì rất sợ bị không gian cắt phải. Bí thuật không gian của lão già tóc đỏ cũng có đạo lý tương tự. Vòng xoáy không gian không phải tự nhiên xuất hiện, bí pháp càng bá đạo thì lượng chân nguyên tiêu hao càng lớn, không có đủ chân nguyên và khí lực thì cho dù có muốn cũng không thi triển ra nổi. Đã không dùng được thêm lần nữa mà sức mạnh còn bị tiêu hao. Đủ để giết ngươi rồi. Lão già tóc đỏ hừ lạnh, nhanh như chớp bắn ra một tia sáng mang lực xuyên thủng cực mạnh. Triệu Bân không hề né tránh, dùng thân đối kháng, trên ngực bị chọc ra một lỗ máu. Đã bị trúng một đòn thì nhất định phải trả lại cho thích đáng, một quyền cực mạnh của hắn đã đánh bật đối phương. Cường giả chuẩn thiên thì thế nào, cũng không thể chịu đòn giỏi như hắn, bị một quyền oanh tạc mạnh đến mức xương cốt kêu răng rắc. Nhìn nét mặt của lão già tóc đỏ vô cùng vặn vẹo liền biết lão ta đang đau đến phát khóc. Lão ta đã quá xem thường cơ ngân, khi giáp chiến lão ta quả thật không thể đánh lại hắn. Đã không đánh lại thì số phận của lão ta sẽ hết sức thê thảm. Triệu Bân giỏi nhất là giáp chiến, một khi bị hắn tiếp cận thì sẽ bị lãnh chọn đấu chiến thánh pháp, không chỉ công phạt mạnh mẽ mà còn hết sức nhanh chóng, khi ra đòn còn không quên lột sạch quần áo của đối phương. Nhân tiện còn có đủ thời gian để dán lên người đối phương vài lá bùa nổ. Đây là đấu pháp mà Triệu Bân luôn luôn dùng tới. Chiến đấu với một kẻ không biết võ đức như hắn thì không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. Diêm La mặt quỷ chính là một ví dụ điển hình, bây giờ vẫn còn đang bị treo ở thành Thiên Thu hoài nghi nhân sinh. Chắc là mát lắm. Ma tử thấy vậy liền tặc lưỡi đầy ý tứ. Tốt xấu gì cũng là một lão tiền bối thế mà lại bị một tên tiểu bối không biết võ đức lột sạch, chỉ còn lại mỗi một cái quần cộc hoa. Nhưng hắn ta vẫn phải nói. Làm tốt lắm. Á, lão già tóc đỏ gầm lên phẫn nộ, đầu tóc bù xù. Lão ta đã bị đánh rất thảm, một bước thất thủ liền thua cả ván cờ, có gầm giống lớn hơn cũng vô dụng, lão ta bị đánh liên tục đến mức đứng không vững, mỗi một lần định phản công đều bị đối phương mạnh mẽ đánh gãy. Bị bước đến phát điên, lão ta lại bắt đầu hiến tế tuổi thọ, mở ra một cấm pháp khác. Cấm pháp của lão ta chính là một nguồn năng lượng huyết mạch mạnh mẽ trấn bay Triệu Bân. Nổ. Khi bị chấn bay ra ngoài, Triệu Bân liền quát lớn một tiếng. Nói nổ liền nổ, lão già tóc đỏ còn chưa kịp đứng vững thì đã bị nổ bay lên trời, máu tươi xối xả tuôn xuống, trong máu tươi còn có lẫn từng khối thịt nát. Rõ ràng là lão ta đã bị nổ đến mức không còn ra hình người nữa. Nhân cơ hội này một kiếm giết chết. Triệu Bân định thân, chém ra một kiếm lôi phong. Nhưng một kiếm của hắn còn chưa trúng vào lão già tóc đỏ thì trước mắt đã có một bóng người khác xuất hiện. Đó chính là Thi Khôi Thiên Võ áo đen đã lao ra cản trở đường kiếm của Triệu Bân, sau đó còn mạnh mẽ tung một chưởng đánh Triệu Bân bay ngược ra sau. Giết, giết hắn cho ta, lão già tóc đỏ rít gào. Nhận lệnh, Thi Khôi Thiên và nhanh như chớp. Thuần thân tới trước mặt Triệu Bân, không cần bé. Pháp gì khác, chỉ cần tung ra một chưởng đơn. Giản cùng đã mang đủ lực hủy diệt. Triệu Bân biết mình không thể đã được một chương này nếu như trúng mục tiêu thì hắn chắc chắn sẽ chết, chương mới có tại. Nhưng hắn cũng không muốn đối kháng với một chương này, hắn đã sớm mở ra thiên nhân nhằm vào lão già tóc độ, trùng hợp đồng lực của hắn vẫn còn đủ để thi triển thuật di thiên hoàn địa thật. Xin lỗi lão già tóc độ trước vậy. Phụt, con rối cảnh giới thiên võ rơi xuống. Lão già tóc đỏ bị chém chết ngay tại chỗ. Lão ta rất mờ mịt, bỗng dưng bị hoán đổi vị trí với cơ ngân khiến lão ta vô cùng chấn động vì thủ đoạn của đối phương. Hóa ra con mắt thiên nhãn của cơ ngân còn có cả chức năng này, đúng là bẫy người ta mà. Lão ta chưa bị cơ ngân đánh tàn phế, thế mà bị con rối cảnh giới thiên võ của chính mình chém đứt thành hai nửa. Lão ta đổ ầm xuống đất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cùng số phận đổ gục xuống còn có hai con rối thiên võ. Còn định tái sinh à? Triệu Bân và Ma Tử một đông một tây, ai nấy xách theo kiếm vây quanh thi thể của lão già tóc đỏ băm chém loạn xạ, chỉ mong có thể băm lão ta thành thịt vụn.
hết cách rồi, ai bảo lão ta có bất diệt ma thân quyết cơ chứ? Không băm lão ta nát nhừ ra, sớm muộn gì lão ta cũng tái sinh được. Lão già tóc đỏ tái sinh cũng không thành vấn đề, nhưng hai con rối mà lão ta thao túng rất đáng sợ. Đám đông cường giả bị đấm cho sống dở chết dở, hai người cũng bị thương rất thê thảm, không thể hứng chịu thêm đòn tấn công nào nữa. Á! Đống máu thịt của lão già áo đỏ nhúc nhích, phát ra tiếng gào thét. Nhưng lão ta không thể tái sinh được nữa, có hai tên xúc sinh đang băm băm chém chém kia, sống lại được mới là lạ. Ma luân huyết tế. Ma tử thét lên, cố gắng khôi phục đồng lực, tuy không đủ lắm, nhưng vẫn gắng gượng dùng được cấm pháp. Ta thiêu chết ngươi luôn. Khỏi phải nói, ngọn lửa đen ngòm của hắn ta rất hữu hiệu, một khi đã cháy thì càng cháy càng đượm, không hề đau đớn, nhưng cháy gọn hết xác thịt của lão già tóc đỏ. Có bất diệt ma thân quyết cũng chẳng tác dụng gì, huống hồ hai người kia vẫn còn chém kia. Họ thực sự coi lão ta như nhân thịt, băm thành thịt băm nhuyễn. Không biết từ bao giờ, tiếng la thảm thiết tắt ngúm. Lão già tóc đỏ quy tiên rồi, không biết là bị chém thành cho bụi hay là bị thiêu thành cho bụi. Lão ta chết đến mức không thể chết thêm được nữa, cũng buồn bực đến mức không thể buồn bực hơn được nữa. Lão ta là một đại tướng trong thi tộc, có thể điều khiển hai con rối cảnh giới thiên võ, sở hữu bất diệt ma thân quyết và bí pháp không gian, thế mà bị hai tên võ tu địa tạng xử lý. Đến chết rồi, lão ta vẫn không dám tin. Trận đánh vốn tưởng sẽ toàn thắng, vậy mà thành ra thế này. Phù! Triệu Bân thu kiếm, ngồi phịch xuống đất. Ma tử ho ra máu, lảo đảo trong thoáng chốc rồi cũng ngồi xuống thở hồng hộc. Gặp phải lão làng của thi tộc, đánh đấm tốn sức ghê. Ôi! Triệu Bân không ngừng thở dài. Ma tử cũng thế. Huyết mạch của lão già tóc đỏ không yếu, bị đánh thành cho bụi đúng là lãng phí. Nếu có thể luyện được năng lượng trong huyết mạch của lão ta thì nhiều đất dụng võ lắm, bất kể là để tiểu kỳ lân nuốt hay để tiểu hung hổ nuốt, đều là một lần may mắn. Thế nhưng, lão ta có thể khải tử hoàn sinh, một khi lão ta sống lại, cho dù bị phong ấn lại vẫn có thể điều khiển được hai con rối cảnh giới thiên võ kia. Họ chịu không nổi nữa, thế nên mới phải tiêu diệt tận cùng đấy. Không lâu sau, các lão bối chạy tới, lảo đà lảo đảo. Liếc mắt nhìn sang. Chỉ thấy thê thảm thôi, ai nấy máu me đầm đìa be bét, bị hai con rối cảnh giới thiên võ kia đấm cho không phân biệt nổi đông tây nam bắc, thấy hai người còn sống mà thở phào một hơi dù mặt mũi tái nhợt. Ai cũng đi dạo một vòng quanh quỷ môn quan. Đến bây giờ trái tim bé nhỏ vẫn còn đập thình thịch. Cũng may Triệu Bân chạy tới, nếu không chẳng thể tưởng tượng nổi hậu quả. Những người nghĩ lại vẫn thấy sợ nhất là cường giả bên trong ma cung. Cũng may mà có tiếp viện. Đội hình chi viện còn rất hùng hậu, nếu không, ma cung chắc chắn sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Đừng nói tới cường giả thi tộc, chỉ cần hai con rối cảnh giới thiên võ kia cũng đủ đánh họ ra bã rồi. Cứu ma cung của ông rồi, báo đáp thế nào đây? Đại trưởng lão Ma Gia và đại trưởng lão Ma Sơn cùng xách hũ rượu, sau khi nhấp một hớp mới nhìn về phía đại trưởng lão ma cung. Ánh mắt của đại trưởng lão ma cung rất kỳ lạ. Trước đó chiến sự cấp bách. Ông ta không nghĩ gì tới chuyện khác. Bây giờ cuộc chiến kết thúc, họ mới nghiêm túc suy xét. Ma Gia và Ma Sơn quanh năm đối đầu, không biết đã kết thành liên minh từ bao giờ, thêm cả thánh tử của Thiên Tông hóa ra cũng là một thành viên của liên minh này. Các cường giả khác cũng rất hỗn loạn, có Bạch Gia từ Nam Vực, có Mộ Gia từ Thành Mộ Quang, có Tư Đồ Gia, có Đao Vô Ngân của Trấn Ma Ti. Rốt cuộc đây là tổ hợp gì chứ? Có biết vị này là ai không? Tam trưởng lão của Ma Gia rất tự giác dịch chuyển Thương Khung tới vị trí dễ thấy nhất, sau đó còn tiện tay kéo luôn hắc bào của Thương Khung xuống. Các cường giả ma cung trông thấy mà nhíu mày. Nói thực lòng, gương mặt này rất quen thuộc, giống với một vị ma tướng nào đó. Ma tướng thứ 6 dưới trướng ma quân, Thương Khung. Không đợi đám đông lên tiếng hỏi, đại trưởng lão Ma Gia đã mở miệng rồi. Nghe vậy, Đao Vô Ngân giật mình. Ông ta gia nhập vào thành Thiên Thu, nhưng không biết thân phận của Thương Khung, hóa ra ông ta là ma tướng dưới trướng ma quân, chẳng phải đã bị chôn từ 8.000 năm trước rồi ư. Thế mà vẫn còn sống. Đến ông ta còn như thế, các cường giả của ma cung càng thêm sững sờ. Đao Vô Ngân khó lòng tin nổi, họ cũng chẳng khác gì. Thương Khung ngồi khoanh chân, lặng lẽ vuốt râu, phong phạm dần tiến tới cảnh giới cao nhất. Cường giả của ma cung nhìn cường giả của Ma Sơn và Ma Gia bằng ánh mắt thăm dò.
Cường giả hai nhà không nói năng gì. Im lặng tức là ngầm thừa nhận. Chuyện dính dáng tới lão tổ, họ không dám đùa cợt. Tham kiến tiền bối. Các cường giả ma cung đồng loạt đứng dậy, cung kính hành lễ. Nội chiến thì nội chiến chứ lão tổ vẫn phải nhận, cho dù đây là thủy tổ của Ma Sơn. Lão phu định hợp nhất năm mạch. Thương Khung điềm tĩnh nói, lời nói rất uy nghiêm. Các cường giả ma cung đưa mắt nhìn nhau rồi lại quỳ một chân và khấu đầu, dường như họ không có lý do gì để từ chối, cũng không dám từ chối. Nếu dám nói không, tiếp theo sẽ là một trận huyết chiến. Đối phương sở hữu đội hình hùng hậu, tiêu diệt dòng nhánh của ma cung không khó. Tất nhiên, họ cũng không phải vì tình thế, mà là thật lòng quy thuận. Cùng một gốc gác cả, hà tất phải tương tàn. Quanh năm nội chiến, họ cũng mệt lắm rồi. Ma tướng thứ 6 chính là nhân vật tầm cỡ lão tổ, để ông ta tới thu dọn tàn cục, quá mức hợp lý. Nơi này không an toàn, chuyển nhà thôi, Thương Khung lại nói. Chuyển tới đâu, các cường giả ma cung Lý Nhí hỏi. Núi Bất Tử. Núi Bất Tử. Yên tâm, an toàn hơn nơi này nhiều. Trưởng lão của Ma Gia và Ma Sơn cùng nở nụ cười thần bí. Trưởng lão ma cung không từ chối, ba dòng nhánh tập hợp lại, đùm bọc lấy nhau. Lão đầu, nhà ngươi có đèn trường minh không? Thấy trưởng bối đã bàn bạc xong, Triệu Bân mới chen vào. Các cường giả Ma Gia đồng loạt nhìn sang. Nói thật lòng, sắc mặt họ có vẻ xa sầm khi nhìn Triệu Bân. Nếu tin đồn không sai thì thánh tử ma khôi của nhà họ bị cơ ngân tiêu diệt. Tất nhiên là có khúc mắc, nhưng họ cũng không phải người quá cổ hủ. Nhưng nếu ma khôi không chọc giận cơ ngân, hắn ta cũng không bị tiêu diệt. Đúng là thế sự vô thường. Người tiêu diệt thánh tử của nhà họ lại là ân nhân cứu mạng của họ. Đêm đó nhánh của Ma Sơn cũng từng có tâm lý như vậy, thời gian lâu dần, chỉ đành mỉm cười cho qua ân oán thôi. Nếu có trách, phải trách thánh tử nhà họ chọc phải người không nên chọc. Không có. Qua hồi lâu mới thấy đám đông lắc đầu. Gì mà đèn trường minh, chưa từng nghe thấy bao giờ. Triệu Bân tỏ ra tiếc nuối. Trong lúc họ nói chuyện, Tiểu Hung Hổ lại chạy ra, tung tăng nhảy nhót. Trông thấy nó, các cường giả ma cung sững sờ. Đây là Thái Thượng Hung Hổ mà, mặc dù vóc dáng hơi nhỏ, nhưng họ vẫn nhận ra. Sao có thể như thế được, ma khôi chết, Hung Hổ làm sao có thể sống được. Nói ra cũng dài lắm, Triệu Bân trầm ngâm. Nếu nói ra dài quá thì thôi đừng nói nữa. Nào, đại trưởng lão ma cung bế Tiểu Hung Hổ chạy thẳng tới cổ thành của ma cung. Đám đông không hiểu, lục tục đi theo. Ở bên này, cổng thành của ma cung mở ra. Đối với Ma Gia và Ma Sơn, ma cung này không có nhiều khả năng phòng thủ, nếu không nhờ hai nhánh tới chi viện, ma cung đã bị tiêu diệt từ lâu rồi. Đại trưởng lão ma cung đưa Tiểu Hung Hổ tới một địa cung. Triệu Bân và đám đông cũng tiến vào theo. Địa cung không quá nhỏ, bên trong ẩn chứa một linh trì, tiên lực tràn trề, mây mù vấn vít, bầu không khí mông lung, hàm chứa sức mạnh dồi dào. Đây là Ma Tử Ngờ Vực. Tinh thú từ thú nguyên, từ thời tổ tiên đã không còn. Nơi này được nuôi dưỡng hàng trăm năm là để chuẩn bị cho Hung Hổ. Đại trưởng lão ma cung mỉm cười, trước đó chỉ đợi thánh tử quay về ma vực sẽ để Hung Hổ dùng tới, không ngờ ma khôi chôn thân ở di chỉ. Bọn ta cho rằng Hung Hổ đã chết rồi, cũng không ngờ nó vẫn sống, phen này hấp thu cũng không muộn. Thế này, ngại lắm. Ma tử nói thì nói vậy chứ tay chân rất thành thật, hắn ta đón lấy Tiểu Hung Hổ, một tiếng ném nó vào linh trì. Nuốt đi, nuốt đến chết thì thôi. Ăn thứ này có thể cao lớn, đợi lớn lên rồi, ta sẽ dẫn người đi làm mầu. Các cường giả ma cung trông thấy mà khóe miệng. Giật giật. Trong trí nhớ của họ, thánh tử ma gia không. Phải người như thế. Bây giờ gặp lại, sao có vẻ thiếu liêm sự thế nhỉ? Nghĩ vậy, đám đông nhìn về phía Triệu Bản. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, chắc hẳn là do. Tên này dậy hư. Triệu công tử rất tiến tới, hắn khoanh tay đi dạo trong địa cung, nhìn cái này ngó cái kia. Trong địa cung lớn như vậy, ngoài linh trì kia ra chắc hẳn vẫn còn các báu vật khác, phải tìm thử xem sao. Còn về phía tinh túy thú nguyên, dường như nó chỉ có tác dụng với Hung Hổ, Tiểu Kỳ Lân của hắn không phải không nuốt được, nhưng tác dụng không nhiều. Rừ, rừ. Tiến vào linh trì, Tiểu Hung Hổ cực kỳ hăng hái, nuốt lấy nuốt để không hề khách sáo. Vóc dáng của nó nhỏ, nhưng mỗi khi hút một phần tinh túy lại cao lớn thêm một chút,
sức mạnh cũng tăng thêm một bậc. Khá lắm. Đại trưởng lão Ma Gia mỉm cười, con hổ này có tiền đồ. Các cường giả cũng vuốt râu, thu hồi ánh mắt, ai nấy khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm trị thương. Trưởng lão Ma Cung không nấn ná lâu, vội vàng ra ngoài. Chuyện chuyển nhà cần nhanh chứ không chậm trễ được, phải khẩn trương thu dọn hành lý. Không ai trong Ma Cung phản đối chuyện di rời. Thi tộc chịu thiệt, tuyệt đối sẽ không buông tha, họ sẽ còn đến nữa. Dưới ánh trăng, Ma Cung bận tíu tít. Nếu đã phải chuyển nhà thì thứ gì đem đi được sẽ mang đi hết, thứ gì không mang đi được thì tiêu hủy ngay tại chỗ. Dưới địa cung, Triệu Bân lôi ra tài vật của lão già tóc đỏ, tự mình kiểm đếm. Nói thế nào cũng là lão làng của thi tộc, rất giàu có, trên người toàn báu vật, đặc biệt nhất là thanh kiếm, không hề tầm thường, chắc hẳn đã luyện chế rất nhiều năm, dấu ấn cực mạnh, tôi luyện một hồi mà không luyện hóa được. Cũng không sao. Đợi quay về rồi luyện hóa chỉ là vấn đề thời gian. Kiểm đếm bảo vật xong, hắn mới đứng dậy, nhìn qua tiểu hung hổ rồi mới chạy về phía hai con rối thiên võ. Lão già tóc đỏ đã chết, hai con rối trở thành vật vô chủ. Giống như phù nhàn vậy, hai con rối này không phải con rối tầm thường, mà là con rối đã được luyện hóa. Thương Khung cũng có mặt, ông ta đang ngồi xổm xuống nghiên cứu. Trông có vẻ như ông ta cũng muốn điều khiển hai con rối này. Nhìn ra được thứ gì rồi, Triệu Bân cũng ngồi thụp xuống. Thương Khung rất lúng túng, đến tận bây giờ vẫn chưa nhìn ra điều gì. Không nghiên cứu ra được cũng đúng thôi. Bí pháp làm con rối của thi tộc đâu dễ phá giải như vậy. Nhưng ông ta có rất nhiều thời gian nghiên cứu, một khi phá giải được, thế thì ghê gớm lắm. Con rối cấp thiên võ, dẫn ra ngoài đi dạo, oai phong phải biết. Ông ta nghĩ kỹ rồi, nếu có thể điều khiển được. Trước hết phải đấm cho Triệu Bân một trận nhớ đời. Mau mau mau. Cổ thành của Ma Cung vô cùng náo nhiệt, ai nấy bận rộn thu dọn hành lý. Thực ra tài vật rất dễ mang theo, ví dụ như đền đài lầu các mất rồi cũng có thể xây lại, khó là khó ở trận pháp. Tiền bối của Ma Cung đã vận hành chúng mấy ngàn năm, có những hàm nghĩa của trận pháp đã thất truyền, rất khó phục dựng. Trưởng lão của Ma Cung dốc hết sức lực để sao in, cố gắng mang đi. Họ cần thời gian. Thương Khung thấu hiểu lòng người nên cho họ thời gian. Dù sao thì tiểu hung hổ cũng cần thời gian để dung hòa tinh túy, các cường giả cũng cần thời gian trị thương. Người cười gì? Trong địa cung, Triệu Bân và Thương Khung đang trụng đầu nghiên cứu con rối thiên võ. Triệu Bân thì ổn, còn Thương Khung dù chưa nghiên cứu ra điều gì, nhưng chỉ nghĩ tới việc điều khiển con rối đập Triệu Bân đã bất giác bật cười, khiến Triệu công tử liếc xéo. Bởi vì nhìn đã biết ông ta chẳng nghĩ được chuyện gì tốt đẹp. Triệu Bân bỏ đi, tới bên cạnh linh trì. Ma tử vẫn còn trông chừng ở đó, hai mắt sáng ngời ngời. Tiểu hung hổ cực kỳ hoan hỉ, nó giống như một con cá lội bị bõm trong hồ nước, hấp thu tinh túy của thú nguyên, vóc dáng đang lớn dần, sức mạnh cũng đang tăng thêm, đến cả tiếng gầm gừ cũng trầm và vang hơn khá nhiều. Đợi khi nó lớn lên, chúng ta sẽ luyện thử, ma tử mỉm cười. Đừng có chơi dại, Triệu Bân nói với vẻ đầy kiêu ngạo, dù cho hắn ta có hung hổ hóa thì cũng không đánh lại được hắn. Ma tử không phục, cứ muốn phải tìm cơ hội thử sức. Từ khi quen biết Triệu Bân, ngày nào hắn ta cũng nghĩ đến việc làm sao để đánh đối phương một trận. Nói thật, ý nghĩ đó rất nguy hiểm. Triệu Bân rời khỏi đó, tìm đến một nơi yên tĩnh, quay mặt vào tường minh tưởng, hay nói đúng hơn là ngồi thiền. Hắn minh tưởng gì chứ? Hắn suy nghĩ về bí pháp không gian, cũng tức là vòng xoáy không gian mà lão tóc đỏ đã dùng. Đó đúng là một bí thuật lợi hại. Hắn đã từng đánh nhau với rất nhiều người nhưng không có bao nhiêu kẻ đấu tay đôi với hắn trong trạng thái kỳ lân hóa. Người này đặc biệt khác, không ngờ lại phá được kỳ lân hóa bằng không gian, nếu như tìm được bí pháp vòng xoáy không gian thì nhất định sức chiến đấu của hắn sẽ tăng vọt. Nhưng, hắn ngồi thiền rất lâu mà cũng chưa tìm ra được manh mối. Vì hạn chế trong huyết mạch sao? Trong lòng Triệu Bân nghĩ như vậy, bí pháp không gian của lão tóc đỏ là thiên phú của truyền thừa huyết mạch, nếu không có được huyết mạch kia thì sẽ khó hiểu được nguyên lý, nếu muốn nghiên cứu từ con số 0, khả năng thành công vẫn có nhưng phải tốn rất nhiều thời gian, giống như thiên nhãn thuấn thân, triệu hồi ngược hướng. Nói theo cách của Nguyệt Thần, người phàm rất khó có thể hiểu sâu về không gian, loại phép tắc này bị giới hạn, đến võ đạo còn chưa hiểu hết được thì nghĩ gì đến không gian. Không biết đến lúc nào các cao thủ mới thức giấc.
các tiền bối đều không rảnh tay, đến ma cung để giúp đỡ, giúp khắc lại trận vân, đến lúc về sẽ bố trí trận pháp ở thành Thiên Thu để tăng khả năng phòng ngự, lỡ sau này thành Thiên Thu có bị bại lộ thì cũng có thêm được một tầng bảo hộ. Có sự giúp đỡ của các cao thủ, trận vân đã được khắc lại nhanh hơn. Có vài loại trận vân mà họ không đem đi được là phải trách họ không đủ hiểu biết về trận pháp. Một lúc sau thì có dị tượng xuất hiện trên trời. Đấy là dị tượng của hung hổ, sau khi nó hấp thụ tinh túy từ thú nguyên thì đã lột xác, mới có một năm thôi, nó đã trải qua hai lần sinh tử. Người xưa nói rất hay, đại nạn không chết, ắt có hậu phúc, nó đã lột xác khi được niết bàn. Khá lắm. Triệu Bân mỉm cười, ngước đầu nhìn lên trời. Tiểu Kỳ Lân cũng nhảy ra, so về dáng dấp thì có vẻ như hung hổ đã lớn hơn nó rồi. Đến đêm thứ ba, mọi người mới khởi hành. Cả đoàn người ngựa hùng hổ tiến thẳng về núi Bất Tử. Còn hai nhánh nữa. Thương Khung khoanh hai tay, ngồi trên lưng một con diều hâu, miệng lẩm bẩm suốt dọc đường, chỉ còn lại ma quật và ma điện nữa thôi thôi. Ông ta đã từng hỏi trưởng lão của ma cung, họ không biết xào huyệt của hai nhánh này ở đâu, chỉ biết có một cái ở Đông Hải và một cái ở Tây Nhạc, nhưng Đông Hải và Tây Nhạc rộng thênh thang, muốn tìm ra được bọn họ chẳng khác gì mò kim đáy biển. Giữa đường, Triệu Bân đi về hướng đế đô. Mấy ngày sau, ở núi Bất Tử có kẻ chửi thề. Cũng như Ma Gia, Ma Sơn và Bạch Gia, khi người của Ma Cung vào núi Bất Tử, nhìn thấy thành Thiên Thu, vẻ mặt ai cũng ngạc nhiên, không kẻ nào ngờ trong núi này lại có huyền cơ. Chuyện làm cho họ kinh ngạc nhất là thân phận của Cơ Ngân, mẹ kiếp, không ngờ hắn là Triệu Bân. Hắn đúng là một người bản lĩnh, Tử Y Hầu tìm hắn khắp nơi mà hắn lại lẻn được vào Thiên Tông. Còn trở thành thánh tử Thiên Tông, hắn đã tránh được đại trận soát hồn bằng cách gì? Tất cả đều đã rõ ràng. Người cứu Đan Phượng Phù Dung là Triệu Bân, hắn đã thoát ra khỏi hình tháp như thế nào? Người của Ma Cung choáng váng vì biết được quá nhiều bí mật. Ngoài kinh ngạc ra thì bọn họ còn khá yên tâm. So với thành cổ của Ma Cung thì có vẻ chỗ này an toàn hơn, tập trung rất nhiều cao thủ, lại còn có huyền cơ núi Bất Tử và thành Thiên Thu bảo vệ, ai dám đến gây rắc rối. Đợi toàn bộ quật khởi, năm nhánh thống nhất, họ sẽ tính sổ từng tên một. Bên này, Triệu Bân cũng đã đến đế đô. Vừa hay đúng vào sáng sớm, đế đô vốn náo nhiệt, giờ lại càng náo nhiệt hơn bởi sự xuất hiện của hắn. Đã mấy ngày rồi không nhìn thấy hắn. Rất nhiều người liếc mắt, ánh mắt không che giấu được sự kinh sợ, đến cả mấy lão tiền bối cùng vậy. Thánh tử Thiên Tông xuất thân nhập quỷ. Mang đậm sắc thái thần thoại, những chuyện hắn làm đều động trời, chẳng hạn như giết hết nhân tài của các nước lũ cờ ma vực, lừa giết trăm vạn đại quân ở biển quan ác chiến với gia tộc siêu cấp ở Nam Dục. Bất cứ chuyện nào cũng là việc mà những người khác không làm được. Người nói xem có phải kẻ xông vào hình tháp là hắn không? Người bị điên à, hắn rảnh quá hay sao mà đi làm mấy chuyện đó? Lời của Ân Minh mà người cũng tin à? Mọi người tụ lại với nhau, bàn tán xôn xao. Chuyện cũ xảy ra gần một tháng trước đây lại được mọi người lôi ra bàn tán. Trên thực tế, cái gọi là chuyện cũ đó vẫn chưa kết thúc, Tử Y Hầu đâu có muốn bỏ qua, ngoài mặt thì đã dừng tay nhưng lại âm thầm lục soát khắp nơi, lão nắm binh quyền trong tay, ai mà biết người này đã điều đi bao nhiêu cao thủ. Lúc đi ngang qua lầu xanh, Triệu Bân còn liếc mắt nhìn. Trước đây, mỗi lần về đế đô, hắn đều sẽ đến đây, không phải đến để ăn cơm và uống bia ôm. Mà là đến để nhìn lén hình tháp. Bây giờ đã cứu được mẹ ra khỏi hình tháp rồi, hắn không cần phải lén la lén lút nữa, mà hắn cũng chẳng còn cảm giác lo lắng, nếu có ai dám gây rắc rối cho hắn, hắn cũng sẽ không ngại nện cho tên đó một trận. Lúc hắn đang nhìn thì có một tên chọc đầu từ trong đó bước ra. Là Hồ Lai, quần áo xốc xếch, trán và mặt còn dính đầy dấu son, ai nhìn thấy cũng phải ngó một cái, đã nói là xuất gia. Không gần nữ sắc mà sao lại chạy đến lầu xanh thế kia. Tóm lại, là một tên hòa thượng trăng hoa. Da mặt của Hồ Lai cực kỳ dày, hắn ta lại không cho là như vậy. Trong chuyến đi đến ma vực, hắn ta đã đánh mất 50 năm tuổi thọ, không chừng sẽ về với đất mẹ ngày nào không hay. Nhân lúc còn có thể đi lại thì phải vận động nhiều hơn. Đừng thấy hắn ta lớn tuổi vậy mà lầm, còn sung sức lắm, chỉ có vấn đề là mỗi lần xuống giường thì chân hơi mỏi thôi. Triệu Bân không nhìn nữa mà sải bước rời đi. Đập vào mắt hắn là một người áo đen, đấy là một ông già với tu vi không tầm thường. Thánh tử, thế tử nhà ta có lời mời, người áo đen nói. Ông ta vừa nói vừa chỉ về quán rượu ở cách đó không xa.
Thánh tử trong lời nói của ông ta chính là ân minh. Không rảnh. Triệu Bân lạnh lùng đáp rồi bỏ đi, không phải hắn sợ mà là không thèm quan tâm. Đây là đế đô, nếu như ở bên ngoài thì không cần ân minh đến mời, hắn cũng tự động qua tìm, không đánh hắn thành cho thì không xong chuyện. Đèn Trường Minh, người áo đen lại nói thêm một câu. Ông ta vừa thốt ra thì Triệu Bân liền dừng lại, mắt sáng rỡ lên. Thánh tử, mời, người áo đen đưa tay ra mời. Triệu Bân không nói gì, hắn thật sự đã qua đó. Hắn chau mày, ánh mắt bất định, rõ ràng ân minh biết hắn đang tìm đèn Trường Minh nên mới có tình nói ra cái cớ này. Phải thừa nhận là hắn thật sự động lòng, nếu thật sự có thể moi được tin tức của đèn Trường Minh từ miệng của ân minh thì qua đó một chuyến cũng chả sao. Hắn vào trong quán rượu thì đi thẳng lên tầng 3. Trong căn phòng sang trọng nhất, ân minh đã bày sẵn một bàn tiệc. Người áo đen dẫn người đến rồi lui ra, không quên đóng cửa lại. Triệu Bân đứng vững lại rồi nhìn quanh. Uống rượu hàn huyên thôi mà, không cần căng thẳng vậy đâu. Ân minh cười nham hiểm. Cẩn thận vẫn hơn, Triệu Bân tùy tiện trả lời rồi tiếp tục nhìn quanh. Hắn vừa quan sát vừa hỏi, nghe nói người có đèn Trường Minh à? Không nhắc đến đèn Trường Minh thì ngươi chịu đến sao, ân minh cười châm biếm. Nói thật, hắn ta cũng không biết đèn Trường Minh là thứ gì, chỉ biết đó là món đồ mà Triệu Bân đang tìm mà thôi. Nhưng không ngờ nhắc đến đèn Trường Minh thì Triệu Bân lại đến thật. Vậy ngươi có hay không, Triệu Bân mỉm cười nhìn ân minh. Có hay không thì phải xem Triệu huynh đây có nể mặt hay không nữa, ân minh phất nhẹ chiếc quạt xếp. Cả đại hạ đều biết ta họ Cơ, tên Cơ Ngân. Ta không dám nhận tiếng Triệu huynh của ngươi đâu. Triệu Bân kéo ghế, ngồi xuống rồi lấy thau ăn cơm ra, có người mời cơm thì đương nhiên hắn sẽ không khách sáo. Chỉ hai chúng ta thôi, cần gì diễn nữa chứ? Ân minh cười nham hiểm, nói, ngươi lừa được người đời nhưng không lừa được ta đâu. Ta thật sự khâm phục sự gan dạ của Triệu huynh, dám lẻn vào Thiên Tông lại còn dám xông vào hình tháp. Có thể ăn bậy nhưng không thể nói bừa được đâu. Triệu Bân đã động đũa và bắt đầu ăn. Lúc ăn hắn cũng chịu yên phận mà còn nói, chẳng phải ta chỉ thắng ngươi có một lần à, ngươi cũng không cần phải bám giết lấy ta mãi vậy chứ. Nếu muốn đánh nhau thì có thể hẹn đánh thêm trận nữa, chứ cứ nghĩ đến việc gán tội danh cho ta thì mất phong độ lắm. Triệu huynh, nếu nói chuyện kiểu đó thì không thú vị nữa rồi. Ân minh mỉm cười và nói. Nếu ta là Triệu Bân thì sẽ bị sét đánh, Triệu Bân nói rất mạnh miệng. Sấm sét cứ hay nổi lên vào những lúc như thế khiến người ta không kịp trở tay. Triệu Bân liếc lên trời. Ông trời cũng rảnh thật, cứ thích phối hợp với hắn. Nếu lần nào cũng linh nghiệm như thế thì chắc hắn đã thăng cấp lên cảnh giới chuẩn thiên rồi. Đến ông trời cũng không nhìn được mà còn không chịu thừa nhận à, ân minh mỉm cười, nhìn Triệu Bân. Hâm à, Triệu Bân ở đâu ra? Triệu Bân ngậm một miệng cơm rồi nói tiếp, tối đó... Có lẽ kẻ xông vào hình tháp là người của phủ đại tế ti. Có thể cầm lệnh bài, cướp phù dung, rồi giấu đi Triệu Bân, vậy mà còn tự ăn cướp tự la làng, chiều này của các ngươi cao tay thật. Ngươi, phủ đại tế ti chơi trò dương đông kích tây nhưng chỉ có thể lừa được Tử Y Hầu thôi, không thể lừa được ta. Triệu Bân nói liên tục, lập luận đâu ra đó, ta thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc Triệu Bân đã cho nhà các ngươi bao nhiêu tiền và bảo bối mà lại khiến các ngươi chịu đối đầu với Tử Y Hầu. Còn không tiếc giá nào để dựng lên một màn kịch lớn, nếu không phải nhờ thánh tử ta lanh trí thì suýt chút tin rồi. Hắn nói với vẻ hùng hồn và khẳng khái. Mặt ân minh đầy vẻ giận dữ. Đừng nói hắn ta, đến cả cửu vĩ tiên hồ trong người hắn ta cũng mở mắt, không ngủ nữa, lườm Nguyết Triệu Bân một cái thật bén. Tên này giỏi bịa chuyện đấy, nói dối mà không đỏ mặt, nếu chẳng phải biết là Triệu Bân trước thì nó cũng tin mất rồi, kỹ thuật diễn xuất giỏi vậy mà, muốn không tin cũng khó. Thằng nhãi, dám gài ta à? Triệu Bân thầm cười lạnh lùng. Ân minh muốn tìm hắn hàn huyên là giả, gài hắn mới là thật. Trong căn phòng đó không có cơ quan, nhưng lại có một người khác, là ai chứ? Là Tử Y Hầu, lão tưởng đâu mình đã ẩn núp rất kỹ nhưng lại không thoát khỏi được cảm giác của hắn. Ân minh muốn gài hắn tự thú nhận trước mặt Tử Y Hầu. Vậy hắn cứ tương kế tự kế thôi. Ai gài ai cũng chưa biết à nha. Họa thủy đông dẫn. Hắn cũng lành nghề lắm. Ta còn có việc, đi trước đây, Triệu Bân đứng dậy. Diễn xong kịch và ăn xong cơm rồi, hắn phải tới chỗ khác lượn thôi. Còn về đèn Trường Minh, chắc ân minh cũng chẳng có và chắc cũng không biết ở đâu,
lần này chỉ là gạt hắn thôi. Kỹ năng diễn xuất của hắn rất đạt. Rõ ràng biết Tử Y Hầu ở đó nhưng lại tỏ ra như không có gì. Ngươi chính là Triệu Bân, vậy mà còn muốn đi nữa à? Ân Minh hét lớn, tiến lên chặn Triệu Bân lại. Triệu Bân diễn kịch thì hắn ta cũng vậy thôi. Trước đó còn một tiếng Triệu Huynh, hai tiếng Triệu Huynh, giờ thì đã dứt khoát lật bài ngửa, vẻ mặt trở nên đầy dữ tợn, nói hắn ta là một con sói đội lốt người thì cũng không quá. Bị ta vạch trần âm mưu nên muốn giết ta diệt khẩu sao, Triệu Bân cười lạnh lùng. Ta giết ngươi, Ân Minh chẳng thèm nói lời thừa thãi nữa, cũng không muốn giải thích, lập tức đánh ra một chưởng. Tưởng cơ ngân này lành tính lắm à? Ánh mắt Triệu Bân trở nên lạnh lùng, hắn tung ra hám sơn quyền. Ân Minh thổ huyết ngay tại chỗ, xương vai bị đánh gãy, nếu không dùng đến cửu vĩ hóa thì thực lực cũng chẳng ra gì. Keng! Triệu Bân lập tức rút kiếm và ra đòn chí mạng. Là do An Minh thích tìm cảm giác mạnh trước nên hắn cũng không ngại đại khai sát giới, gào, theo sau tiếng kiếm là tiếng hồ ly gầm lên, Triệu Bân đã dùng thuần thân tuyệt sát, còn An Minh thì dùng cửu vĩ hóa. Hay nói cách khác, là cửu vĩ hồ chủ động cửu vĩ hóa. Không thể không dùng, vì nếu không dùng thì Ân Minh sẽ bị giết ngay lập tức. Ân Minh không theo kịp thuấn thân, nhưng nó thì có thể, bởi vậy mới dùng cửu vĩ hóa để phòng ngự. Ầm, bùm, cửu vĩ hóa quá lớn, quán rượu không chứa nổi nên đổ vỡ cả, nóc nhà bị văng ra xa, gạch ngói, gỗ nát, trụ cột bay khắp nơi, những người đang ở trong quán rượu cũng bị liên lụy, phần lớn đều bị chôn vùi đến hộc máu. Không phải tất cả mọi người đều có thể chịu nổi uy áp của cửu vĩ, những người đi trên phố cũng bị liên lụy theo, đang đi ngon lành, tự nhiên quán rượu đổ sập, đập lên mặt khiến ai cũng ngỡ ngàng. Vẫn chưa kịp đứng vững thì đã bị khí áp thì cửu vĩ hất bay lộn nhào. Phố phường nhộn nhịp bỗng trở nên hỗn loạn. Đương nhiên nhân vật chính là Triệu Bân cũng tả tơi. Cửu vĩ rất giỏi, có thể đuổi sát nút khi hắn dùng thuấn thân. Vì vậy, hắn khó có thể giết chết Ân Minh bằng một kiếm. Tử Y Hầu vẫn là người rất có tài phán đoán, nhân lúc hỗn loạn lão đã chạy ra ngoài, nếu như giờ mà bị trúng đòn thì sẽ rất xấu hổ. Cửu vĩ. Người đời kinh ngạc, nhận ra Ân Minh ngay lập tức. Vì nhận ra hắn ta nên mặt ai cũng tối sầm, đúng là ăn ở không, ở đế đô mà cũng dám dùng cửu vĩ hóa, hơn nữa còn là trong quán rượu, có biết người đông thì dễ xảy ra án mạng không? Mọi người nhìn sang người đứng trước mặt Ân Minh và lại một lần nữa kinh ngạc. Đấy là cơ ngân. Vậy thì không còn vấn đề gì nữa rồi. Hai tên đó có thủ với nhau, không thể gặp nhau, hễ gặp nhau là sẽ phải đánh nhau. Ở đế đô mà cũng đánh nhau thì có hơi sức sược rồi, không coi pháp tắc ra gì à. Âm, bùm. Lúc mọi người đang nhìn thì hai người họ đã bắt đầu đánh nhau. Không khó để nhận ra, Triệu công tử hoàn toàn nằm ở thế hạ phong, Ân Minh có thể dùng cửu vĩ hóa nhưng hắn thì lại không thể dùng kỳ lân hóa. Trong trận chiến ở Ma Cung, sức mạnh của kỳ lân đã bị không gian nuốt chửng, đến nay vẫn chưa hồi phục. Nhưng cũng không sao. Hắn có tiên lực hộ thể. Không chết được. Nếu như đã không chết được thì cứ chơi lớn một trận luôn. Hắn đánh mấy hiệp thì quay đầu bỏ chạy vừa không quên hét cứu với. Chạy đi đâu? Ân Minh nghiến răng nghiến lợi, đuổi theo mãi không chịu thôi. Hắn ta nhìn ra rồi, Triệu Bân không thể động tới kỳ lân hóa. Đây là một cơ hội tốt để truy kích và tiêu diệt hắn. Cho dù bên trên điều tra, vẫn còn ông nội đỡ cho hắn ta mà. Họ định giết luôn cả hắn ta chắc. Đùng, binh. Triệu Bân trốn đi không đáng kể, hắn ta đuổi theo ở phía sau cũng không đáng kể. Nhưng nếu ở trong trạng thái cửu vĩ thì động tính của hắn ta sẽ rất lớn, giẫm một cái là cả tòa lầu gác sụp đổ, có khí vận bá đạo lan ra khắp nơi, dư chấn khiến bụi bay mù mịt khắp một khu phòng ốc. Mẹ kiếp! Tiếng mắng chửi vang lên, đa số là mấy lão già tính tình khó ở, hoặc là đang bày quầy ở đó, hoặc đang uống rượu. Hoặc đang tán gái, vô tình hứng chịu hậu quả, mặt mũi dính đầy bụi bặm. Trông thấy kẻ gây họa là Ân Minh, họ càng tức đến mức không biết chút giận vào đâu. Họ vốn không ưa gì tên này, phen này nhìn thấy càng thêm tức tối. Ông nội đại tế ti thì ghê gớm lắm hả, người phách lối quá rồi đấy. Giết! Ân Minh không thèm ngó ngàng, chỉ mải truy sát. Không hề kiêng nể gì mà gây ra động tĩnh lớn như thế, đủ biết hắn ta muốn giết Triệu Bân tới mức nào. Soạt, Triệu Bân chân tay nhanh nhẹn, chui tọt vào một phủ đệ. Hắn rất biết tìm nơi để trốn, bao nhiêu phủ đệ,
nhưng hắn ta cố tình chui vào Ngô gia. Hắn vào cũng được thôi, nhưng cửu vĩ ân minh cũng đuổi theo, động tĩnh cực kỳ lớn, mỗi bước nện xuống làm sập không biết bao nhiêu căn phòng. Quét sạch mại dâm nè. Cho người bắt dâm nè. Triệu công tử vẫn còn ghim thù đấy, nếu không hắn sẽ không chạy tới Ngô gia. May mà Ngô Khởi không có mặt, nếu không chắc chắn sẽ buột miệng chửi thề. Trên thực tế, Ngô gia cũng bắt đầu chửi bới rồi. Soạt. Bẫy xong một hộ, Triệu Bân quay đầu chạy tiếp. Trùng hợp làm sao, phủ đệ của Tử Đô ở ngay bên cạnh Ngô gia, hắn tự giác nhảy vào trong. Cửu vĩ ân minh đuổi theo như hình với bóng, lập tức lao vào, giơ chân dẫm cho đại cổ điện của Tử gia nát bấy. Khốn kiếp! Tiếng gào rú giận dữ của Tử gia bị nhấn chìm ngay lập tức. Cùng bị nhấn chìm với tiếng gào là nhóm trưởng lão Tử gia, họ đang hội họp trong điện mà. Đợi khi họ bò ra, Triệu Bân đã trốn rồi. Bẫy được Tử gia và Ngô gia, làm sao có thể thiếu được Mộ Dung gia. Ba nhà này thân thiết như anh em, khoảng cách không hề xa. Ân Minh vùng trưởng về phía Triệu Bân, Triệu công tử ngắm rất chuẩn, trưởng này rơi thẳng vào Mộ Dung gia, không lệch đi đâu được. Đùng. Ân Minh đuổi theo phía sau, giẫm một phát cực kỳ bá khí. Toi rồi, từ đường tế tổ của Mộ Dung gia bị hắn ta giẫm thành bình địa. Dừng tay. Tiếng quát nạt vang lên, các cường giả của Hoàng Ảnh vệ nhào tới. Bảo vệ trị an của đế đô là nhiệm vụ của họ, tất nhiên cũng là do vâng mệnh Tử Y Hầu. Triệu Bân không thèm để ý, chỉ mải trốn. Ân Minh cũng không để tâm, hắn ta điên cuồng truy sát. Một khi đã phát cuồng, người ta còn biết ai với ai. Cơn giận đè nén tích tụ trong lòng bao nhiêu ngày cuối cùng cũng bộc phát vào hôm nay, Ân Minh đã mất hết lý trí. Náo nhiệt đây. Đế đô triệt để náo nhiệt rồi đây. Từ trên trời nhìn xuống, cửu vĩ Ân Minh vô cùng nổi bật. Nơi nào hắn ta ngang qua cũng biến thành một đống hỗn độn, từng tòa lầu gác bị dẫm nát, từng khu nhà ở đổ sập vì dư chấn, người trên đường phố cũng rất nhếch nhác. Bẫy được Mộ Dung ra rồi, Triệu Bân nhắm tới mục tiêu tiếp theo. Phủ đệ của Pháp Sư Hộ Quốc cách đó không xa, bốn lão già đó cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì, trước đó lúc soát hồn từng khiến hắn sống dở chết dở. Nếu không nhờ Nguyệt Thần cơ trí chuẩn bị sẵn một bộ phim dài tập thì hôm đó hắn tiêu đời rồi. Hôm nay hiếm được lúc hoành tráng thế này, đâu thể không tới tìm họ quậy một trận. Cứu mạng với. Triệu Bân lăn lê bò lết chui vào phủ đệ của Pháp Sư Hộ Quốc. E là bốn lão già kia không có ở đây, không thấy họ ló đầu ra. Nói cho đúng hơn, họ đang bế quan. Tận đến khi Ân Minh xông vào mới khiến họ giật mình thức tỉnh, ai nấy lao ra khỏi địa cung. Đập vào mặt họ là một mảng nóc nhà bay ra vì xung động của Ân Minh, không hề sai lệch, đập thẳng về phía họ. Càn quấy! Bốn đại pháp sư giận dữ, tiếng hét vang trời. Hóa ra là ở nhà à? Đây là tiếng lòng của Triệu công tử, nhắm thẳng vào bốn người kia. Cùng lao tới còn có cửu vĩ Ân Minh, bốn lão già này vốn đã chật vật, lại bị bụi bặm phủ đầy người. Trong lúc bế quan bị làm phiền nên họ rất giận dữ, phủ đệ còn bị phá cho tanh bành. Lửa giận chỉ thiếu chút nữa đã bốc lên ngùn ngụt. Giết! Ân Minh gầm gào, quơ bàn tay về phía Triệu Bân. Triệu Bân vọt thẳng lên trời, lôi kiếm Long Uyên ra chỉ lên bầu trời. Lão phu không ra oai, người tưởng ta là con chuột nhất hả? Hôm nay là một ngày đẹp trời, trên trời có sấm sét. Có sấm sét là có sự hỗ trợ, hàng triệu tia sét cháy xèo xèo tụ lại trên kiếm Long Uyên. Ân Minh trông thấy mà biến sắc. Cửu vĩ hồ trông thấy mà suýt tè ra quần. Sấm sét là một thứ vũ khí hung hãn, lần trước chúng bị sét đánh vẫn còn ám ảnh. Thiên phạt, lôi đình vạn cân. Triệu Bân thét lên, nhát kiếm đột ngột giáng xuống. Hắn như vị thần sấm, điều khiển sấm sét, chỉ đâu đánh đó. Sấm sét đùng đùng giáng xuống. Ân Minh vẫn còn đang tung tăng bị sét đánh chính diện. Cảm giác bị sét đánh chẳng ra làm sao, Ân Minh lảo đảo. Thể sức mạnh cửu vĩ hồ khổng lồ bị chém cho nứt ra từng tấc một, có dấu hiệu nổ tung, sức mạnh cửu vĩ cũng bị sấm sét sói mòn hết. Ân Minh trước đó còn ngang ngược ngông cuồng lập tức bị đánh cho ôm đầu chạy chối chết. Đi đâu hả? Triệu Bân đội sấm sét trên đầu, đuổi theo không chịu thôi. Người trong thiên hạ trông thấy mà hoảng loạn tránh né, chỉ sợ Triệu Bân đánh trượt. Đùng, binh, đế đô im lặng chưa được một lát đã lại náo nhiệt. Và lại động tĩnh còn lớn hơn ban nãy, không biết bao nhiêu đình đài lầu gác sụp đổ.
Điều khác biệt ở chỗ, lần này người bị truy sát là Ân Minh. Đưa mắt nhìn ra, đó là một cảnh tượng rất châm biếm. Cửu vĩ hóa hả, sức mạnh ngùn ngụt, sừng sững như núi, thế mà bị cơ ngân bé như con kiến đuổi đánh. Vẫn là sấm sét hữu dụng hơn. Khỏi phải nói chứ, đánh hay lắm. Đánh chết hắn ta đi. Không ít người âm thầm chửi mắng, âm thầm khen ngợi Triệu Bân. Nhìn từ đằng xa, nhiều người trèo lên nóc nhà, cầm theo kính viễn vọng, đóng vai một khán giả trung thành, hóng chuyện không sợ chuyện chưa đủ rắc rối. Ai nấy hai mắt sáng ngời, thấy Ân Minh bị đuổi theo mà phấn khích. Cho ngươi vênh váo khệnh khạng nữa đi, nhìn xem, bị đánh rồi kìa. Xét về phong phạm, thánh tử của Thiên Tông vẫn hơn, dù không dùng kỳ lân hóa vẫn xử đẹp được Ân Minh dùng cửu vĩ hóa, nhìn thôi cũng thấy bổ mắt rồi. Đùng, đùng uỳnh uỳnh. Tiếng nổ của sấm sét vọng khắp bầu trời. Hôm nay ông trời cùng rất nề mặt, sấm sét rất có phân lượng Triệu Bân cùng không sợ lớn chuyện, cử đánh chết hắn ta mới thôi. Ân Minh cực kỳ thê thảm, thể sức mạnh bị sét đánh sơ xác. Với tình hình này, hắn ta sẽ bị sấm sét trên bầu trời đánh thành tro bụi mất. Cứu ta! Tiếng gào của Ân Minh là tiếng gào phát ra từ tận linh hồn. Có lẽ vì chạy quá gấp gáp nên tên này không chọn đường, chui tọt vào phủ Tử Y Hầu. Thấy vậy, Triệu Bân cực kỳ phấn khích. Trước đó khi bị Ân Minh truy sát, hắn đã muốn tới phủ Tử Y Hầu bẫy một phen. Bây giờ hắn ta đến rất đúng lúc, nếu đã đến phủ đệ này rồi, hắn sẽ không khách sáo. Khi chém Ân Minh, hắn không quên hỏi thăm phủ của Tử Y Hầu. Sấm sét trên trời mà, cũng có lúc đánh lệch chứ. Đòn đánh lệch của hắn khiến phủ Tử Y Hầu dính trưởng. Này thì từng tòa cung điện, này thì từng khu lầu các, tất cả bị sét đánh đến mức mái ngói tung bay. Phụt, phụt, người trong phủ cũng chẳng khá hơn là bao. Sự tích nằm không cũng trúng chiêu trong truyền thuyết chắc là để nói về họ đấy. Đang yên đang lành ở trong phủ đệ mà còn bị sét đánh, biết tìm ai để đòi công bằng đây. Thêm lần nữa nào. Triệu Bân khẽ hừ, lại thêm một đống sấm sét rội xuống. Ân Minh hộc máu, thể sức mạnh cửu vĩ bị hủy hoại mất một nửa. Đùng. Đại điện trong phủ của Tử Y Hầu cũng ầm ầm đổ sập. Không phải địa giới nhà mình nên Triệu Bân không thương tiếc, nếu đủ lực, nếu hắn đủ thời gian, hắn có thể san bằng toàn bộ đế đô của đại hạ. Thiên uy rất hữu dụng mà, sấm sét của thiên uy càng hữu dụng. Dừng tay. Đúng lúc này, tiếng thét vang lên, truyền đi khắp đế đô. Các lão làng của đế đô ra tay rồi, họ đánh thức trận pháp của đế đô. Trên trời mây đen vần vũ, dưới đất có hoa văn trận pháp tung bay. Bốn xung quanh có từng trụ sáng vọt thẳng lên trời, cắm vào tầng mây. Triệu Bân trông thấy mà nhướng mày, lại là tiên trận này, tuy đã sứt sẹo, nhưng vẫn có sức mạnh hủy diệt. Phong! Tiếng hô đồng loạt vang lên khắp nơi. Dứt lời, một luồng sáng tiên từ trên trời rọi xuống. Vùng trời đó đã thành cấm địa. Thanh kiếm mà Triệu Bân giơ lên rừng khựng giữa bầu trời. Người cùng chịu cảnh bị phong ấn còn có Ân Minh, cửu vĩ hóa đã tan đi, hắn ta cũng bị phong ấn không nhúc nhích được. Bấy giờ, tiếng nổ mới chấm dứt. Hai người ngoan ngoãn lắm, bị giam cầm trên một đống đổ nát. Đúng vậy, phủ của Tử Y Hầu đã biến thành một đống hoang tàn, nhìn đâu cũng thấy nhếch nhác. Nguy hiểm quá. Triệu Bân lầm bầm, nghĩ mà thấy sợ. Hắn đã đánh giá thấp đại hạ, cũng đánh giá thấp đế đô, hóa ra nó còn có tiên trận này. Thử nghĩ mà xem, nếu như đêm đó, khi hắn xông vào hình tháp, đế đô cũng dùng trận pháp này để bắt giữ mình, hắn sẽ không chạy ra nổi. Trên thực tế, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, họ sẽ không dùng tới trận pháp này. Còn về đêm hôm đó, không ai nghĩ rằng hắn có thể thoát ra khỏi hình tháp nên mới không nhúng tay vào. Phải biết rằng, hình tháp cũng có tiên trận. Nhưng kết cục khiến người ta trợn mắt há miệng, thế mà hắn thoát ra được. Vì thế, các lão làng của đế đô từng âm thầm chửi mắng một phen, có mỗi một người mà cũng không bắt được, đúng là phế vật. Nói tóm lại, Triệu Bân có thể thoát ra khỏi hình tháp, đúng là cực kỳ may mắn. Tất cả mọi người đã đánh giá hắn quá thấp mới khiến kết cục trở nên lúng túng như vậy. Chậc chậc chậc, bên ngoài đống đổ nát là những tiếng chặc lưỡi cảm thán. Người hóng chuyện không sợ chưa đủ rắc rối, bóng người lố nhố đen kịt. Một tòa phủ đệ đẹp đẽ, lại còn là phủ Tử Y Hầu, thế mà bị Triệu Bân và Ân Minh phá thành một đống đổ nát. Bắt giữ cho ta.
Tử Y Hầu giận dữ giống lên, dẫn đầu hoàng ảnh vệ lao tới. Các cường giả trong phủ lảo đảo bước tới, vây quanh hai người này. Thấy đống đổ nát này mà bước chân của Tử Y Hầu cũng không vững. Đây là phủ đệ của lão đấy, vậy mà còn bị đánh thành thế này. Lão với Ân Minh đúng là bát tự không hợp mà, tính đi tính lại, hai người hợp tác đủ ba lần. Lần đầu dùng đại trận soát hồn, mất hết thể diện, lần thứ hai đưa cho hắn lệnh bài, phù dung bị cướp mất, đây là lần thứ ba, hợp lực lừa cơ ngân, chẳng lừa ra được thứ gì, còn khiến phủ đệ bị san phẳng. Đau. Dạ dày đau quặn lên. Từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đau. Triệu Bân thấy thế mà cười khẩy trong lòng. Lừa. Cho ngươi lừa ta nữa nè. Đây chỉ là lợi tức thôi, lần sau đến nữa, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Ngươi đáng chết. Tử Y Hầu giận dữ, vung trưởng về phía Triệu Bân. Thế nhưng, một trưởng của lão chưa kịp giáng xuống đã bị một luồng sáng trắng đẩy lùi. Là bốn pháp sư hộ quốc hùng hùng hổ hổ chạy tới. Mọi chuyện còn chưa rõ ràng mà, không thể giết người bừa bãi. Tên này là thánh tử của Thiên Tông, là trưởng giáo của Thiên Tông trong tương lai, giết hắn rồi thiên hạ sẽ đại loạn. Dám dùng vũ lực trong đế đô, đúng là to gan. Tiếng quát tháo vang dội, lại thêm một đám người dẫm lên đống đổ nát. Hóa ra là gia chủ từ các gia tộc cùng mấy lão già bị vạ lây, ai nấy xách theo binh khí chạy tới. Thiên Tông cũng có người tới. Dương Huyền Tông, Linh Lung và các trưởng lão tề tựu. Đi cùng với họ còn có cả Vân Yên, cô ta vốn đang ngồi thiền tu luyện ở Thiên Tông, không ngờ đồ đệ mang đến cho cô ta một niềm vui bất ngờ, dám đánh nhau với Ân Minh ở đế đô, còn dùng cả sấm sét. Người không kịp đề phòng còn có Dương Huyền Tông. Suốt dọc đường chạy tới đây, họ trông thấy nhiều phòng ốc đổ sập, khả năng phá hoại lớn tới cỡ nào. Đúng thật là, không thể để cơ ngân chạy ra ngoài được. Đi đến đâu cũng gây ra động tĩnh đến đấy. Người đâu rồi? Tiếng hét chưa ngừng lại, liên tục có người chạy tới. Ngoài mấy người đã kể bên trên, các lão bối cũng tới khá đông đủ, thân phận ai cũng tôn quý. Cảnh tượng náo nhiệt như vậy đâu thể thiếu được ân chú. Cháu trai của lão ta không chỉ là kẻ ăn hại, mà là cực kỳ ăn hại. Cơ ngân, lá gan của ngươi to thật, dám dùng tới sấm sét ở đế đô, ân chú hét ầm lên. Ân Minh ăn hại gây họa cho gia đình tạm thời không nhắc đến, lão ta giơ tay lên định giết Triệu Bân. Coi ta là vật trang trí à? Dương Huyền Tông hừ một tiếng, chắn trước mặt Triệu Bân. Sức chiến đấu của trưởng giáo Thiên Tông không yếu, một trưởng đẩy lùi ân chú. Các trưởng lão cũng đồng loạt lao lên, phản rồi chứ gì, thánh tử Thiên Tông ta mà ông cũng dám động tới. Đùng! Các cường giả của phủ đại tế ti cùng nhạc nhạc lên. Bầu không khí dương cung bạt kiếm chỉ cần một lời không hợp sẽ hẹn nhau ra đánh cường giả càng nhiều, khi thế càng mạnh. Bầu không khí ở nơi này thoảng chốc trở nên đè nên đến cực độ. Bốn vị pháp sư hệ quốc hầm hừ, cường ép chen vào, ngăn cản ân trúc. Hắn càn quấy hỗn xược, giết hắn đi chứ. Ân Minh phát cuồng lên, gào thét như một con chó điên. Tiền bối Minh dám, là hắn tìm ta gây rối trước, Triệu Bân không hề chùn bước mà bắt đầu mắng chửi không ngừng. Đã bảo sẽ mời ta uống rượu, nhưng hắn định giết ta diệt khẩu, đã thế còn mở cửu vĩ hóa. Ta không thể đứng im cho hắn giết, đúng không nào? Hắn đuổi ta, vãn bối phải trốn thôi. Đánh không lại hắn thì đành phải dùng sấm sét. Xét cho công bằng, ta chỉ phòng vệ chính đáng. Ngươi, muốn đánh thì cứ nói thẳng, thế mà ngươi chơi trò nham hiểm với ta. Ngươi, không coi trọng võ đức, ngươi sớm muộn gì cũng bị báo ứng. Ngươi. Chủ của cửu vĩ thì ghê lắm à, còn dám hù dọa ta. Đoạn đối thoại này có vẻ tức nghẹn, chỉ ít thì các lão già nghe vào mà thấy rất tức nghẹn. Ân Minh nhà người ta còn chưa nói được một câu đàng hoàng đã bị ai đó đối lại từng câu, không thể mở miệng nổi. Ta, phụt, Ân Minh hộc máu, cũng không biết vì quá tức quá nghẹn hay vì vết thương quá nặng, hắn ta phun máu rất nhiều, lảo đảo đứng không vững suýt nữa thì cắm thẳng đầu xuống, đợi khi đứng vững thì lại hộc máu thêm lần nữa. Người của Thiên Tông trông thấy mà thầm nghĩ bốn chữ, lòng ta thấy mừng. Ân chú trông thấy mà nổi lửa trong lòng, cháu trai kém cỏi quá, mắng lại hắn đi. Người trung lập thì khoanh tay. Chuyện không liên quan đến mình, cứ đứng mà xem thôi. Nhưng công phu chửi mắng của Thánh tử Thiên Tông đúng là không đùa được, rất mạnh mẽ, rất phủ đầu. Đừng trông tên này có vẻ đứng đắn, thực chất hắn không hề yên phận,
mà lại rất biết cách chạy, lừa bẫy Ngô gia, lừa bẫy Tử gia, bẫy xong Tử gia còn bẫy cả pháp sư hộ quốc, đến phủ Tử Y hầu cũng không khách sáo. Một tòa phủ đệ yên lành bị hắn phá nát bấy, đi tới đâu náo nhiệt đến đây, đúng là không sai được. Ân Minh, là ngươi ra tay trước. Bốn pháp sư hộ quốc điềm tĩnh hỏi, giọng điệu rất thâm trầm. Trong vở hài kịch này, họ cũng là người chịu trận, phủ đệ cũng bị phá hủy khá nhiều. Hắn là Triệu Bân. Ân Minh ho ra máu, gầm lên một tiếng cực kỳ chật vật. Hắn ta không nói còn đỡ, vừa nói xong câu này, sắc mặt của bốn pháp sư hộ quốc đen như sắp phát sáng. Vì trận soát hồn đó mà họ mất hết cả thế diện, thế mà tên chết tiệt này còn nhắc đến vụ đó, không trông thấy hình ảnh soát hồn à. Cơ Ngân và Triệu Bân dính líu gì tới nhau, ban ngày ban mặt mà nói linh tinh, thật muốn tát chết ngươi. Hắn thực sự là Triệu Bân. Ân Minh lại gầm lên, hắn ta nhìn về phía Tử Y Hầu. Hắn ta không nhìn còn đỡ, bởi vì hắn ta nhìn nên Tử Y Hầu cố nén cơn giận không nói năng gì từ nãy đến giờ cũng sa sầm mặt mũi. Lão tử đúng là tin nhầm phải tà thuật của ngươi, ngươi lừa ta mấy lần rồi, còn chê chưa đủ à? Trước đó ngươi đảm bảo thế nào, đã hứa sẽ lừa sao cho Cơ Ngân chính là Triệu Bân, ngươi lừa được thứ gì? Mọi việc đã rõ, là hắn ta ra tay trước. Dương Huyền Tông nói rồi kéo Triệu Bân định bỏ đi. Tất nhiên có người không chịu, ai không chịu. Những người chịu trận, ví dụ như Ngô gia, ví dụ như Tử Y Hầu, phủ đệ nát rồi, không một lời giải thích đã định bỏ đi. Đúng là Ân Minh ra tay trước, nhưng Cơ Ngân cũng tham gia vào, đội sấm sét trên đầu chạy khắp đế đô truy sát Ân Minh, ai cũng trông thấy. Triệu Bân không thể đi được, Ân Minh tất nhiên cũng không thể đi được. Người khác không nói, chứ Tử Y Hầu không chịu. Nhìn bên ngoài phủ đệ đi, hoàng ảnh vệ bao vây rồi, còn định đi à? Không có cửa đâu. Làm loạn đế đô, áp giải vào hình tháp. Tử Y Hầu lạnh lùng và nghiêm nghị, lấy danh nghĩa rất lẫm liệt. Lão chính là thống soái của hoàng ảnh vệ, bảo vệ trị an của đế đô là chức trách của lão, bắt người cũng hợp tình hợp lý. Lão dứt lời, phong phạm cực kỳ chói mắt. Mà hôm nay, hình như người trộm gà không được còn mất nắm thóc là lão. Ban đầu kế hoạch của lão là như thế này, đã hứa sẽ hợp tác cùng Ân Minh lừa Cơ Ngân, nhưng lại có ý đồ lợi dụng Ân Minh. Lão cũng tính toán rất tinh vi, hai người thực sự đánh nhau rất đúng ý của lão. Làm loạn đế đô, lão có thể bắt người một cách danh chính ngôn thuận, điều duy nhất không ngờ đến là động tĩnh của Cơ Ngân và Ân Minh quá lớn, biến luôn phủ Tử Y Hầu của lão thành một đống hoang tàn. Vì thế, càng phải bắt. Không chỉ phải bắt, mà còn phải bắt vào hình tháp. Ân Minh không quan trọng, lão chủ yếu bắt Cơ Ngân. Đây mới là mục đích thực sự của lão. Hình tháp là địa bàn của lão, bắt Cơ Ngân, lão có thể làm được rất nhiều việc, ép ra khá nhiều bí mật trên người Cơ Ngân, ví dụ như năng lực tái sinh, thiên nhãn thuấn thân, kỳ lân thánh thú. Cùng lắm thì lão cũng có thể cướp tiên lực của Cơ Ngân. Phủ Tử Y Hầu bị phá nát rồi, kiểu gì cũng phải đòi ít lợi tức. Triệu Bân cảm thán. Tử Y Hầu vòng vo một hồi, cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính. Chủ đề chính chính là việc bắt hắn, chắc hẳn bên trong hình tháp đã dọn sẵn một gian cho hắn. Hóa ra là thế. Ân Minh cười khẩy trong lòng, đôi mắt khẽ nheo lại. Lúc này, đầu óc hắn ta cực kỳ hữu ích, ban đầu hắn ta còn không hiểu, nhưng nghe tới hai chữ hình tháp mới biết được dụng ý chùa Tử Y Hầu. Đúng là giọng càng già càng cay, hắn ta bị tinh kể rồi, bị tàu dùng như một cây thương, sau một trận quậy phá. Là nhảy ra thực thi pháp luật theo lẽ công bằng, rất là hợp tình hợp lý, sư đệ của Hồng Tước, thống soái của Hoàng Ảnh vệ quả nhiên là cao thủ dùng thủ đoạn, thêm cả diễn xuất cùng rất định, ban này diễn như thật vậy, thấy phủ đệ bị phá hủy còn giận dữ phần nội, ai không biết còn Tương Tử Yêu là người bị hại đắt chứ. Ta có tội, ta cam nguyện chịu phạt, tuy không vui vẻ gì, nhưng Ân Minh vẫn nói như thế. Chỉ cần có thể xử lý được Triệu Bân, bị coi như công cụ, hắn ta cũng bằng lòng. Cùng là kẻ gây sự, nếu hắn ta vào, Triệu Bân cũng phải vào theo. Hắn thì sao cũng được, không sợ vào hình tháp. Phủ đại đế thì có quan hệ lợi ích với Tử Y Hầu, đừng nói là hắn ta quậy phá đế đô, cho dù hắn ta giết người trên đường, Tử Y Hầu cũng không làm gì được hắn ta, cùng lắm thì lão đòi ít tiền tài và báu vật từ ông nội hắn ta thôi. Triệu Bân thì khác, hắn và Tử Y Hầu có ân oán riêng, vào hình tháp rồi thì đừng hòng ra nữa. Chuyện tiền trảm hậu tấu Tử Y Hầu làm nhiều rồi, sau đó cứ tìm lý do lấp liếm cho qua thôi.
vì một cơ ngân, chẳng lẽ bên trên định tiêu diệt Tử Y Hầu chắc? Hầu phủ chấp pháp công bằng, ta đây phải phối hợp thôi. Ân chú thấy vậy cũng chen vào, phụ họa một tiếng, lời nói rất đanh thép, đạo nghĩa rất lẫm liệt, chỉ thiếu mỗi một câu, cháu trai ta phạm pháp, người muốn bắt cứ bắt, muốn đánh cứ đánh, không cần giữ thể diện cho ta. Lão phu là đại tế ti của hoàng tộc, lấy thân mình ra làm gương. Tất nhiên, bắt cháu trai ta, người cũng phải bắt cả cơ ngân đấy.